mỗi người chúng ta đều mang trên mình chiếc mặt nạ, nhằm che giấu bản chất thực sự. Nhưng đến với kế hoạch của quỷ, họ sẽ không phán xét nhân cách hay cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần vứt bỏ lớp mặt nạ đó và chơi hết mình, làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Có 12 người được mời đến tham dự kế hoạch của quỷ lần này. Đến với chương trình kế hoạch của quỷ dữ, một show truyền hình đấu trí sinh tồn như trò chơi con mực. Bao gồm 12 thí sinh đối đầu trong các trò chơi trí tuệ chiến lược và sáng suốt trong 7 ngày 6 đêm. Mỗi người có một thế mạnh riêng, ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Người đầu tiên là diễn viên Súc Jin, từng học ngành kỹ sư cơ khí Đại học Han Giang. Người thứ hai là diễn viên Siun, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Đại học Seoul, học lên thạc sĩ ngành tâm lý học tiến hóa. Đã sở hữu hơn 10 bằng sáng chế và mô hình tiện ích đứng tên mình. Người thứ ba là phát thanh viên Hy Sung, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Đại học Seoul. Sở hữu năng lực tiếng Anh vượt trội, giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường suốt thời cấp 3. Người thứ tư là Jae-hun, chủ kênh YouTube về khoa học với 700.000 follow. Từng học ngành thiên văn học và làm trong ủy ban cố vấn ở Nhà Xanh, từng làm bình luận viên cho các sự kiện phóng tên lửa trực tuyến. Người thứ năm là Gu Laome, đến từ Canada, một cựu game thủ, hiện đang là tuyển thủ poker chuyên nghiệp, kiêm nhà đầu tư tiền ảo. Người thứ sáu là Ki Ang Jim, nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất, giành được giải xuất sắc nhất tại giải thưởng giải trí NBC khi mới 23 tuổi, có mối quan hệ sâu rộng trong ngành giải trí. Người thứ bảy là ca sĩ Seung Kwan của nhóm nhạc Seventeen. Với khiếu hài hước của mình, cậu ấy đã tham gia nhiều show tạp kỹ, từ đó nâng cao độ nhận diện của nhóm. Người thứ tám là Jong Ju, một luật sư đến từ Mỹ. Là con gái của một cặp đôi nổi tiếng, tốt nghiệp ngành toán học tại MIT, sau đó vượt qua kỳ thi luật và trở thành luật sư. Người thứ 9 Jun Bin, chủ kênh YouTube về du lịch, với 1 triệu follow, từng làm việc tại Đại sứ quán Azerbaijan. Người thứ 10 là kỳ thủ cờ vây Jeon U, giành quán quân giải cờ vây nữ khi còn học cấp 3 và trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Sau đó đi du học và tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá nhất Ireland. Người thứ 11 là Jomin, bác sĩ chỉnh hình đến từ Mỹ. Cô ấy đã tham gia vòng tuyển chọn công khai của chương trình, thành thạo 3 thứ tiếng, tiếng Anh, Hàn và Tây Ban Nha. Và người cuối cùng là sinh viên khoa học y sinh tại Đại học Hàn Quốc, Jong Jae là một trong hai người đạt điểm tuyệt đối trong bài thi viết của chương trình, cũng là tuyển thủ poker chuyên nghiệp. Sau khi người chơi đã có mặt đầy đủ, trên màn hình liền xuất hiện quỷ dữ. Khi đến đây, mỗi người đều được phát một tấm thẻ màu vàng, được gọi là bit, đóng vai trò tiền tệ. Tùy vào kết quả của từng trò chơi, họ có thể nhận thêm hoặc mất đi số bit đó. Bit cũng có thể dùng để mua vật phẩm trong trò chơi, hoặc để giao dịch giữa các người chơi. Hai người chơi sở hữu nhiều bit nhất sẽ vào chung kết. Và người chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch kế hoạch của quỷ dữ. Ngược lại, những người hết sạch bit sẽ bị loại và rời khỏi nhà chung. Người chơi sẽ ở đây trong vòng 7 ngày. Mỗi ngày họ sẽ tham gia hai trò chơi. Vòng chính vào buổi sáng và vòng thưởng vào buổi tối. Sau khi kết thúc vòng chính, hai người có số bit thấp nhất sẽ bị nhốt vào tù. Trường hợp có 3 người, thì người nhiều bit nhất sẽ quyết định ai bị nhốt. Hai người đi tù nên không được tham gia vòng thưởng vào buổi tối và sẽ được thả khi vòng chính của ngày hôm sau sắp bắt đầu. Ở vòng thưởng, mọi người phải hợp tác với nhau vì nó quyết định tổng giá trị giải thưởng chung cuộc. Hiện tại, giải thưởng là 0 won. Nếu hoàn thành 6 vòng thưởng, có thể đạt mức tối đa là 500 triệu won. Đây là cuộc chiến mà tất cả mọi người phải tận dụng tối đa sức mạnh trí não của mình. Kế hoạch của quỷ dữ chỉ đánh giá dựa trên kết quả trò chơi. Chỉ cần không dùng vũ lực hay cướp giật, dù có chiến thắng trên sự phản bội hay lừa lọc, thì chương trình vẫn vỗ tay chúc mừng và trao giải thưởng. Đối phương dây trước là bạn, nhưng dây sau có thể là thù, không thể biết trước được gì. Tòa nhà này có hai khu vực, khu sinh hoạt và khu trò chơi. Lưu ý rằng, người chơi chỉ được chuyển nhượng bit trong khu sinh hoạt mà thôi. Chương trình đã sắp xếp phòng cho 12 người. Cứ hai người sẽ chung một phòng, họ nhanh chóng làm quen với nhau. Sau khi sắp xếp xong hành lý, 12 người tập hợp ở khu sinh hoạt và trò chuyện với nhau. Cũng nhân cơ hội đó, thăm dò tính cách của người chơi khác, lựa chọn người phù hợp để kết giao đồng minh. Tiếng chuông báo hiệu vòng chính của ngày đầu tiên vang lên. Mọi người hồi hộp kéo nhau đến nơi diễn ra trò chơi. Quỷ dữ hiện lên và giới thiệu về khu vực này, gồm sảnh chính và 5 phòng khác. Các người chơi có thể tùy ý sử dụng, tùy theo chiến lược của mình. Trò chơi mở màn hôm nay chính là trò chơi virus, gần giống ma sói. Là cuộc chiến giữa những kẻ khủng bố lan tỏa virus và các công dân ra sức ngăn chặn chúng. Trước khi bắt đầu trò chơi, 12 người sẽ bốc thăm số thứ tự và chọn ngẫu nhiên nhân vật cho mình. Mỗi nhân vật trong trò chơi sở hữu năng lực và nhiệm vụ khác nhau. Ai là nhân vật nào chỉ được tiết lộ với người chơi bốc trúng nhân vật đó. Có 3 phe, phe khủng bố, phe công dân và phe trung lập. Phe khủng bố có 2 người, mỗi người được bắn 1 viên đạn. Trong đó, có một người sở hữu thêm năng lực giải độc. Phe khủng bố có một cơ hội để phát tán virus cho bất kỳ ai. Họ sẽ thắng khi còn ít nhất một người sống. Người khác ngỏm hết, ngoại trừ người mang kháng thể. Phần thưởng của phe khủng bố là mỗi người 4 bit. Phe công dân gồm có 5 dân thường, 2 nhà nghiên cứu và 1 phóng viên. Nếu phe khủng bố ngỏm hết hoặc điều chế thuốc điều trị thành công, thì phe công dân chiến thắng với mỗi người 1 bit. 5 dân thường không biết danh tính của nhau, ngẫu nhiên một trong số đó có người mang kháng thể.
người mang kháng thể vẫn nhiễm và lây nhiễm virus cho người khác. Nhưng sau một vòng chơi, người đó sẽ được tự chữa lành. Hai nhà nghiên cứu biết danh tính của nhau, họ có nhiệm vụ điều chế thuốc và tìm ra người mang kháng thể. Điều chế thuốc cần hai bước, mỗi bước chỉ được thực hiện trong một vòng chơi. Xong bước nào, sẽ được thông báo bước đó. Khi hoàn thành, chiến thắng sẽ thuộc về phe công dân. Nếu trò chơi kết thúc nhờ thuốc điều trị, thì hai nhà nghiên cứu sẽ được thêm một bit. Phóng viên sẽ được phép biết về danh tính và năng lực của một người chơi. Ở mỗi vòng, nếu phóng viên sống sót đến cuối cùng, sẽ được thêm một bit. Phe trung lập có hai nhân vật, không quan tâm phe nào sẽ thắng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ để nhận bit. Có một điều tra viên và một kẻ cuồng tín. Điều tra viên được phép bắn đạn một người chơi ở mỗi phòng. Phải giết được hai kẻ khủng bố thì mới nhận được bit. Thành công ở vòng 2 thì được 4 bit, càng kéo dài thì bit sẽ càng giảm. Kẻ cuồng tín đơn giản nhất, chỉ cần bị loại là được. Bit bị loại ở vòng 1 được 3 bit, càng kéo dài thì bit càng giảm, đến vòng 5 thì cái nịt cũng không có. Mỗi vòng chơi kéo dài 30 phút, nó sẽ tiếp diễn cho tới chừng nào một trong hai phe giành được chiến thắng. Khi một người chơi dính virus, sang vòng tiếp theo hai người bên cạnh sẽ bị nhiễm. Nếu người bị nhiễm dùng thuốc giải, thì virus sẽ ngưng phát tán về hướng người đó. Nếu không được chữa trị, người bị nhiễm sẽ ngỏm sau hai vòng. Xuyên suốt trò chơi, người chơi được quyền xét nghiệm một lần, để biết mình có nhiễm hay không. Từ vòng 2, trước khi bắt đầu chơi, sẽ có thông báo về tiến độ điều chế thuốc, người mất mạng và người nhiễm virus, họ có 60 phút để chuẩn bị vào vòng đầu tiên. Có vài người bắt đầu lập nhóm riêng, khi sung chiêu mộ Junbin về phe mình, có nghĩa họ sẽ công khai danh tính cho nhau. Nhưng Junbin lại đang cân nhắc nhiều bên. Trước mắt anh đã nhắm đến sẽ cùng phe với Se Ung Kwan, Jaehoon và Jongju cũng trở thành đồng minh. Nhân lúc mọi người đang tập hợp lại, Jaehoon muốn phổ biến kế sách thắng cuộc cho phe công dân. Nếu ai nhận nhân vật của phe công dân, thì có thể đến thuyết phục anh ấy, còn nếu ai vào phe khủng bố thì khỏi. Quỷ dữ thông báo mọi người đến sảnh chính để bắt đầu trò chơi. Mọi người lần lượt bốc thăm số thứ tự, theo thứ tự đã bốc, họ tiến vào phòng trong để chọn thẻ nhân vật. Biểu cảm lúc ra khỏi phòng của họ khá quan trọng. Có khi là thật, có khi là giả, ai cũng nói mình là phe công dân. Jongju cũng vậy, nhưng mặt cô lại đỏ lên vì sượng. Có người nghi ngờ cô là khủng bố, người khác thì chắc chắn Jongju không phải dân thường. Nét mặt Gu Lao Mê khi ra khỏi phòng rất phấn khởi. Là dân thường, nên anh ấy vui vậy sao? Junbin muốn được pháo vai nào đó thật thú vị, thì lại bốc trúng thẻ dân thường. Jaehoon đi thu thập danh tính từng người, những người khác đều nói mình là phe công dân, có Gu Lao Mê lưỡng được không trả lời. Se Ung Kwan vừa bốc thăm xong, Jaehoon hỏi cậu có phải dân thường không? Cậu ấy chỉ nói mình sẽ cố hết sức. Chị Ki Ang Jim bốc được thẻ phóng viên, quyền lợi của chị ấy là sử dụng điện thoại trong bếp để xác minh danh tính người chơi khác. Jeon U không nói mình là dân thường, chỉ nói thuộc phe thiện mà thôi. Người đầu tiên, chị Ki Ang Jim tiết lộ danh tính là Jong Jae, vì cậu ta nói mình là dân thường. Hai người cuối cùng là Hee Sung và Suk Jin cũng đã biết được nhân vật của mình. Vòng 1 vừa bắt đầu, là Si Won đã kéo tay Jaehoon ra một góc, chỉ để hỏi anh có phải dân thường không. Như đã nói lúc nãy, Jaehoon sẽ tiết lộ kế sách chiến thắng cho phe công dân, nói trước mặt hai phe còn lại luôn. Anh ấy muốn mọi người đứng thành vòng tròn theo thứ tự, và cứ giãn cách vậy thôi. Vì kẻ khủng bố muốn lây nhiễm, buộc phải làm gì đó, ví dụ như tương tác để phát tán virus. Nhưng có người nhanh chóng nhận ra lỗ hổng trong kế sách này. Làm vậy sẽ ngăn mọi người làm nhiệm vụ riêng, có nghĩa phe công dân cũng không thể giết kẻ khủng bố hoặc điều chế thuốc. Một kế sách vô thưởng vô phạt. Jaehoon đã âm thầm quan sát thái độ của mọi người, ngoại trừ phe công dân thì hai phe kia sẽ tìm cách thoát khỏi tình thế này. Phản ứng tiêu cực của họ đã cho anh một chút manh mối. Hee Sung và Jeon U cho rằng mấu chốt bây giờ là tìm ra phóng viên, vì nhân vật đó không có lý do gì để nói dối về danh tính của mình. Hee Sung vừa dứt lời, chị Ki Ang Jim liền thú nhận mình là phóng viên. Jaehoon vẫn đang xác minh ai thật sự thuộc phe công dân. Si Won nói mình là dân thường vì cô không biết nói dối. Suk Jin đến chỗ chị Ki Ang Jim và Jeon U vì cảm thấy họ đảm nhận vai đặc biệt. Chị ấy nói mình là phóng viên, cần kết hợp với điều tra viên. Khi chị Ki Ang Jim có được thông tin thì sẽ để điều tra viên ra tay. Tiếc là Suk Jin chỉ là dân thường, không giúp được. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là nắm tay người mà họ cho rằng đang mang kháng thể trên băng ghế này. Jongju và Sung Kwan vừa làm điều đó với Si Won, có nghĩa họ là hai nhà nghiên cứu của phe công dân. Bên nhóm nhỏ của chị Ki Ang Jim, họ đang nghi ngờ Jaehoon và Si Won. Vì khi bắt đầu vòng chơi, hai người này hình như có âm mưu gì đó. Nói rồi chị Ki Ang Jin đến chỗ điện thoại và hỏi danh tính của Si Won. Sau khi nghe xong, chị ấy đến kéo Se Ung Kwan đi. Cậu có phải dân thường không? Dạ, em là nhà nghiên cứu. Ok, còn chị là phóng viên. Chị đã xác minh được một trong hai kẻ khủng bố là Si Won. Se Ung Kwan liền dùng mình. Ban nãy cậu và Jongju đã lộ danh tính với cô ấy rồi còn đâu. Trong phòng ăn, Si Won nói với Jaehoon, Gu Lao Mê và Jomin rằng nhà nghiên cứu bắt đầu tạo thuốc điều trị rồi. Chị Ki Ang Jin ra hiệu cho Gu Lao Mê giữ chân Si Won ở đây, rồi chị ấy tiết lộ danh tính của Si Won cho những nhóm nhỏ khác. Trong lúc chị Ki Ang Jin đang gấp rút tìm kiếm điều tra viên, thì quỷ dữ thông báo chị ấy đã mất mạng. Ngay lập tức, chị Ki Ang Jin bị đưa đi mà không được nói lời nào.
Jong-bin nói với Jae-hoon, mình là nhà nghiên cứu. Trong khi Seung Kwan và Jong-ju mới đảm nhận vai trò đó, họ liền chất vấn anh ấy. Woo Lau-mi chột dạ, vẻ mặt căng thẳng của anh ấy khiến bốn người cũng hồi hộp theo. Lúc này thông báo kết thúc vòng 1 vang lên, hiện tại số người nhiễm virus là 3 người. Vòng 2 bắt đầu. Jae-hoon có một giả thuyết, kẻ khủng bố cũng sẽ bị lây nhiễm, nên theo lẽ thường, sẽ chọn người ở xa mình nhất. Chị Ki Ang-jin nói, Si-won là khủng bố. Vậy thì anh sẽ là người dính virus đầu tiên, đồng nghĩa sẽ ngỏm ở vòng tiếp theo. Vài người cảm thấy điều tra viên ở vòng vừa rồi khá thụ động. Seung Kwan cho rằng, đó là Jomin, nhưng Jomin đang bàn bạc với mấy người Hee-sung, thế là họ qua đòi gặp riêng Jomin, nhưng Jong-jae đã đóng cửa lại và không cho cô ấy đi, nên Jong-ju cho rằng, Jong-jae là khủng bố. Jun-bin nói với Jong-ju, chị Ki Ang-jin đã rêu rao Si-won là kẻ khủng bố, vậy mà điều tra viên lại không giết ai, có khả năng là người đó chưa hiểu hết luật, mà người như vậy thì chỉ có thể là Woo Lau-mi. Jun-bin tin tưởng vào linh cảm của mình, nên đã thuyết phục Woo Lau-mi giết Si-won. Trong vòng này, Jae-hoon đang tập hợp mọi người ở sảnh chính. Anh sẽ vào buồng kiểm tra, nếu đúng Si-won là khủng bố, thì anh sẽ nhiễm bệnh. Còn không, thì họ đã sai. Nhưng kết quả là có. Si-won muốn chứng minh không phải mình, nên đã khoác tay xúc Jin, khiến anh ấy sợ hãi bỏ chạy luôn. Jong-jae lên tiếng bênh vực Si-won cũng bị nghi ngờ theo. Bất ngờ quỷ dữ thông báo Si-won mất mạng và cô chính là khủng bố. Ngay khi biết chị Ki Ang-jin là phóng viên, Si-won đã giết chị ấy. Dù có để lộ bản thân, thì vẫn bảo vệ được đồng bọn của mình. Vì cô ấy bị tiêu diệt, nên Jun-bin càng tin Woo Lau-mi là điều tra viên. Lúc này, mọi người đều đổ dồn nghi hoặc về Jong-jae. Hầu hết đều cho rằng, cậu ấy là kẻ khủng bố cuối cùng. Mặc kệ Jong-jae có giải thích thế nào, đùng một cái, tự nhiên Jae-ung Kwan được gọi tên, khiến cậu cùng những người khác đều ngây người. Hết vòng 2, vòng 3 bắt đầu với Jae-hoon bị mất mạng do nhiễm virus. Số lượng người nhiễm hiện tại là 4 người. Hee-sung đề nghị bắt tay với Jong-ju, vì cô nghĩ mình mang kháng thể. Nhưng vấn đề là vòng sau Jong-ju đã ngỏm vì nhiễm virus, mà hoàn thành thuốc cần đến 2 vòng. Điều đó có nghĩa phương án điều chế thuốc đã thất bại, chỉ còn cách giết kẻ khủng bố cuối cùng. Vì thế Jong-ju và Si-sung đến hối thúc Woo Lau-mi nhanh chóng cho Jong-jae lên đường. Ngược lại, Suk-jin thì rất tin tưởng Jong-jae, vì thế đã xin ý kiến của cậu. Cậu ấy cho rằng Jeon-uk liên kết với người chơi nhất, trong khi những người khác lại năng nổ và rất nhiệt tình. Suy đoán thấy hai người cứ thần thần bí bí, Jeon-u và Hee-sung nghĩ họ là kẻ khủng bố và kẻ cuồng tín vẫn chưa xử lý. Jong-jae là vì không muốn phí đạn vào kẻ cuồng tín, nhưng Jong-jae lại nói khủng bố đã dùng hết 2 viên đạn rồi, một viên vào chị Ki Ang-jin, còn lại là Seung Kwan. Không ai nghĩ đến chuyện đó, nên khi nghe vậy, liền sốt sắng cả lên. Nhưng Jomin lại nói, điều đó không đúng, rồi cô ấy viết gì đó ra giấy. Xem xong Hee-sung liền cùng Jeon-u kéo Woo Lau-mi vào phòng riêng, hỏi có phải anh ấy đã bắn Seung Kwan không? Anh ấy nói có, vì nghĩ đó là kẻ khủng bố. Lúc này Suk-jin đi vào nhắc nhở sắp hết giờ, thì nghe được Woo Lau-mi là điều tra viên và đã giết Seung Kwan. Hee-sung muốn khủng luôn, cô đến nói với Jong-jae là điều tra viên đã giết Seung Kwan, chứ không phải khủng bố. Suk-jin liền nói, mình mới là điều tra viên rồi bỏ đi. Ở vòng 1, anh tiết kiệm đạn vì không chắc chắn về ai hết. Vòng 2 thì chắc chắn là Ji-won, nên đã lật ngược quyển sách có con số tương tự. Khi anh định xử lý Woo Lau-mi thì bị Jong-jae ngăn lại. Mọi người cho rằng Woo Lau-mi nói dối, nên là khủng bố. Nhưng họ quên rằng, vẫn còn kẻ cuồng tín nữa sao? Theo suy đoán của Jong-jae, anh ấy đang muốn mình bị giết, vậy thì hiểm nghi lại quay về với Jeon-u, người có vẻ vô hại nhất. Chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, mọi người một ý. Rốt cuộc, Suk-jin đã chọn nghe theo Jong-jae và cho Jeon-u lên bảng. Tuy nhiên, cô ấy lại chính là một dân thường vô tội. Vòng 4 bắt đầu, thuốc điều trị đã bắt đầu điều chế, vì Hee-sung chính là người mang kháng thể. Tuy nhiên, Jong-ju với vai nhà nghiên cứu đã mất mạng. Jomin cũng vậy, vì cô đã nhiễm virus 2 vòng. Ở vòng vừa rồi, Suk-jin đã nhiễm virus, cho nên anh ấy sẽ mất mạng khi vòng này kết thúc. Hai nhà nghiên cứu đều đã ngủm, nên chiến thắng của phe công dân phụ thuộc vào viên đạn cuối cùng của điều tra viên. Chỉ còn lại 5 người, với Woo Lau-mi, Jong-jae là hai kẻ tình nghi lớn nhất. Jong-jae lại tích cực dồn Hee-sung vào chỗ ngỏm, nên 4 người đều cho rằng cậu ấy đích thực là khủng bố. Và Suk-jin đã đưa ra quyết định, bị loại nhưng lại cười nhẹ nhõm là vì Jong-jae là kẻ cuồng tín. Từ đầu, cậu ấy và Ji-won đã ngấm ngầm lập đội với nhau. Dù có là nhân vật gì, thì cũng phải tiết lộ cho đối phương. Cậu ấy cũng là cầu nối giữa hai kẻ khủng bố. Khi muốn trừ khử ai đó, Si-won và Woo Lau-mi sẽ ngầm ra hiệu cho nhau. Rồi lúc Ki Ang-jin biết danh tính của Si-won, Jong-jae đã đến báo với hai người để lập kế hoạch đối phó, còn cậu thì thu hút sự chú ý, để Woo Lau-mi có thể hành động. Jong-jae phát hiện, Suk-jin vừa vắng mặt thì có người bị gọi tên. Nên lúc đó, cậu đã đoán anh ấy là điều tra viên, vì thế đã mượn tay Suk-jin loại trừ những người phe công dân. Woo Lau-mi vì không hiểu trò chơi cho lắm nên không nói gì nhiều, cứ im và làm con nai và ngơ ngác thôi. Lời nói dối của anh rất vụng về, càng khiến mọi người mất cảnh giác. Kết thúc vòng 4, Suk-jin với vai trò điều tra viên đã lên bảng. Còn đúng 3 người chơi.
Khi Sung bị nhiễm virus, nhưng có kháng thể nên đã hồi phục. Wu Lao Mê, kẻ khủng bố cuối cùng đã dùng năng lực giải độc, còn lại mỗi Junbin. Cứ đàn này, thì đến vòng 7 cậu ấy sẽ mất mạng. Và trò chơi đã kết thúc, với phần thắng thuộc về phe khủng bố. Kết quả trò chơi đầu tiên, Siun và Wu Lao Mê được 4 bit, Rong Dê được 1 bit, những người còn lại đều có 1 bit như nhau. Vì thế, hai người có số bit cao nhất sẽ chọn ra hai người vào tù. Siun chọn Jomin, còn Wu Lao Mê chọn chị Kiang Jim. Chọn hai người này là vì họ cho rằng đây là hai người ít hoạt động nhất. Sau khi chị Kiang Jim và Jomin bị đưa vào nhà tù, thì những người còn lại cũng rời khỏi khu trò chơi. Hai người phải đi qua một con đường nhỏ hẹp đến trước một căn phòng và phải ở trong đó 18 tiếng. Nơi đó sơ sài như một nhà tù thứ thiện, được cái là giường cũng khá êm ái. Vì Rong Dê đã giúp phe khủng bố, nên Siun và Wu Lao Mê mỗi người đã cho cậu ấy một bit, nâng Rong Dê lên hàng ba người nhiều bit nhất. Sau trò chơi đầu tiên, mọi người đã rút ra kinh nghiệm cho mình. Họ phải cẩn trọng hơn, vì từ ngày mai sẽ có người bị loại. Trong nhà tù, Jomin tình cờ phát hiện một cái hộp, trong đó có mật mã sắt, loại một người chơi. Ai giải được mật mã, sẽ được thưởng một bit. Trong lúc chị Kiang Jin giải mã, thì Jomin đi tìm những nơi khác trong phòng, xem có manh mối gì nữa không. Đến giờ ăn, hai người được ăn bánh mì với sữa, còn 10 người kia thì ăn buffet. Sau khi no nê, họ nghỉ ngơi. Không bao lâu, thì tiếng chuông báo hiệu vang lên. Đến giờ chơi phòng thưởng, mọi người tiến vào khu trò chơi trước khi bắt đầu. Quỷ giữ cho họ xem lại số bit của mỗi người. Vòng thưởng đầu tiên có tên hợp tác giải đố. Các người chơi phải cùng nhau hoàn thành câu đố trong khoảng thời gian nhất định. Họ sẽ ghép các mảnh nhỏ lại để hoàn thiện hình ảnh đã cho. Có 10 vòng với 10 hình ảnh. Khi hộp câu đố được mở ra, vòng quay sẽ hoạt động và bắt đầu từ người chơi số 1. Mỗi vòng có 3 phút. Giải đố xong thì vòng quay sẽ dừng lại. Dừng ở ô nào thì người chơi ở ô đó được tính là người hoàn thành câu đố. Hoàn thành 2 câu được 1 bit, 3 câu được 2 bit, cứ thế tính tới. Nếu giải đố được hết 10 câu, thì tiền thưởng chung cuộc sẽ tăng lên 50 triệu. Còn không làm hết thì thua, tiền thưởng vẫn là con số 0. Trong mấy trò này, thì những người quen với hình khối sẽ có lợi thế hơn. Có người không cần bit, chỉ cần tăng tiền thưởng. Có người ngược lại, cũng có người muốn đạt được cả hai thứ. Trước khi trò chơi bắt đầu, mọi người thống nhất sẽ liên tục nói chuyện, để người sau có manh mối mà làm tiếp. Sau khi bốc thăm, 10 người lần lượt bước lên vòng quay, đứng vào ô số tương ứng. Vòng 1 bắt đầu, Wu Lao Mê đã ghép cần hết và Rong Du chỉ lật hai miếng ghép cuối là xong. Nhưng lúc vòng quay dừng lại, Junbin lại là người đứng trước bàn giải đố, nên cậu được tính là người hoàn thành. Vòng 2 khởi đầu khá căng thẳng, đi hết một vòng mới xếp xong. Có điều kết quả không bất ngờ như vòng trước, bàn giải đố vẫn còn ở chỗ Rong Du, nên cô ấy được tính là người hoàn thành. Vòng 3 đơn giản hơn và Rong Dê là người hoàn thành vòng này. Tuy nhiên hoàn thành từ 2 vòng trở lên mới tính là một bit, nên một trong 3 người phải hoàn thành được câu thứ 2. Dê Hun đề nghị những người khác hỗ trợ 3 người này. Vòng 4 bắt đầu với nhiều mảnh ghép hơn, còn có cả mảnh cong. Đến lượt Hy Sung, lẽ ra cô có thể ăn điểm câu đó, nhưng bị cuốn theo mọi người và để Rong Dê hoàn thành nó. Cậu ấy thành công lấy được một bit. Rong Du không hài lòng với kết quả này lắm, vài người cũng có cảm nhận tương tự. Vì không có gì đảm bảo, người nhận được bit sẽ chia cho người khác vì đã được giúp đỡ cả. Dê Hun muốn thu tập được nhiều bit nhất và chia cho những người ngồi tù. Như thế sẽ giảm thiểu số người bị loại sau mỗi trò chơi, hoặc là bốc thăm ngẫu nhiên, ai sẽ nhận được bit. Nhiều người không đồng tình. Ai lấy được bit thì lấy sao phải chia sẻ khi họ đang cạnh tranh với nhau. Đến vòng 5, lẽ ra Rong Dê chỉ cần lật hai mảnh lại là có thể giành được bit thứ 3, nhưng luống cuống thế nào lại không kịp và Xe Ung Quan đã giành được cơ hội đó. Vòng 6 bắt đầu. Hình ảnh ngày càng khó hơn, đã quay được một vòng nhưng họ vẫn chưa giải được. May mà đến lượt Rong Du thì hoàn thành, nhưng lại lần nữa được tính lên Junbin. Vòng thứ 7, hình ảnh nhìn có vẻ dễ, nhưng khó nhai hơn nhiều. Loay hoay gần 2 vòng mới xong. Rong Dê được lãnh một bit ở vòng này, nâng số bit hiện có của cậu ấy lên 5. Ở vòng thứ 8, cứ ghép được 9 phần, lại có mảnh bị dư thừa. Mặc dù đã thử nhiều cách xếp khác nhau, nhưng đáng tiếc là họ đã không vượt qua được vòng này. Trò chơi kết thúc khi chơi đủ 10 vòng, nên tiền thưởng không được tăng thêm đồng nào. Vậy là từ tiền thưởng tối đa 500 triệu đã tụt xuống còn 450 triệu. Trở về khu sinh hoạt, Junbin đã chia lại cho chị Rong Du 2 bit. Mọi người tiếp tục bàn luận về vấn đề người nhiều bit chia cho người ít bit. Mục đích của Jae-hun là muốn tăng tình đoàn kết, nhưng sự thật là nó chẳng có tác dụng mấy. Sau đó họ ai về phòng nấy, bắt đầu lựa chọn đồng minh sau khi kết thúc ngày đầu tiên. Nhưng Junbin đã chọn liên minh với Jae-hun và Rong Du. Ji-un rất nhạy bén, cô cho rằng chị Ki-ang Jim vào tù đầu tiên có thể là một lợi thế. Ví dụ như trong đó sẽ có bí mật hay mật mã gì đó. Dĩ nhiên là chị ấy sẽ không tiết lộ, nhưng có thể vào tù một lần cho biết cũng không sao. Vốn dĩ mật ong ngon nằm trong tổ ong cơ mà. Trong nhà tù, Jomin buồn ngủ nên đã nhường cho chị Ki-ang Jim tiếp tục giải mã, và chị ấy đã thành công mở được nó mang về cho mình một bit một cách dễ dàng. Đến giờ ngủ, tất cả đèn đều tắt, mọi người cũng giải tán. Sáng hôm sau, Siun dậy sớm nhất, sau đó là Wu Lao Mê. Trong nhà tù, chị Ki-ang Jim cũng đã dậy đánh răng rửa mặt. Không biết sao, đi tù mà chị ấy ngủ rất ngon.
Đến 8 giờ, tiếng chuông báo hiệu vang lên, đèn đồng loạt được bật. Mọi người lục đục tỉnh dậy, sửa soạn. Chỉ có Jumin là vẫn còn ngáy o o, lúc những người khác đang ăn sáng, Rong Jae và Siwon ở trên phòng bàn bạc chiến lược. Cô ấy đã lôi kéo được Gu Lao Mê, chỉ cần Rong Jae thuyết phục Suk Jin nữa thì sẽ ổn. Cậu ấy cũng có một phát hiện và quyết định tiết lộ với Siwon. Beat nhận được ở vòng thưởng, khác với Beat được phát khi mới tham gia trò chơi. Không chỉ mình cậu, có lẽ Jumin cũng đã nhận ra sự khác lạ đó, và khả năng cao cậu ấy đã đưa Beat cũ cho Rong Ju. Jumin vẫn còn ngủ, Se Ung Kwan lên đánh thức thì cậu ấy mới chịu dậy. Dù sao hôm qua Suk Jin cũng giúp Rong Jae chiến thắng, nên cậu đã đền đáp anh ấy một Beat, đồng thời đề nghị hợp tác với nhau. Ji Won và Rong Jae thử mở rộng liên minh với những người khác, nhưng có vẻ ai cũng đề phòng với cặp chị em này. Do Min và chị Ki Ang Jin rốt cuộc cũng được thả. Chị Ki Ang Jin cũng nhận được Beat của mình. Hai người tập hợp tại khu trò chơi để chuẩn bị cho ngày chơi thứ hai. Trước khi bắt đầu, quỷ dữ công bố số lượng Beat của các người chơi. Chị Ki Ang Jin không chơi vòng thưởng mà có thêm Beat, có nghĩa trong tù có nhiệm vụ khác vòng chính. Hôm nay có luật chơi khá nhất cái đầu, có tên vòng đua luật chơi. Chính các người chơi sẽ là người đưa ra luật của trò này. Trên bàn có rất nhiều khối chữ với chín màu sắc khác nhau. Luật chơi sẽ được tạo nên từ các khối chữ đó, với điều kiện khi tạo câu, không được dùng khối chữ trùng màu. Phải đủ với điều kiện và vế. Kết quả không được dùng một chủ ngữ cho hai vế, phải đủ ngữ pháp. Đối tượng trong câu phải được xác định rõ ràng, nội dung rõ nghĩa, không mâu thuẫn. Người chơi có 120 phút để tạo ra luật chơi của riêng mình. Khi hết giờ, mỗi người sẽ lần lượt vào phòng chia bài để đăng ký luật mà mình vừa nghĩ ra. Luật chơi không được chia sẻ cho người khác, chỉ khi nào dùng đến thì mới công bố. Sau khi đăng ký xong thứ tự chơi, sẽ được tính theo số chữ cái trong câu. Người ít chữ cái nhất chơi đầu tiên, người nhiều chữ nhất xếp sau cùng, cứ vậy mà tính. Nếu số lượng bằng nhau, thì oản tù tì. Khi trò chơi bắt đầu, người số 1 sẽ đổ xúc sắc trước, ra bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Xúc sắc bình thường có một số 1, 2 số 2, 1 số 3, vào tù và ra tù. Còn xúc sắc đặc biệt có, 1 số 1, 2 số 2, 3 số 3. Nếu đổ xúc sắc ra mặt vào tù, thì người đó sẽ vào tù. Để thoát ra, người chơi phải xúc sắc được mặt ra tù, hoặc dùng vé ra tù mới được tiếp tục cuộc chơi. Trên bàn cờ, có 4 ô văn phòng ở 4 góc. Khi bước vào ô này, họ sẽ có 3 sự lựa chọn. Một là nhận vé ra tù, hai là thêm một lượt đổ xúc sắc, ba là đặt ra luật chơi tập thể, hoặc sửa luật chơi tập thể đã có trước đó. Chọn một cụm từ ở mỗi cột màu, để tạo nên một câu hoàn chỉnh, đó là luật chơi tập thể. Khi tất cả người chơi đều về đích, thì trò chơi sẽ kết thúc. Phần thưởng cho người về nhất là 3 bit, nhì là 2 bit, 3 là 1 bit. Ngược lại, hạng 10 đến hạng 12 sẽ bị phạt. Hạng 10 nộp 1 bit, hạng 11 3 bit, hạng chót là 5 bit. 120 phút để suy nghĩ luật chơi cá nhân bắt đầu. Mọi người chen nhau ra để suy nghĩ luật chơi. Trong lúc đó, vô hình chung đã chia 12 người thành hai nhóm lớn. Nhóm nhiều bit và nhóm ít bit. Luật chơi cá nhân có thể tùy ý, nhưng cần phải hợp tác để cứu vớt nhau thoát khỏi nhóm xếp cuối bằng luật chơi tập thể. Với kết quả bit hiện tại, thì nhóm ít bit áp lực hơn. Vì bị áp đảo bởi số lượng người, Jae-hun thuộc nhóm ít bit, anh có một kế sách khá hay. Đó là đẩy 12 người vào tù. Những người trong nhóm sẽ tìm cách lấy được vé ra tù và giúp nhau thoát ra. Vì thế mà luật chơi cá nhân của họ đều có vế sau là nhận được vé ra tù. Lúc này Suk Jin đi vào và tình cờ nghe được kế hoạch của nhóm ít bit. Suk Jin sau khi biết được, đã đến bàn bạc với Rong Jae. 10 phút nữa hết giờ, thì Jae-hun phát hiện lỗ hỏng. Nếu đặt câu theo kế hoạch, sẽ bị trùng màu, thì không hợp lệ. Rong Jae bắt đầu đi thăm dò phe kia, cũng không giấu giếm mà nói rằng kế hoạch đã thất bại, phải đổi lại luật cá nhân của mình. Ngay lập tức, nhóm nhiều bit liền lên kế hoạch để áp đảo họ. Hết giờ, mọi người lần lượt đăng ký luật chơi cá nhân với chương trình. Dựa theo số chữ cái, đây là danh sách người chơi theo thứ tự. Những ai trùng số chữ cái, thì oản tù tì. Trò chơi bắt đầu ở lượt đầu tiên, ngoại trừ chị Ki Ang Jin và Siwon đã vào tù, Jeon U đứng tại chỗ, thì những người khác đều tiến lên lượt thứ hai. Hi Sung trúng ô văn phòng, cô ấy đã chọn thay đổi luật chơi tập thể. Jeon U vẫn đứng yên. Se Ung Kwan vào tù, Gu Lao Mê và ô văn phòng. Sau khi bàn bạc, anh ấy chọn đổi luật chơi để có lợi cho người nhiều biết. Lượt thứ ba, Hi Sung vào tù, Jeon U cũng vào tù luôn. Rong Ju đến ô văn phòng, cô ấy chọn vé ra tù. Jun Min vào tù, chị Ki Ang Jin ra tù. Đồng thời, Rong Ju được một vé ra tù. Vì luật cá nhân của cô là, cứ ai ra tù thì cô sẽ được hưởng một vé. Sau hai lượt vừa rồi, Rong Jae mới nhận ra, luật cá nhân mà nhóm họ đặt ra đều vô dụng với những người kia. Vì vậy, khi có cơ hội được vào ô văn phòng, Suk Jin đã đổi luật tập thể. Họ có nhiều bit mà, dùng bit để ra tù và nhận được vé cũng không lỗ lắm. Giờ họ đã mất lợi thế, chỉ có thể trông cậy vào luật tập thể mà thôi. Nhóm ít bit nhận được rất nhiều vé ra tù, trong đó có Se Ung Kwan. Nhưng vì nhường vé của mình cho họ, nên cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, xui xẻo nhất phải là Jeon U. Ở ngoài thì xúc sắc vào tù, trong tù thì xúc sắc ra số. Được cứu bằng vé ra tù, thì lại xúc sắc vào tù. Hiện tại, Jae-hun đang dẫn đầu.
nhóm của anh ấy tuy nhiều vé, nhưng cũng đông người, trong khi họ cứ liên tục phải vào tù. Vì vậy, sau khi thống nhất, họ quyết định sẽ tấn công Si-un bằng cách kéo cô ấy thụt lại phía sau. Si-un đã đánh đổi bit để có thể tiến lên phía trước, nhưng giờ cô ấy chỉ còn lại 3 bit và đang khá tuyệt vọng. Cô làm nhiều dùng một bit để đổi lấy xúc sắc đặc biệt. Vào ô văn phòng, Si-un liền chọn nhận vé ra tù, những người phía sau cũng lần lượt tiến lên. 1-2 ô, đến lượt Jeon-woo, cô ấy lại đổ ra mặt ra tù. Không thể tiến thêm bước nào, Jun-min đến ô văn phòng, liền cho đổi luật chơi tập thể. Người chơi có thể bỏ vé ra tù, và được quyền đẩy người chơi khác lùi về một ô. Nhóm ít bit có lợi thế về số lượng vé ra tù, nên Se-ung Kwan đã bỏ 2 vé của mình, để đẩy Si-un lùi về 2 ô, để có thể chiếm lại quyền chủ động. Dòng dề đã thuyết phục Suk-jin làm mọi cách để tiến về phía trước, ngăn không cho Jong-ju được hạng nhất. Thế là họ đã đổi luật chơi tập thể, loại bỏ vé ra tù mình có, để đổi lấy xúc sắc đặc biệt. Đến lượt Si-un xúc sắc, cô đã áp dụng luật mới này để tiến thêm nhiều bước. Tiếp theo là Suk-jin. Anh ấy chạy nước rút, liên tục đổi vé ra tù để đổi xúc sắc đặc biệt. Không ngoài dự đoán, anh ấy đã về nhất, nhưng niềm vui nhanh chóng dập tắt trên gương mặt của nhóm nhiều bit khi lợi thế lại nghiêng về nhóm còn lại. May mắn cũng mỉm cười với họ khi đổ xúc sắc đều ra con số như ý muốn. Jeon-woo rốt cuộc cũng đổ ra số và có thể tiến lên, mừng hết lớn luôn vậy á. Khi đến lượt Jong-ju, cô ấy đã dùng luật chơi tập thể để đẩy Jong-jae lùi lại 6 ô. Sau khi Jong-jae bị lùi lại 6 ô, Jong-ju tiếp tục tung xúc sắc nhưng không có gì xảy ra. Đến lượt những người khác cũng không có sự thay đổi lớn nào. Đến dòng dê tung xúc sắc, cậu lại trúng ô vào tù. Sau đó dê hun tung xúc sắc và về đích thứ nhì. Sau xúc Jin, lần lượt là chị Ki Ang Jin hủy vé ra tù, để đẩy dòng dê lùi một bước. Se-ung Kwan hủy hai vé, để Wu Lao Mê và dòng dê mỗi người lùi một ô. Dòng Du hủy một vé, tiếp tục đẩy dòng dê lùi một ô. Liên tục như thế, khiến dòng dê và Wu Lao Mê không còn hy vọng gì nữa. Tính đến hiện tại, đã có 4 người về đích, 3 người sắp về đích, 3 người đứng cuối, và 2 người trong tù. Jong Ju tung ra mặt số 3, trở thành người thứ 5 cán đích. Trước khi Se-ung Kwan về đích, đã dùng 2 vé ra tù cuối cùng để đẩy Jong Jae và Gu Lao Mê về sau một bước. Còn lại 6 người, Jeon-woo dùng vé ra tù, rồi tung xúc sắc lại ra ô vào tù. Sao thấy có điểm dữ vậy nè? Hee-sung là người thứ 7 tới đích. Chỉ còn lại 5 người, với 4 người trong tù và Jong Jae cách đích 3 ô. Đến lượt Jeon-woo tung xúc sắc, cô dùng vé để ra tù. Si-un tung xúc sắc được ô ra tù, Jong Jae vào tù lần nữa, cả Si-un cũng thế. Jeon-woo đến ô văn phòng và lấy vé ra tù. Sau đó chị Ki Ang Jin liên tục tung ra số 2, nên cô ấy cũng được kha khá vé ra tù. Jeon-woo quyết định dùng 2 vé khiến Jong Jae và Gu Lao Mê lùi lại. Lúc này Si-un rất hối hận vì bản thân đã kiêu ngạo. Rốt cuộc Jeon-woo cũng thành công về đích, tiếp đó là Si-un. Lúc này chỉ còn lại 3 người chơi. Để được ở lại, chị Ki Ang Jin bắt buộc phải đạt hạng 10. Và may mắn đã mỉm cười với chị ấy. Sau khi ra tù, chị Ki Ang Jin đã về đích với xúc sắc mặt số 3. Jong Jae và Gu Lao Mê, một trong hai sẽ có người phải ra về. Phải giành giật với người của phe mình, không ai trong số họ vui vẻ cả. Cuối cùng Gu Lao Mê đã phải dừng cuộc chơi tại đây. Kết quả của vòng chơi hôm nay, hạng nhất nhì 3 lần lượt là Suk Jin, Jae Hun và Jo Min. Tương đương với phần thưởng 3 bit, 2 bit và 1 bit. Hạng 10, 11 và 12 sẽ bị phạt. Chị Ki Ang Jin nộp 1 bit, Jong Jae nộp 3 bit và Gu Lao Mê nộp hết số bit đang có. Anh ấy phải quay về khu sinh hoạt dọn hành lý và rời khỏi đây. Đội nhiều bit đã tự mãn rằng có thể thắng dù có ít người hơn. Se-ung Kwan cảm thấy rất áy náy vì đã liên tục đẩy Gu Lao Mê lùi lại. Số lượng bit hiện tại của các người chơi được công bố. Suk-jin nhiều bit nhất nên anh ấy sẽ quyết định hai người nào vào tù. Sau khi bàn bạc, Suk-jin đã chọn Jeon-woo và Se-ung Kwan. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi, nhưng ai cũng luyến tiếc Gu Lao Mê, trong đó Si-un và Jong-jae là buồn nhiều nhất. Hai tù nhân mới vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự thô sơ và chật hẹp của nhà tù. Nhưng nghe nói ở đây có câu đố nhiệm vụ, nên họ cũng khá hứng thú với nơi này. Trong lúc Se-ung Kwan đi vệ sinh, Jeon-woo đã thử tìm kiếm, và cô ấy đã phát hiện một két sắt đằng sau ổ cắm điện. Tuy nhiên không biết mở nó bằng cách nào. Sau đó Jeon-woo cũng tìm thấy mật mã sắt, có điều không biết nó với két sắt liên quan gì đến nhau. Ji-un rất suy sụp trước sự ra đi của Gu Lao Mê. Đó là chuyện sẽ xảy ra, nhưng cô ấy vẫn không ngăn được cảm xúc của mình. Trong tù, Jeon-woo và Se-ung Kwan nhận được đồ ăn là bánh mì với sữa. Họ khá thất vọng. Se-ung Kwan dặn lòng, ngày mai khi trở về sẽ ăn bù cho thật đã. Se-ung Kwan buồn chán, nên thử dò mật mã két sắt, nhưng không được. Cũng tìm kiếm xung quanh, tiếc là không còn manh mối nào khác. Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, cũng đến giờ chơi vòng thưởng. Trước khi bắt đầu, quỷ dữ muốn họ nộp lại toàn bộ sổ ghi chép. Mọi người đoán đây sẽ là trò chơi ghi nhớ. Quả nhiên trò chơi ở vòng thưởng hôm nay tên là mảnh thép ký ức. Luật chơi dễ lắm, họ sẽ được xem một bức tranh trong thời gian quy định. Sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến những gì có trong bức tranh đó. Họ có 20 phút để ghi nhớ. Sau khi hết thời gian, 9 người sẽ vào nhà bếp. Từng người chơi sẽ lần lượt tới sảnh chính để trả lời câu hỏi.
thứ tự trả lời tùy ý mọi người sắp xếp, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ câu hỏi cho người chơi khác. Phòng thi có 10 câu hỏi với cấp độ khó ngày càng tăng. Sau đây là một ví dụ để mọi người dễ hình dung. Bức vẽ nhìn thì đơn giản, nhưng khi câu hỏi được đưa ra, thì họ mới biết độ khó của nó. Câu đầu tiên, trong tranh đang là mấy giờ? Và đây là đáp án. Câu thứ hai, sinh nhật của chủ nhân chiếc bàn. Đáp án nằm trên quyển lịch câu thứ ba. Chủ nhân chiếc bàn là học sinh lớp mấy? Dựa theo dòng chữ trên máy tính thì biết được là học sinh lớp 11. Người chơi có 1 phút để đưa ra đáp án, trả lời đúng thì được thông qua và đến câu tiếp theo. Không biết câu trả lời thì có quyền bỏ qua, nhưng sẽ bị loại và đến lượt người khác trả lời. Nếu hoàn thành hết 10 câu thì tiền thưởng chung cuộc sẽ tăng 50 triệu won. Lưu ý, nếu tất cả người chơi đều bỏ qua câu hỏi và bị loại, hoặc chỉ một người đưa ra đáp án sai, trò chơi sẽ kết thúc mà không mang về một xu nào. 20 phút ghi nhớ bức tranh bắt đầu. Đây là toàn cảnh của một bệnh viện, dựa trên ví dụ lúc nãy. Mọi người chia nhau ra nhớ từng phần trên đó. Vì dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, vẫn có thể là đáp án của một câu hỏi. Không ai tự tin về trí nhớ của mình cả, nên nhìn bức tranh chi chít người, cũng như sự vật, sự việc thế này, họ đều cảm thấy đầu mình nhức nhức. Không chỉ phải nhớ, họ còn phải tư duy nữa. Thời gian đã hết, họ có 5 phút trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi. Sau khi bàn bạc, Siwon là người đầu tiên ra sân, nhưng cô ấy đã chọn bỏ qua câu hỏi. Khởi đầu như vậy khiến mọi người ở trong vô cùng hoang mang. Suk Jin định đi, nhưng Jongju đã tình nguyện ra trước. Câu hỏi đầu tiên, bệnh viện trong tranh tên gì? Siwon không có câu trả lời, nhưng cô đã hiểu sai luật chơi. Cứ nghĩ bỏ qua là sẽ tiếp tục trả lời câu tiếp theo, nhưng không ngờ lại trực tiếp bị loại. Và Jongju đã trả lời đúng câu hỏi này. Câu thứ hai, giám đốc đại diện dược phẩm Kang Kang tên gì? Là Hư Giác. Đáp án chính xác. Câu thứ ba, bác sĩ trưởng khoa nhi tên gì là? Ha Song E. Chính xác luôn. Câu thứ tư, đồng phục y tá bệnh viện màu gì? Là màu hồng. Đáp án chính xác. Mọi người trong phòng bếp thót tim mấy lần, vô cùng phấn chấn vì Jongju đã liên tục trả lời đúng. Câu thứ năm, shipper giao đồ gì? Là pizza. Chính xác. Dân luật có khác, đỉnh thật sự. Mọi người không ngừng trầm trồ trước trí nhớ siêu tốt của Jongju. Câu thứ sáu, người mặc đồ cách ly cầm gì trên tay trái? Là điện thoại di động. Quá chính xác. Câu thứ bảy, cảnh sát đang tìm một người, người mà anh ấy tìm đang cầm thứ gì? Là thỏ bông màu trắng. Câu thứ tám, tên bệnh nhân phòng VIP là gì? Là Jung Jae-soo. Vèo một phát, chỉ còn lại 2 câu hỏi. Câu thứ 9, bức tranh này đang diễn ra vào ngày tháng năm nào? Lịch trong tranh chỉ ghi tháng, không có ngày. May mà trước đó, Jongju đã tìm ra được ngày chính xác, và Jongju vẫn nhớ chi tiết đó. Câu cuối cùng, có một bệnh nhân đeo băng che mắt, người đó đeo bên nào? Jongju ngay lập tức trả lời là bên trái. Đây là câu hỏi mà cô ấy tự tin nhất, và Jongju đã mang về 50 triệu đầu tiên. Mọi người ùa ra ôm lấy cô ấy. Không khí vui vẻ phấn khởi đã xóa tan sự ảm đạm lúc nãy. Họ đã uống bia để ăn mừng chiến thắng. Suk Jin đã chia cho Siwon và Jongju mỗi người một bít để khích lệ tinh thần. Dù sao nhờ có họ hỗ trợ, anh ấy mới giành được hạng nhất. Trong tù, Seung Kwan đang giúp Jeon U rửa mặt. Đang loay hoay xoa xoa chà chà thì đèn tắt vì đến giờ ngủ, hiện tại có 11 người chơi còn sống. Siwon, Jongju và Suk Jin có số bít nhiều nhất, mỗi người có 3 bít. Tên vòng thi lần này là con số bí mật. Người chơi đầu tiên cần rút một con số từ 1 đến 100 làm số định danh của mình. Không ai biết con số này, kể cả bản thân người chơi. Chỉ có thể thông qua tiếp xúc với người chơi khác mới có thể nhận được gợi ý. Cách thức là hai người chơi trong một phòng đặc biệt, mỗi người nộp một lá bài gợi ý giống nhau. Bài gợi ý bao gồm cộng, nhân, chia, không, tổng cộng 4 loại. Dấu cộng tức là tổng của hai số định danh của hai người chơi. Nếu tổng lớn hơn 180, sẽ được gợi ý số nằm trong khoảng 180 đến 199. Nếu tổng nhỏ hơn 20, sẽ được gợi ý số nằm trong khoảng 3 đến 20. Sử dụng dấu nhân để hiển thị chữ số cuối cùng sau khi hai số nhân với nhau, ví dụ 6 x 40 bằng 240, hiển thị chữ số cuối cùng là 0. Sử dụng dấu chia để hiển thị kết quả của số lớn chia cho số nhỏ, chỉ hiển thị số nguyên, không bao gồm các chữ số sau dấu phẩy, ví dụ 40 chia cho 6 hiển thị kết quả là 6. Sử dụng dấu không để hiển thị hai số cách nhau bao nhiêu chục, ví dụ từ 6 đến 40 cách nhau 10, 20, 30, tổng cộng 3 chục, hiển thị kết quả là 3. Khi trò chơi bắt đầu, người chơi sẽ nhận được một bộ bài gợi ý gồm có cộng, nhân, chia và không, mỗi loại một lá. 4 lá bài này được gọi là một bộ. Người chơi có thể dùng một bit để mua thêm một bộ bài nữa. Thời gian chơi tổng cộng là 120 phút. Trước khi trò chơi kết thúc, người chơi cần đoán số và điền vào phiếu trả lời. Nếu đoán đúng số định danh của mình sẽ được 5 điểm, đoán sai sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu còn đoán đúng số của người khác, mỗi số đúng được cộng thêm 1 điểm, đoán sai cũng bị trừ 1 điểm, không đoán không bị trừ điểm. Nếu có thể đoán đúng số của tất cả người chơi, sẽ được thêm 5 điểm nữa. Ngoài ra, khi số định danh của một người chơi bị người khác đoán đúng, ngoài việc người đoán đúng được cộng thêm 1 điểm, người bị đoán đúng cũng sẽ bị trừ 1 điểm tương ứng. Nói cách khác, điểm này như là được chuyển từ người bị đoán sang người đoán, thật là một điểm máu lừa. Cơ chế này không cho phép người chơi hòa bình với nhau.
Cuối cùng, người chơi có điểm số cao hơn 6 điểm sẽ nhận được 1 bit, cao hơn 11 điểm nhận được 2 bit, cao hơn 16 điểm nhận được 3 bit. Ngược lại, người chơi có điểm số thấp hơn 4 sẽ bị trừ 1 bit, thấp hơn âm 1 điểm sẽ bị trừ 2 bit. Người chơi có điểm số thấp nhất còn phải bị trừ thêm 3 bit. Nếu có hơn 2 người chơi có điểm số thấp nhất, người chơi có điểm cao nhất sẽ chọn một người trong số họ để bị trừ điểm. Nếu tất cả người chơi có cùng số điểm, mỗi người sẽ bị trừ 1 bit. Ngoài ra, trò chơi còn có phần dự đoán ai sẽ vào tù. Phần dự đoán này không cần dùng bit để tham gia và miễn phí. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ nhận được 1 bit. Trò chơi sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa. Tôi sẽ giải thích một cách đơn giản. Cá cược miễn phí chính là để hướng dẫn người chơi xác định trước đối thủ mà họ muốn nhắm đến để sau đó có thể giành được phần thưởng nếu thành công. Quy định tất cả mọi người đều có cùng điểm số thì sẽ bị trừ 1 bit để ngăn chặn tình trạng mọi người cùng nhau thống nhất số để duy trì hòa bình. Dĩ nhiên, điều này không phải là không thể, nhưng những người chơi chỉ có 1 bit chắc chắn sẽ không đồng ý, kèm theo việc bị trừ tối thiểu 3 bit, cùng với các thiết lập khác như chuyển điểm nếu đoán đúng, trừ điểm nếu đoán sai, vân vân, tất cả đều nhằm khuyến khích và hướng dẫn người chơi gây chuyện. Người chơi còn phải cân nhắc giữa việc tiết lộ số của mình và bảo vệ số đó. Tôi đánh giá cao thiết kế cơ chế này. Vậy người chơi sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta hãy nhanh chóng xem xét. Sukjin đang suy nghĩ, việc đoán đúng số của mình và nhận được 5 điểm là cơ bản, và khoảng cách sẽ được tạo ra dựa trên việc bị bao nhiêu kẻ địch đoán đúng. Nói cách khác, càng nhiều người biết số của bạn thì càng bất lợi. Do đó, không cần thiết phải liên minh quy mô lớn, vì vậy đã từ chối rong dê. Về phạm vi liên minh, ngay cả khi hai người chơi sử dụng tất cả các phiếu gợi ý, có được 2 số chính xác, cũng không thể xác định được số lớn và số nhỏ thuộc về ai. Cần ít nhất một người nữa để xác định, nhưng vẫn có nguy cơ bị đồng minh phản bội. Do đó, việc chọn lựa đồng minh đáng tin cậy càng trở nên quan trọng. Vậy tình hình liên minh trên sân như thế nào? Rong Dê là người ít được tin tưởng nhất. Junbin cho rằng, khi Ang Jim, Xe Ung Quan, Hi Sung, Jeon U, những người chơi chỉ có 1 bit, có nguy cơ cao bị loại. Để tồn tại, họ sẽ làm mọi cách và không thể tin tưởng. Xe Ung Quan cũng nói rằng vì tồn tại có thể phản bội. Đúng, hôm nay chỉ cần phản bội một người, nhận được 6 điểm là có thể kiếm được 1 bit. Vậy nên phản bội ai? Hi Sung, do Min chọn gia nhập đội của Jae-hun, cùng với Junbin, Jong Ju và các thành viên khác, số lượng đã mở rộng lên 6 người. Rong Dê thậm chí từ chối lời mời liên minh của Siwon. Tôi muốn kết hợp với người mới, bạn muốn tạo liên minh mới. Tôi nghĩ kết hợp với những người khác nhau, tốt hơn phải không? Tôi nghĩ như vậy tốt hơn. Đó là quan điểm của tôi hiện tại. Được, tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn. Tốt, chọn tiếp tục giao lưu với Junbin, Sukjin, Rong Dê nhận ra chỉ cần thêm 1 bit nữa là đủ, và thông qua kiểm tra kết luận là chính xác. Nhưng rủi ro duy nhất là bị đồng minh phản bội. Ngay sau đó, trò chơi chính thức bắt đầu. Người chơi trước tiên cần rút số và đặt cược vào người chơi sẽ vào tù. Kết quả là Junbin, Jae-hun, Jong Ju, Se Ung Quan đều chọn Hi Sung, thậm chí cả Hi Sung cũng tự chọn mình. Đối với cô, đây là chiến lược đặt cược hai đầu. Thắng trong trò chơi tất nhiên là tốt, nhưng thua cũng có thể kiếm được, không tồi, thật là thông minh. Khi Ang Jim, Suk Jin, do Min bầu cho Junbin vì Junbin luôn tuyên bố muốn vào tù, thế thì cứ để anh ta vào. Siwon, Jeon U bầu cho Jong Jae vì cảm thấy anh ta có quá nhiều kẻ địch, còn Jong Jae lại bầu cho Jong Ju. Thời gian chơi 120 phút bắt đầu. Việc liên minh có thể nói là khó khăn lớn nhất ngay từ đầu trò chơi. Rong Dê chọn kéo Hi Sung, người thân thiện, nhưng không tin tưởng Junbin. Do sự kết hợp chặt chẽ trước đây giữa Rong Dê, Siwon, Suk Jin, bây giờ không ai tin họ không có liên minh bí mật. Junbin muốn thiết lập nhiệm vụ nội bộ trong liên minh, ngoại trừ Jae-hun, Jong Ju, bởi Se Ung Quan đảm nhận vai trò gián điệp để lấy số của Siwon và Jeon U. Nói xong, Se Ung Quan vừa lúc vào phòng, nhưng Jeon U cũng không phải dạng vừa, biết rằng Se Ung Quan vẫn đang phân vân. Khi Ang Jin cũng nghi ngờ về lòng thành của Siwon trong việc lập nhóm. Junbin còn suy đoán, lý do Rong Dê, Siwon, Suk Jin tách ra trong vòng chơi này chỉ là để lấy thông tin từ các nhóm khác. Dự đoán này lan truyền giữa các người chơi. Jong Ju cũng cho rằng Rong Dê là người nói dối không đáng tin cậy, dù cho trước đó Rong Dê đã từ chối liên minh với Siwon, nhưng đó tất cả chỉ là diễn. Rong Dê tiếp tục lôi kéo Hi Sung, do Min với thái độ chân thành. Liệu anh ta có thực sự có âm mưu không? Ba người tạm thời đạt được sự đồng thuận. Mục tiêu của Rong Dê là hơn 5 điểm, nghĩa là anh không chỉ muốn biết số của mình mà còn muốn biết số của người khác, và hứa sẽ không dùng việc phản bội đồng đội để đạt được điều đó, khiến Hi Sung không thể dễ dàng tin tưởng. Hi Sung yêu cầu Rong Dê thể trên danh dự người công giáo, lạy cha trên trời, Amen. Lạy chúa yêu quý, con xin hứa trước mặt ngài, con hôm nay tuyệt đối không sẽ phản bội chị Hi Sung và chị Do Min. Amen, tôi bây giờ rất cảm động. Sau một loạt lôi kéo, tình hình lập nhóm hiện tại là Rong Dê, Hi Sung, Do Min một nhóm, Jae-hun, Jong Ju, Junbin một nhóm, Siwon, Jeon U, Se Ung Quan một nhóm, chỉ còn lại Ki Ang Jim, Suk Jin chưa lập nhóm. Nhưng Se Ung Quan liên tục giao tiếp với Junbin. Cuối cùng Siwon đề xuất thêm Suk Jin, Jeon U lập một nhóm, nói làm là làm. Siwon ngay lập tức cùng Suk Jin bắt đầu kiểm tra số, tổng số của hai người là 66.
Hành động này cũng làm sâu sắc thêm hiểu lầm của mọi người về Rong Dê, Siun, Suk Jin trong liên minh bí mật. Seung Kwan nhìn thấy mà tức không chịu nổi, người ta nhiều lần nhấn mạnh Siun sẽ phản bội, anh ta vốn không tin. Nhìn kết quả kiểm tra lần thứ hai, tích số cuối cùng là 3, từ tổng số của hai người, có thể suy ra có 10 cặp kết hợp là 06, 15, 24, 33, 79, 88. Từ tích số cuối cùng là 3, có thể suy luận chỉ có 9 nhân 7 bằng 63, nghĩa là chỉ có cặp số cuối cùng là 79 hoặc 97 mới thỏa mãn điều kiện, nhưng không thể xác định được 9 và 7 thuộc về ai. Seung Kwan kiểm tra và phát hiện, làm sao Siun, Suk Jin, Jeon U lại lập một nhóm nữa, mình thực sự đã bị bỏ rơi. Vì không thể tiếp tục suy luận số của Siun, Suk Jin, nên Siun chọn mua một bộ bài gợi ý với một bit, sau đó cùng Jeon U kiểm tra, tổng số của hai người là 93, tích số cuối cùng là 6, có thể suy ra số cuối cùng của hai người là 9 và 4. Cộng thêm thông tin của Suk Jin, có thể xác định số cuối cùng của Siun là 9, Suk Jin là 7, Jeon U là 4. Seung Kwan, mất đi đồng đội, chọn gia nhập đội của Jaehoon. Jaehoon đã suy luận ra phương pháp kiểm tra không đồng cho 4 người, chỉ cần ít nhất 3 lần đã có thể xác định số cá nhân. Lúc này sử dụng một bộ bài gợi ý dư ra có thể xác định chính xác số của 4 người, nhưng điều kiện là may mắn phải đủ tốt. Mặt khác, Rong Dê bắt gặp Hee-sung và Jomin chuẩn bị sử dụng phiếu gợi ý. Rong Dê, lo sợ bị cô lập, đã mạnh mẽ yêu cầu kiểm tra số của mình trước. Vì vậy, họ thu được tổng số của hai người là 138, tích số cuối cùng là 6, thương số là 1 và cách biệt 30. Tuy nhiên, trong lúc chia sẻ thông tin sau đó, Rong Dê tỏ ra do dự. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chia sẻ cho đồng đội của mình, Jomin. Tiếp theo, Rong Dê dùng một bit để lại kiểm tra với Jomin. Ngay sau đó một sự cố bất ngờ xảy ra. Thông tin giữa Rong Dê và Hee-sung không khớp nhau, số tổng mà họ ghi lại không giống nhau. Dù hai người đã cùng lúc kiểm tra, điều này không khỏi khiến Jomin nghi ngờ. Rong Dê có thực sự muốn liên minh chân thành không? Nhưng đó thực sự là một sự cố, do số biến mất nhanh hơn dự kiến. Rong Dê đã ghi nhớ nhầm tổng số là 158. Để giải quyết vấn đề, Rong Dê chủ động đưa ra một phiếu chia, yêu cầu Hee-sung và mình kiểm tra lại. Cuối cùng, họ thu được số chính xác của cả ba người. Ki Ang Jin chưa tìm được nhóm, quyết định gia nhập nhóm của Jaehoon. Như chúng ta đã nói, nếu may mắn đủ tốt, chỉ cần 3 lần kiểm tra là có thể tìm ra số cá nhân. Vậy trong trường hợp nào thì không thể? Nhìn vào kết quả kiểm tra của nhóm Suk Jin, anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Thương số giữa Siun và Jeon U sấp xỉ 1, đúng, mọi kết quả khác đều có thể tìm ra một giải pháp duy nhất, chỉ có thương số là 1 mới có thể tạo ra 3 khả năng. Sau khi kiểm tra lại, họ cuối cùng đã tìm ra số chính xác của 3 người. Suk Jin, an toàn giành được 5 điểm, quyết định đi vệ sinh. Siun không dám lơ là, luôn muốn chắc chắn rằng Suk Jin thực sự đi vào. Một mặt khác, nhóm Jaehoon phát hiện ra rằng may mắn của họ không đủ tốt, không còn thừa phiếu gợi ý. Hiện tại họ cần sử dụng một đồng để mua một bộ phiếu mới để có thể kiểm tra số của Ki Ang Jin. Cuối cùng, Jeonbin quyết định sử dụng bit để mua. Sau đó, nhóm 3 người Suk Jin, Siun, Jeon U thu được kết quả và Jeon U bỏ thông tin số của nhóm vào túi. Siun, để bù đắp cho Seung Kwan vì trước đó không lập nhóm với anh, quyết định tặng cậu một phiếu gợi ý. Khi mọi người tụ tập ở hành lang, Rong Dê bất ngờ có điều muốn nói với Suk Jin. Hành động này lại một lần nữa bị người khác chú ý. Jeonbin ngay lập tức chia sẻ thông tin này, khẳng định rằng Rong Dê, Suk Jin, Siun đang có liên lạc bí mật. Tin tức này nhanh chóng được truyền đến Jomin, cô như chịu một cú sét đánh ngang tai. Jeonbin đề xuất, nhanh chóng chia sẻ số của Rong Dê, để nhóm Jaehoon gồm 5 người cùng viết ra, trừ đi 5 điểm để đảm bảo kẻ phản bội Rong Dê rơi xuống vị trí cuối cùng. Jomin vẫn đang do dự. Ngay sau đó, Hee-sung cũng nhận được tin tức xấu này. Hee-sung xác nhận chi tiết với Jeonbin và những người khác, phát hiện ra việc Rong Dê phản bội chỉ là suy đoán, không bao giờ tiết lộ thông tin. Khi chỉ còn 3 phút, người chơi bắt đầu nộp bảng trả lời. Rong Dê bối rối không hiểu tại sao Jomin lại cùng nộp bài với nhóm Jaehoon. Jomin, chuyện này là sao? Đợi đã, tôi đi nộp bài trước. Ra khỏi cửa, Jomin không quan tâm đến Rong Dê, chỉ nhắc nhở Hee-sung nhanh chóng nộp bài. Rong Dê không biết phải nói gì. 10 phút trước, Jomin không kiên định đã bị nhóm Jaehoon 4 người vây quanh. Dù sao, không thể loại trừ khả năng anh ấy chưa nói, nhưng tôi nghĩ anh ấy nên nói ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi không hiểu tại sao bạn lại phiền muộn. Tôi cũng không thể hiểu tại sao bạn lại buồn. Vậy tại sao bạn lại phiền muộn? Vậy bạn muốn rơi xuống vị trí cuối cùng à? Cuối cùng, cô bị thuyết phục, thông báo cho Jaehoon số định danh của 3 người trong nhóm mình. Rong Dê là 54, Rong Dê là 54, Hee-sung là 84, số của tôi là 11, 11, tốt. Đồng đội không thể chấp nhận, đặc biệt là Hee-sung. Jaehoon không phải trước giải đấu đã nói sẽ chăm sóc tôi sao? Tại sao bây giờ lại không nói cho tôi biết sự thật? Hết giờ. Nếu Rong Dê không tiết lộ thông tin của đồng đội, thì đối tượng nghi ngờ phản bội. Siun và Suk Jin chỉ có thể nhận được 5 điểm từ việc biết số của mình. Kết quả quả nhiên như vậy. Người đáng thương nhất phải kể đến Rong Dê và Hee-sung.
họ bị nhóm dê hung tập trung bắn tỉa, lần lượt nhận được 0 điểm và 1 điểm, xếp cuối cùng. Vậy Rong Dê, người đã bị Jun Bin hiểu lầm, cuối cùng đã nói gì với Súc Jin? Rong Dê đánh giá rằng Jeon U đã phản bội Súc Jin, nhưng đó cũng là một sự hiểu lầm. Rong Dê thấy Jeon U trước khi tiếp xúc với nhóm dê hun, luôn mò túi quần, bên trong còn có một tờ giấy thông tin. Vì vậy, anh ấy suy đoán rằng Jeon U sẽ lấy ra sau khi vào phòng và sau đó phản bội. Cách xử lý của Súc Jin là gọi đồng đội đến và đối mặt với Jeon U, ngay lập tức. Jeon U lập tức phủ nhận và đưa ra tờ giấy thông tin. Thì tôi sẽ trả lại bạn cuối cùng. Ổn, tôi có thể trực tiếp đưa ra. Sau đó, Súc Jin gọi Rong Dê đến hỏi anh ta căn cứ nào đánh giá Jeon U phản bội. Lúc này, Do Min cũng đang ở đó, cô vội vàng rời khỏi nơi có sự việc. Ngay sau đó, khi Ang Jin thông báo cho cô tin tức Rong Dê phản bội. Kết nối lại suy nghĩ, có vẻ như giữa hai sự việc có một mối liên hệ tinh tế. Quay trở lại cuộc thẩm vấn, Súc Jin tin chắc rằng tờ giấy của Jeon U không hề được lấy ra. Rong Dê cũng giải thích rằng đó chỉ là suy đoán của mình. Vào thời điểm đó, nhóm Dê Hun đang tích cực bắn tỉa Rong Dê và Hi Sung, nhưng nhấn mạnh không được viết Do Min. Rong Dê cảm thấy rất oan ức, tôi đã dùng bit để đổi lấy thông tin, mà vẫn không thể chứng minh được lòng thành của liên minh. Đến lúc này, Do Min mới bất ngờ nhận ra. Cuối cùng, Jun Bin, Ki Ang Jin, Dê Hun, Rong Du, Se Ung Quan mỗi người nhận được 7 điểm, thu về 1 bit mỗi người. Rong Dê và Hi Sung có điểm dưới 4, lần lượt bị trừ 1 bit. Rong Dê với điểm số thấp nhất còn bị trừ thêm 3 đồng. Sau khi bị trừ, Rong Dê và Hi Sung còn lại 0 đồng, cả hai bị loại. Tôi phân tích một cách khách quan, ấn tượng về sự hợp tác giữa Rong Dê, Súc Jin, Si Won đã ăn sâu vào lòng người. Do Min vốn khó có thể hợp tác với họ, kể cả khi hợp tác cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu có sự lựa chọn khác, cô ấy sẽ không bao giờ hợp tác với ba người này. Vì vậy, ý chí hợp tác và tinh thần đồng đội của cô ấy từ đầu đã không vững chắc. Thêm vào đó, bị Jun Bin lợi dụng, dù có chú ý hay không, cùng với sự vây quanh tập thể của nhóm Dê Hun, cuối cùng đã phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý của Do Min. Nhưng Do Min cũng quá ngây thơ, sao lại tiết lộ số của ba người ngay lập tức, thậm chí cả số của bản thân mình, mà không để lại biện pháp phản công. Cô ấy nên yêu cầu Jae-hun cũng nói ba số để đổi, để phòng tránh bị bắn tỉa không phân biệt và quan sát thái độ của Jae-hun. Có thể nói, cô ấy đã bị nhóm Jae-hun dắt mũi suốt nửa cuối trò chơi. Về mặt cơ chế, điểm số bằng nhau sẽ bị trừ đồng, điểm trên 5 sẽ nhận đồng. Điều này giải thích tại sao Jun Bin và người khác, dựa trên tin tức mơ hồ, lại bắt đầu quảng bá rộng rãi về việc ai đó phản bội. Cuối cùng, xét về mặt chủ quan, Do Min thật yếu đuối, Súc Jin xử lý đúng đắn. Rong Dê khiến tôi cảm thấy rất tiếc, anh ấy là một ứng cử viên có khả năng cạnh tranh cho top 4. Tôi đi đây vất vả rồi. Tiếp theo, ngoại trừ Jeon U có số đồng ít nhất 1 bit phải vào tù, một người khác sẽ được chọn từ số người còn lại có 2 đồng, bao gồm Jun Bin, Ki Ang Jin, Do Min, Se Ung Quan, Si Won. Tuy nhiên, Jun Bin sẵn lòng tự nguyện vào tù vì anh ta biết mình đã ép người khác phản bội, một hành động không mấy đẹp đẽ. Vì vậy, Jun Bin và Jeon U cuối cùng đã vào tù. Về kết quả dự đoán, Ki Ang Jin, Do Min, Súc Jin vì đoán đúng Jun Bin vào tù mà mỗi người nhận được 1 bit. Trong tù, Jeon U, người đã từng vào tù trước đó, nói với Jun Bin rằng có một đồ chơi trong ngăn kéo có thể mở khóa, nhưng lần này hình dạng lại khác. Tôi đoán có thể là để ngăn chặn những người chơi đã mở khóa từ việc tiết lộ cho người khác. Sau đó, Jeon U nói với Jun Bin rằng trên tường nhà tù còn có một ổ khóa số. Một mặt khác, Se Ung Quan cũng tiết lộ thông tin cho bên ngoài nhà tù. Nhưng mật mã vẫn là một bí ẩn, Jun Bin quyết định giải mã một cách thô bạo. Tiếp theo là cuộc thi có thưởng vào buổi tối, tên trò chơi là Tháp Từ Vựng. Luật chơi lần này khá đơn giản, người chơi cần chọn ra những từ phù hợp với chủ đề từ tháp chữ, do ban tổ chức cung cấp và xếp chúng trên tấm thảm phía trước thành hình tháp. Trò chơi gồm 3 vòng, mỗi vòng 10 phút. Điểm khó là mỗi lần ban tổ chức đưa ra từ, người chơi phải sử dụng hết. Chỉ có vượt qua liên tiếp 3 vòng mới được coi là chiến thắng, giải thưởng tăng thêm 100 triệu won Hàn Quốc. Nhưng ngay cả chỉ không hoàn thành một vòng, cũng coi như thất bại và không tăng giải thưởng. Người chơi không thành công trong việc xếp từ còn bị trừ 1 bit. Luật chơi đã giới thiệu xong, trò chơi này có lợi cho nhóm người nước ngoài, không quá khó nhưng giải thưởng rất hấp dẫn. Lúc này, mọi người mới nhớ đến Gu Lao Mê, người bản xứ. Nghe luật chơi thôi có thể mọi người vẫn chưa hiểu hết trò chơi, vậy hãy cùng xem vòng đầu tiên. Tháp chữ, đầu tiên được đưa ra, Súc Jin đoán chủ đề có thể là các quốc gia, ngay sau đó chủ đề được công bố, đúng là các quốc gia. Qatar, Nhật Bản, Ấn Độ lần lượt được xếp ra. Đừng quên còn một phần xây dựng, chỉ đến khi xây dựng thành tháp mới được coi là hoàn thành. Quá trình vòng đầu tiên diễn ra rất mượt mà. Vòng thứ hai, chủ đề là trái cây. Sau khi mọi người xếp được 5 từ thì bị mắc kẹt. Mọi người thử xếp lại từ, quả bơ, sau đó lại tháo ra thành quả ổi. Nhưng sau đó lại mắc kẹt. Có vẻ như giải thưởng 100 triệu won không dễ dàng như vậy. Mọi người đột nhiên nghĩ đến quả anh đào, tháo ra, quả đào, sau đó tiếp tục mắc kẹt với chỉ còn 3 phút. Cuối cùng, mọi người mắc kẹt ở đâu đó. Mọi người đã biết câu trả lời chưa? Chờ đã, nếu là âm dở, quả dứa. Ồ, tốt lắm. Nhanh lên xếp chồng lên.
Tôi nói nhiều như vậy là để thể hiện điểm khó của trò chơi, đó là khả năng tái tổ hợp và liên tưởng trong thời gian ngắn. Vậy vòng 3 có độ khó như thế nào? Mọi người nghĩ từ nào chứa chữ X sẽ là gì? Động vật. Tương tự, lần này sau khi mọi người xếp được 5 từ thì lại mắc kẹt. Còn rất nhiều chữ cái còn lại, trong đó có 3 chữ F. Vậy thì, lần này từ ngữ không phổ biến bao gồm hươu cao cổ và chim cánh cụt. Các loại động vật còn lại chắc chắn không tồn tại, điều này có nghĩa là mọi người lại phải tháo ra và làm lại. Mọi người đã tháo ra rùa, còn lại mọi người đã biết đáp án chưa? Thời gian từ 2 phút giảm xuống dưới 1 phút, người chơi cuối cùng nghĩ ra câu trả lời đơn giản đến bất ngờ. Mọi người đã vượt qua 3 vòng, thách thức trò chơi thưởng thành công và hoàn thành trò chơi trước thời hạn cuối cùng, tăng thêm 100 triệu won, tổng giải thưởng tích lũy là 150 triệu won. Trò chơi này không thể nói là thú vị, nhiều hơn là sự căng thẳng và kích thích. Có lẽ ban tổ chức đã thiết lập trò chơi độ khó thấp để tăng giải thưởng, tránh trường hợp mọi người không vượt qua được lần nào. Cuối cùng, phần bí ẩn nhất của ngày hôm đó sắp diễn ra. Siwon tìm riêng đến Súc Jin để anh ấy lấy bít ra xem, dường như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng Súc Jin muốn họ nói chuyện sau, nếu không họ nói chuyện quá lâu sẽ bị người ngoài đoán ra đoán non và nhắm vào. Sau đó, hai người lần lượt rời khỏi phòng. Súc Jin sau đó phát hiện trên bàn có cờ tướng. Việc nó được đặt trên bàn có ý nghĩa gì sâu xa không? Súc Jin đoán rằng có thể đây là trò chơi cho vòng chung kết. Khi đèn tắt, Siwon một mình vào phòng Súc Jin và tiết lộ phát hiện của cô ấy. Bít nhận được từ 3 vòng đầu của trò chơi có những khác biệt nhỏ. Có lẽ đây là một dấu hiệu nào đó. Nhưng khi Ang Jin cũng nhận được một đồng từ nhà tù, về hình dạng của nó vẫn chưa biết. Họ chỉ có thể dựa vào 3 bit trong tay để đoán. Đầu tiên, các rãnh trên những bit này có thể khớp với một bit khác. Nhưng thứ tự cụ thể là gì? Có còn thiếu bộ phận nào khác không? Vậy là, hai người đã nghiên cứu trong phòng đến 2 giờ 30 phút sáng. Lúc này, Súc Jin bỗng nhiên phát hiện ra họ không thiếu bất kỳ bộ phận nào. Họ thực sự có thể ghép chúng lại với nhau, tạo thành một hình lục giác đẹp mắt. Nó cuối cùng có công dụng gì? Trò chơi đã chôn giấu bao nhiêu bí mật? Còn những cách chơi mới nào nữa? Nói về lần trước Siwon và Súc Jin khám phá ra bí mật của bit trò chơi, họ trở về phòng lúc 3 giờ sáng. Nhưng hành động của cô ấy có vẻ đã bị Ki Ang Jin phát hiện. Ki Ang Jin buổi sáng nói, tối qua 2 giờ 30 phút không thấy Do Min và Siwon trong phòng. Do Min giải thích rằng cô ấy ngủ gần cửa sổ, vừa đúng ở góc chít của tầm nhìn. Siwon cũng lợi dụng cơ hội để qua mắt mọi người. Buổi sáng, Jae-hun nhấn mạnh việc bảo vệ người yếu, tôi cuối cùng cũng bị nghi ngờ. Siwon cáo buộc anh ta thực tế là đang kiểm soát người yếu và loại bỏ người mạnh. Sau đó, chúng ta sẽ xem trò chơi hôm nay. Đầu tiên, hai người chơi trong tù, Jeon-woo và Jung-min, không thắng được trò chơi, do đó cũng không nhận được phần thưởng. Hiện tại có tổng cộng 9 người chơi sống sót. Trò chơi hôm nay tên là sở thú, thông qua việc đấu giá gạch động vật, và sau đó sắp xếp chúng thành một tổ hợp có lợi cho bản thân. Đầu tiên, người chơi cần rút ra tổ hợp động vật của mình và điều kiện cá nhân. Động vật có rắn, sư tử, vẹt, khỉ và voi, tổng cộng 5 loại, mỗi loại 6 lá bài tổng cộng 30 lá. Người chơi cần rút mù 3 lá, để tạo thành tổ hợp của mình và quyết định thứ tự sắp xếp. Sau đó, người chơi cần rút ra điều kiện cá nhân từ 10 điều kiện có sẵn, và công bố một loại động vật trong tổ hợp của mình. Sau đó giải thích cách sử dụng những lá bài này. Trò chơi sẽ diễn ra trên một bảng 5x5, nhưng chỉ có 20 mảnh gạch động vật, không phải 25, mỗi loại 4 mảnh. Những mảnh này sẽ được chia vào hai hộp A và B. Khi trò chơi bắt đầu, ban tổ chức sẽ từ hai hộp này, rút ra 4 mảnh gạch mỗi hộp để làm vật phẩm đấu giá. Người thắng cuộc sẽ quyết định thứ tự và cách sắp xếp chúng, sắp xếp không đều cũng được chấp nhận, nhưng phải xếp từ dưới lên, không được để gạch lơ lửng. Về cách đấu giá, người chơi ban đầu sẽ nhận được 30 bit để đấu giá, số dư của mỗi người sẽ được giữ bí mật. Khi đấu giá, người chơi sẽ lần lượt vào phòng của người chia bài và chọn một trong hai nhóm A hoặc B để đặt cược, mỗi lần ít nhất 1 bit. Lưu ý, ngay cả khi không thắng cuộc, số bit cược cũng không được hoàn lại. Khi đặt cược, người chơi cũng cần cung cấp cách sắp xếp dự kiến của gạch động vật trên bản đồ. Nhóm có tổng số đồng cược ít hơn sẽ chiến thắng, và trong nhóm đó, người chơi đặt cược nhiều nhất sẽ trúng thầu. Nói cách khác, người chơi muốn trúng thầu, không chỉ cần đảm bảo mình là người đặt cược nhiều nhất trong nhóm của mình, mà còn phải chắc chắn tổng số đồng cược thấp hơn nhóm kia. Thật thú vị. Ngoài ra, gạch động vật không trúng thầu sẽ bị loại bỏ và không được sử dụng lại. Sau đó, gạch động vật sẽ được sắp xếp theo thứ tự mà người trúng thầu đã đề xuất, và danh tính của người trúng thầu cũng sẽ được giữ bí mật. Nếu hai nhóm có tổng số đồng cược bằng nhau hoặc số đồng cược của người chơi trong nhóm trúng thầu bằng nhau, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức lại nhưng số đồng cược sẽ được hoàn lại như cũ. Trò chơi có tổng cộng 5 vòng, với 20 gạch động vật được sắp xếp. Khi kết thúc, dù gạch động vật được sắp xếp theo chiều ngang, dọc hay chéo, miễn là trùng với tổ hợp của người chơi, mỗi gạch sẽ được 1 điểm, ngay cả khi thứ tự ngược lại cũng được tính điểm. Cuối cùng, người chơi có từ 2 điểm trở lên sẽ nhận được 1 bit, người chơi không có điểm sẽ bị trừ 1 bit. Nghĩa là, cần ít nhất 1 điểm để không bị trừ đồng. Nếu chỉ có một người chơi đạt điểm cao nhất, người đó sẽ nhận được 3 đồng tiền thưởng. Nếu có nhiều người chơi cùng có điểm cao nhất, không có giải thưởng. Quy tắc đã được giới thiệu xong, cơ chế trò chơi có vẻ phức tạp nhưng thực tế khi chơi rất đơn giản.
Điều thú vị là lần này không tồn tại liên minh cố định, đội chỉ được xác định sau khi vật phẩm của nhóm A, B được công bố, và trò chơi có lỗ hổng. Đúng, sau khi nghe xong, mọi người đã nhanh chóng nhận ra, hôm nay, không ai bị loại. Đây là ý tưởng của ai nhỉ? Đầu tiên, trong giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu, mọi người còn nhớ không, Xe Ung Quan đã công khai tình hình khóa số của nhà tù. Jun Bin lập tức gọi anh ta ra mắng một cách bí mật, nói rằng đây là một quân bài có thể dùng đàm phán để đảo ngược tình thế, làm sao anh ta có thể dễ dàng cho đi như vậy. Xe Ung Quan trẻ tuổi, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Sau đó bắt đầu trò chơi, người chơi rút thẻ động vật. Rong Ru rút được 2 con rắn và 1 con sư tử, ra khỏi phòng và lớn tiếng lo lắng. Jae-hun nghe thấy sau đó cho rằng điều đó không ổn, giúp cô ta làm lớn chuyện, nói với người khác rằng cô ta nhìn thấy thẻ của mình không tệ. Tiếp theo, mỗi người chơi công bố một lá bài, trong đó sư tử xuất hiện nhiều nhất, điều này cũng có nghĩa là khả năng họ kết bè kết phái là lớn nhất. Sau đó là công bố nhóm A động vật, gồm 2 con rắn, 1 con voi, 1 con sư tử. Đối với Rong Ru, đây quả là một khởi đầu như mơ. Nhóm A nhất định phải thắng đấu giá. Nhưng nhóm B gồm 2 con voi, 1 con rắn, 1 con vẹt. Dù Rong Ru muốn nhóm A, nhưng cô ấy sẽ đặt cược như thế nào? Chỉ đặt 3 đồng có phải là quá ít không? Có nguy cơ bị loại không? Mặt khác, Jun Bin, Do Min, Xe Ung Quan đã chia sẻ thông tin và phát hiện ra cả 3 đều rút được vẹt, phù hợp hơn với nhóm B. Xe Ung Quan gặp Rong Ru ra khỏi cửa, cô ấy nói thẳng muốn nhóm A và nhờ Xe Ung Quan giúp đặt cược vào nhóm B, cô ấy sẽ giúp Xe Ung Quan trong lượt sau đặt cược vào một nhóm ngang hàng, đây là một sự hợp tác có lợi cho cả hai bên. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Ki Ang Jin, Rong Ru tìm được đối thủ tiềm năng là Jeon U, không tệ, sau khi nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy nhóm A có lợi hơn cho cô ấy. Thật sao? Cô có nghĩ nhóm A tốt hơn cho mình không? Không, Jun Bin lo lắng mọi người đều bị Rong Ru kéo sang phe mình, điều này sẽ bất lợi cho nhóm B. Một mặt khác, Siun, người cũng có lá bài vẹt, muốn nhóm B, nhưng Jae-hun cho rằng chỉ dùng một lá vẹt thôi thì không đáng, cần thêm 2 lá nữa mới có thể ghi điểm. Thực ra, Jae-hun cũng có một lá vẹt, thậm chí không chỉ một. Bộ bài của Jae-hun và Siun hoàn toàn giống hệt nhau. Đúng là số phận kỳ lạ. Jae-hun không thể làm hại Siun, trừ khi anh ta muốn tự làm hại mình. Sau đó, Siun tìm đến Jun Bin, người cũng có lá bài vẹt, và kế hoạch là mỗi người dùng 4 đồng để cùng nhau tấn công nhóm A. Vậy người chơi sẽ hành động như thế nào? Do Min đặt cược 4 đồng vào nhóm B có thể hiểu được, nhưng Xe Ung Quan, Jun Bin, Jae-hun cũng dùng 4 đồng đặt vào nhóm B, không giống với suy nghĩ ban đầu của tôi. Khi nghe nói Siun muốn phá nhóm A, Rong Ru chọn đặt cược 7 đồng vào nhóm A và sắp xếp theo mẫu dự kiến của mình. Vậy kết quả cuối cùng ra sao? Ban tổ chức thông báo tổng cộng có 41 bit được đặt cược và bảng dự kiến của người chiến thắng như thế này. Dựa vào mẫu của 2 con rắn, 1 con voi, 1 con sư tử, có thể thấy là nhóm A chiến thắng. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng là mẫu của Rong Ru nhưng lại bị dịch chuyển sang phải một cột và ý nghĩa của việc sắp xếp như vậy không rõ. Bạn nói rằng cô ấy gây rối nhưng lại cơ bản phù hợp với ý tưởng của Rong Ru. Nhìn vào vòng thứ 2, nhóm A có vẹt, sư tử, khỉ, voi, điều này trùng hợp với bộ bài của Siun, Jae-hun, Jun Bin, Do Min. Nhóm B có 2 con khỉ, 1 con sư tử, 1 con rắn. Rong Ru sau khi đã có một điểm, đã xác định không cần lo lắng về việc bị trừ bit, cô ấy không có ý định trúng thầu ở vòng này, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Về cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhóm A, mặc dù có 4 người muốn trúng thầu, nhưng mong muốn về thứ tự sắp xếp cụ thể vẫn có sự khác biệt. Jun Bin và Do Min có lợi ích giống nhau, Siun và Jae-hun cũng vậy. Siun muốn chiếm lĩnh vị trí cao nhất, tìm đến Jun Bin, người cũng rõ ràng có lá bài vẹt. Mặt khác, Do Min thật sự không nhớ bài học, lại tiết lộ toàn bộ tổ hợp động vật của mình và Jun Bin cho Jae-hun. Nhưng Jae-hun cũng đã nói ra tổ hợp của mình. Tôi lại suy nghĩ, đến cuối cùng trò chơi này thực sự không có gì là bí mật. Sau khi thương lượng, Jae-hun sẵn lòng rút lui, đặt cược 4 mít vào nhóm B để giúp Do Min và Jun Bin. Rong Ru cũng ngay lập tức tham gia, vấn đề về sự hỗ trợ bên ngoài đã được giải quyết. Vấn đề lại đến với Jun Bin và Do Min, làm thế nào để đặt cược mà chắc chắn trúng thầu. Sau đó đến giai đoạn đặt cược, sau khi Jun Bin đặt cược xong, Siun một cách gian xảo giả vờ như mình cũng đã đặt cược, đến hỏi số tiền Jun Bin đã đặt. Tôi đã đặt rất nhiều. Bạn đã đặt nhiều lắm à? Ừ, nếu bị thổi bay thì sao? Cho đến khi ban tổ chức nhắc Siun đặt cược, Jun Bin mới tỉnh ngộ, suýt nữa thì bị lấy sạch thông tin. Hãy xem kết quả của vòng thứ 2, tổng cược là 59 đồng, số lượng khá lớn, trong đó Siun đã đặt 10 đồng vào nhóm A với hy vọng dẫn đầu. Nhưng ai ngờ Jun Bin liều lĩnh, cuối cùng đặt 13 đồng vào nhóm A và trúng thầu. Anh ta còn tưởng Siun đã đặt cược vào nhóm B, có nhiều người không nhận được điểm. Vòng thứ 3 cũng sẽ là lần đầu tiên tạo thành một mô hình ngang. Cấu trúc của vòng này rất quan trọng. Vậy thì, nhóm A gồm có voi, rắn, khỉ, vẹt. Xe Ung Quan khi thấy vẹt đã vui mừng hô lên, thậm chí anh ta quên mất mình không công bố vẹt. Anh ta vui mừng như vậy vì qua mô hình ngang anh ta có thể nhận được một điểm. Những người có lợi ích giống Xe Ung Quan còn có Siun và Jae-hun. Nhóm B còn khủng khiếp hơn với 3 con sư tử và 1 con khỉ.
khi cần phải hành động, khi ăn gym rút được khỉ, rắn, voi, chỉ cần đảo ngược là nhóm A, thậm chí có thể tạo ra một tổ hợp đúng hướng ở tầng dưới cùng, hoàn thành double kill. Khi ăn gym sau khi liên lạc với Jehun, phát hiện ra tổ hợp của cô và Rong Ju không mâu thuẫn, đây thực sự là một cơ hội trời cho. Lúc này, Jeon U cô đơn không có sự hỗ trợ, cũng nghĩ đến Jehun, người luôn tuyên bố muốn giúp đỡ người yếu, và đi tìm sự giúp đỡ. Tổ hợp của cô là voi, rắn, voi. Sau đó, khao khát được một điểm, Xe Ung Quan cũng tham gia cuộc thảo luận. Kế hoạch ban đầu của họ là khi ăn gym đầu tư 10 đồng vào nhóm A, còn những người khác đầu tư 4 đồng vào nhóm B để đảm bảo khi ăn gym trúng thầu. Jehun tuyên bố rút lui lần nữa để giúp người khác ghi điểm. Sau đó, họ phát hiện ra rằng, việc nhóm A trúng thầu gần như là sự đồng thuận của tất cả mọi người. Vấn đề chỉ là ai sẽ trúng thầu. Lúc này, Rong Ju phát hiện ra một vấn đề. Ban tổ chức đã nói rằng, mỗi loại gạch động vật chỉ có 4 viên và không được tái sử dụng, vậy thì họ có thể dự đoán được các viên gạch trong 2 vòng sau rồi. Như vậy, Rong Ju thậm chí đã đạt được kết luận cá nhân rằng số lượng sư tử nhiều hơn khỉ. Điều kiện này khiến điểm số có thể được gấp đôi, một bit gần như chắc chắn sẽ thuộc về họ. Thời gian đã đến. Vòng đặt cược thứ 3 bắt đầu khiến Xe Ung Quan băn khoăn. Anh muốn đầu tư 6 đồng vào nhóm A, nhưng đội yêu cầu anh đầu tư 4 đồng vào nhóm B. Cuối cùng, anh vẫn chọn hợp tác với đội, và chỉ có thể hy vọng rằng con vẹt sẽ nằm ở vị trí thứ 3. Nhưng Xe Ung Quan, từ đầu đến cuối không bao giờ tiết lộ sự kết hợp của mình với Jehun, có nghĩa là anh chỉ biết kế hoạch của đội mà không thực sự tham gia vào đó. Xe Ung Quan nghĩ rằng đã có sự hiểu lầm qua lại, Jun Bin nghĩ Jehun sẽ giải quyết, Jehun nghĩ Xe Ung Quan không vấn đề gì. Như vậy, Xe Ung Quan như đã gia nhập đội, nhưng liệu có thực sự gia nhập hay không? Rong Ju còn chuẩn bị đầu tư 13 đồng, cao hơn cả khi ăn gym, để cứu Xe Ung Quan một lần nữa. Nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến nhóm A quá tải. Điều còn khó giải quyết hơn là sự mâu thuẫn giữa kết hợp của Xe Ung Quan và Jeon U, chỉ có thể chọn một trong hai. Theo tính toán, sau này cũng không sẽ xuất hiện viên gạch động vật phù hợp với Xe Ung Quan, có nghĩa là lần này sẽ quyết định ai sẽ bị trừ một bit. Xét đến Xe Ung Quan có 2 đồng, Jeon U còn lại 1 bit, Jehun quyết định mọi thứ sẽ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Anh cá nhân hứa sẽ bồi thường lại 1 bit cho Xe Ung Quan sau này. Nhưng một trò chơi tranh giành chức vô địch, làm sao có thể không loại bỏ người chơi được? Điều này không giống như cái gì đó sao? Phóng viên chiến trường Xúc Jin đã gửi lời chê bai sắc sảo. Đây còn được gọi là kế hoạch của quỷ, sao? Có lẽ nên gọi là kế hoạch của ký sinh trùng. Sống sót như vậy có ý nghĩa gì? Họ giống như những mô hình giả, chỉ đứng đó một cách ngớ ngẩn. Cứu những người đó làm gì? Vậy là, trong vòng này tổng cược là 60 đồng. Hình thức chiến thắng quả nhiên phù hợp với lợi ích của Jeon U, Ki Ang Jin và những người khác. Lần này, Siwon lại đặt cược mạnh với 12 đồng, nhưng cô ấy vẫn không trúng thầu. Tôi nên đã đặt cược toàn bộ, không làm vậy là một sai lầm lớn. Tiếp theo, vòng thứ tư bắt đầu. Nhóm A gồm 2 khỉ, 1 voi, 1 con vẹt. Nhóm B gồm 2 voi, 1 rắn, 1 con vẹt. Jeon U trong vòng này sẽ đón nhận cơ hội trời cho. Nếu lần này cô ấy sắp xếp nhóm B, vòng sau cô ấy còn có cơ hội giành luôn 3 điểm. Thực ra, cách làm của Jehun không phải ai cũng hài lòng, trong đó bao gồm cả đồng đội lâu dài Rong Ju. Cô ấy thiên về việc giúp Xe Ung Quan, người kết minh ban đầu, hơn là Jeon U, người sau này mới gia nhập. Cô ấy còn dự đoán chế độ phúc lợi của Jehun sẽ gây ra nhiều vấn đề sau này. Lần này đến lượt Jeon U và Jehun, Xe Ung Quan có lợi ích xung đột. Nếu chọn Jeon U, Jehun vì không ghi điểm mà phải trừ 1 bit, Xe Ung Quan cũng sẽ lại bị tống giam. Nhưng sự kết hợp của Xe Ung Quan thực sự không thể cứu vãn. Vì vậy, Jehun quyết định giúp đỡ Jeon U. Rong Ju càng nghĩ càng tức, tại sao lại phải chăm sóc cho Jeon U, người sau này mới gia nhập như vậy? Nếu không kết minh thì sao? Lại nhìn Siwon, người có số phận chung với Jehun, bị quyết định của anh ảnh hưởng, cô ấy cũng không nhận được điểm nào. Tương tự, dân chơi độc hành Xúc Jin cũng không nhận được điểm nào. Nghĩ cũng hợp lý, một mình chỉ có 30 bit, làm sao đánh bại được liên minh của hàng trăm đồng. Cuối cùng Rong Ju không thể nhịn được nữa, đã đặt câu hỏi với Jehun. Vì vậy, tôi nghĩ làm như vậy là đúng. Tôi nghĩ cô ấy nên về nhà mới phải. Cô ấy sống sót như vậy thì lần sau phải làm sao? Lần sau lại phải chăm sóc cho cô ấy à? Tôi nghĩ mình không thể chăm sóc cho cô ấy. Tôi nghĩ sau khi Jehun bị chỉ trích cũng giả vờ tức giận, hay là thực sự đang nghi ngờ bản thân. Điều này cứ để khán giả đánh giá. Được rồi, hãy xem kết quả của vòng thứ tư. Tổng cược của vòng này là 43 bit, Jeon U trúng thầu theo kế hoạch. Lúc này, Jeon U, Rong Ju, Jun Bin, Ki Ang Jin 4 người đều giành được 2 điểm. Điều kịch tính là vòng thứ 5 của viên gạch động vật, khi nhóm A rút ra con sư tử, mọi người ngạc nhiên, đây không phải là con sư tử thứ 5 sao? Mỗi loại viên gạch động vật không phải chỉ có 4 viên sao? Hóa ra mọi người đều hiểu nhầm, trò chơi không phải là 20 viên gạch động vật cho cả nhóm A và B, mà là nhóm A, B mỗi nhóm có 20 viên, tổng cộng 40 viên gạch động vật. Làm thế nào để nói đây? Tôi nghĩ lợi ích của việc này là có thể tăng cường tính ngẫu nhiên. Chẳng hạn, trong trường hợp cực đoan, có thể xuất hiện tới 8 con sư tử, chiếm lĩnh viên gạch của các loài động vật khác. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu tình hình không đủ cực đoan, đó gần như là một loại phúc lợi.
cá nhân tôi vẫn nghĩ chỉ có 20 viên là tốt nhất, mặc dù điều này sẽ khiến người chơi có thể dự đoán viên gạch của những vòng sau. Nhưng chỉ cần số lượng người chơi đủ lớn, thì không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Quay trở lại trò chơi, mặc dù vậy, vẫn không có sự kết hợp nào thỏa mãn việc xe ung quan ghi điểm. Lúc này, Dong Ju tức giận quyết định đứng ra, yêu cầu mọi người hỗ trợ cô ấy chiến thắng, độc chiếm 3 điểm. Còn Si-un thì quan tâm đến một vấn đề khác, câu trả lời cho hình dạng hình lục giác đều là gì? Cô ấy đã lấy được một viên từ tay Xúc Jin, lén lút ghép nối ở góc phòng. Mặt khác, khi Dong Ju thuyết phục đến Xúc Jin, cô ấy cuối cùng đã tìm ra thủ phạm chính của vòng đầu tiên. Sự kết hợp của Xúc Jin là khỉ sư tử khỉ. Trong vòng đầu tiên, anh ấy đã đầu tư 8 đồng vào nhóm A, nhận được sự sắp xếp đã định trước. Do không có con khỉ nào trong vòng đầu tiên, vậy là Xúc Jin đã chuyển nó sang cột thứ hai để dự phòng cho những tình huống khẩn cấp. Vậy kế hoạch của Dong Ju có thành công không? Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thứ 5. Trong vòng này, tổng cược là 60 đồng. Nhưng, sự kết hợp mà Dong Ju mong muốn đã không xuất hiện. Tuy nhiên, cô ấy vẫn có thể nhận được một điểm và đạt được điều kiện phán đoán cá nhân, tổng điểm được nhân đôi lên 6 điểm. Nhưng, Jun Bin cũng giành được 6 điểm. Điều này là sao nhỉ? Mọi người còn nhớ Jun Bin và Dong Ju từ đầu đã cùng nhau hợp tác chứ? Vì vậy, đây là một cuộc tấn công đột ngột đã được lên kế hoạch từ trước. Dong Ju đã dùng 10 bit giúp Jun Bin ghi điểm ở vòng thứ 2 và chỉ đầu tư số tiền tối thiểu là 1 bit trong 2 vòng tiếp theo, cuối cùng dùng 11 bit tập trung lực lượng để giúp Jun Bin. Mặc dù Jun Bin biết rằng thay đổi sắp xếp sau đó Dong Ju sẽ ghi điểm, nhưng bản thân anh ta vẫn đáp ứng được điều kiện và có thể nhân đôi điểm số. Ai ngờ Dong Ju cũng đáp ứng được điều kiện, anh ta ban đầu nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc phản công tuyệt vời mà không làm tổn thương đồng đội, ai ngờ đồng đội cũng có cùng suy nghĩ. Phóng viên chiến trường Xúc Jin nhận xét như vậy, không ai có thể nhận được nhiều bit hơn, vẫn duy trì thế giới bình đẳng mà họ mong muốn. Xem thật là sảng khoái. Cuối cùng, Jun Bin, Dong Ju, Kiang Jin, Jeon U đều có hơn 2 điểm nhận được 1 bit và không có người chiến thắng độc lập. Dong Ju nhận 1 điểm không có chuyện gì xảy ra. Jae-hoon, Si-un, Se-ung Kwan, Xúc Jin nhận 0 điểm, bị trừ 1 bit. Sau một vòng trò chơi, Kiang Jin, Dong Ju dẫn đầu với 4 đồng. Người có số đồng ít nhất là Se-ung Kwan, Si-un vào tù. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Si-un. Trở lại khu sinh hoạt, Kiang Jin chủ động tặng Jun Bin 1 bit, vì vòng trước Jun Bin đã chi 1 bit để xác minh số của Kiang Jin. Jun Bin nói, mặc dù anh rất muốn từ chối, nhưng cô ấy đưa quá nhiều. Trong tù, Si-un vừa đến đã hỏi đồ chơi ở đâu. Đúng vậy, lần này đồ chơi lại thay đổi. Sau đó, cô ấy cũng phát hiện ra trong tù có khóa mật mã. Trực giác của tôi thật chính xác. Trực giác của tôi không sai. Chị ở bên ngoài, làm sao biết được bí mật của nhà tù? Ngay ngày đầu tiên tôi đã đoán ra rồi. Đáng tiếc là cô ấy chỉ có 2 đồng tiền. Không đúng. Chỉ cần giải được đồ chơi thì có thể nhận thêm 1 bit nữa. Nhưng xe ung quan nói với cô ấy, đồng tiền đó chỉ có thể nhận được khi rời khỏi nhà tù. Si-un nghe xong cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Xúc Jin ở khu sinh hoạt vẫn liên tục phàn nàn. Jun Bin cho rằng họ không thể giải được bí mật của nhà tù, nên đã nói với Xúc Jin muốn mời anh ta cùng giải mã. Tôi kể bạn một bí mật. Bạn nói đi. Trong tù có một cái két sắt. Két sắt bị giấu đi à? Đúng vậy. Xúc Jin vui mừng không thôi, mẹ kiếp còn có thêm phần thưởng nữa. Thế là Xúc Jin quay lại phòng để nghiên cứu. Anh ta cố gắng làm cho hoa văn trên đồng tiền trở nên rõ ràng hơn một chút, sau đó bắt đầu quan sát. Nhưng phát hiện ra bí mật này không chỉ mình Xúc Jin biết. Dong Ju cũng phát hiện ra manh mối, nhưng chỉ mới chạm vào bề mặt. Trong khi Xúc Jin đang say sưa nghiên cứu, Kiang Jin bất ngờ mở cửa, thông báo cho Xúc Jin là đã đến lúc thi đấu. Xúc Jin vội vã thu dọn dụng cụ. Được rồi, hãy xem cuộc thi thưởng thú vị nhất hôm nay. Trước khi trò chơi bắt đầu, ban tổ chức yêu cầu người chơi chia thành 3 đội. Cuộc thi thưởng là cuộc thi đồng đội. Mọi người đoán rằng lần này có lẽ lại có điều kiện bị trừ tiền, nên quyết định lập thành 3 đội với Xúc Jin, Kiang Jin, Dong Ju làm trung tâm, đảm bảo mỗi đội có 7 đồng. Sau khi phân chia xong, ban tổ chức tuyên bố sau này các đội không được giao tiếp, rồi di chuyển đến các phòng khác nhau. Tiếp theo là giới thiệu quy tắc. Cuộc thi có thưởng hôm nay được gọi là cân hai đĩa. Nói một cách ngắn gọn, đây là trò chơi sử dụng cân treo để đo lường trọng lượng của từng loại khoáng sản. Trên sân có tổng cộng 5 màu khoáng sản, mỗi loại có 2 viên, tổng cộng là 10 viên. Trọng lượng của chúng nằm trong khoảng từ 1 đến 20 gram và là số nguyên. Khi trò chơi bắt đầu, người chơi sẽ nhận được một gợi ý. Sân chơi cũng cung cấp mẫu để thí nghiệm. Khoáng sản không thể trao đổi hoặc chuyển nhượng. Ban tổ chức cung cấp 2 loại cân, cân vàng và cân đen. Cân vàng không chỉ dùng để đo trọng lượng khoáng sản mà cuối cùng cũng phải giữ cân bằng. Cân đen chủ yếu dùng để tính toán và không cần phải đặt cân bằng. Mỗi phòng có thứ tự hành động cố định, nhưng thứ tự bên trong phòng có thể do người chơi quyết định. Người chơi sẽ theo thứ tự đặt khoáng sản lên 2 cân, thông tin đặt sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị. Mỗi vòng, người chơi phải đặt ít nhất 2 viên khoáng sản và phải hoàn thành trong vòng 5 phút. Trong thời gian này, người chơi có thể chọn sử dụng ít nhất 1 cân, nhưng cân vàng không được phép giữ cân bằng. Khoáng sản đã đặt không thể lấy lại. Một khi cân vàng đạt được cân bằng, người chơi có thể dùng 1 bit để đoán trọng lượng khoáng sản. Nếu đoán đúng tất cả, thì thử thách cuộc thi thưởng thành công.
người chơi đoán đúng sẽ nhận được 2 bit. Sau khi cân bằng, người chơi cũng có thể chọn không đoán trọng lượng. Đoán sai không hoàn lại tiền chơi. Các đội khác chỉ biết liệu có đoán sai hay không. Khi tất cả khoáng sản của người chơi đã được sử dụng hết hoặc chỉ còn lại một viên, trò chơi của người đó sẽ bị kết thúc bắt buộc và không thể đoán trọng lượng. Nếu cân chưa đặt cân bằng hoặc không thể dự đoán trọng lượng khoáng sản, cuộc thi thưởng thất bại và không tăng tiền thưởng. Chỉ khi cân đạt cân bằng và dự đoán được trọng lượng khoáng sản mới được coi là chiến thắng, tổng tiền thưởng tăng thêm 100 triệu won Hàn Quốc. Đây lại là một trò chơi khác mà nếu không muốn trao tiền thì cứ nói thẳng ra. Bước vào giai đoạn chuẩn bị, Junbin thấy toán học thì choáng váng và an ủi rằng mỗi đội đều có một tay chơi chủ lực, như Suk Jin tốt nghiệp từ khoa kỹ thuật Đại học Han Giang, Jong Ju từ khoa toán của MIT, Jae-hun từ khoa vũ trụ học Đại học Yonsei. Họ đều nghĩ đến việc lập phương trình để tính toán. Thứ tự hành động trong mỗi phòng cũng đều đáng ngạc nhiên vì sự đồng nhất, người yếu nhất đứng đầu tiên. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, tỷ lệ chấp nhận lỗi của trò chơi này là không. Một khi đã đặt chip lên cân, bạn không thể lấy nó ra, và phải thực hiện mà không có sự giao tiếp. Độ khó thực sự không hề nhỏ. Ngoài ra, mỗi người sẽ nhận được 10 viên khoáng sản. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi nhận được gợi ý, khoáng sản màu vàng nặng thứ 3, với trọng lượng là 10 gram. Thông tin gợi ý này quan trọng đến mức giống như đã giảm bớt một biến số chưa biết, cho phép thực hiện các phép tính cơ bản. Sau đó, Jong Ju nhìn thấy thứ tự hành động và cười, hóa ra mọi người đều nghĩ giống nhau. Liệu sự ăn ý này có giúp họ vượt qua thách thức không? Chúng ta cùng xem tiếp. Jae-hun trong phòng chỉ đạo Jeon-woo hành động đầu tiên, đặt các khoáng sản màu sắc khác nhau, động thái này chọn rất đúng, ngay lập tức xác định mối quan hệ giữa 4 loại khoáng sản. Kết quả này cũng sẽ được truyền đến màn hình hiển thị của mỗi phòng. Từ đó biết được khoáng sản màu đỏ nhỏ hơn 10 gram, màu xanh lá cây lớn hơn màu xanh dương. Biết rằng khán giả đang nóng lòng muốn lập phương trình phải không? Đừng lo, tôi đã giúp mọi người lập một cách sơ lược rồi, sẽ được hiển thị trên màn hình. Đến lượt Ki Ang-jin, cô nghĩ đến việc đặt màu vàng về phía bên phải của cân vàng, bên trái đặt màu tím do trọng lượng hai màu vàng bằng nhau, giống như đã suy luận được mối quan hệ giữa màu tím và màu đỏ. Nhưng ý tưởng sáng suốt của Ki Ang-jin chỉ là một phút chợt lóe, khi chuyển sang cân đen, cô lại không kịp phản ứng, đặt màu đỏ ở cả hai bên, coi như chưa đặt. Đến lượt Junbin hành động, cả hai cùng nghĩ đến việc đặt một màu đỏ ở bên phải của cả hai cân, làm rõ hơn mối quan hệ giữa màu đỏ, màu tím, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Jong Ju tiếp tục đặt màu đỏ và màu xanh dương, cuối cùng đã có sự thay đổi. Không ngờ rằng ba màu đỏ không bằng một màu tím, hai màu xanh dương một màu đỏ lớn hơn một màu xanh lá. Sau khi Jong Ju đặt màu đỏ và màu xanh lá, hai cân xảy ra sự đảo ngược, bốn màu đỏ cuối cùng lớn hơn một màu tím, hai màu xanh lá lớn hơn hai màu xanh dương một màu đỏ. Từ đó biết được màu tím nằm giữa 3 đến 4 màu đỏ. Bắt đầu bài học, đã biết rằng màu đỏ là số nguyên nhỏ hơn 10 và trọng lượng của màu tím không lớn hơn 20. Vậy thì ba màu đỏ cũng sẽ không lớn hơn 20, có thể suy ra màu đỏ phải nhỏ hơn hoặc bằng 6, tức là 2, 3, 4, 5 hoặc 6. Do đó, màu tím là số nguyên nằm trong khoảng từ 7 đến 20. Giờ thì hết giờ học. Hiện tại, mối quan hệ giữa màu tím, màu xanh lá và màu xanh dương vẫn chưa rõ ràng. Jeon-woo tiếp tục đặt màu xanh dương, màu vàng sau đó cân lại một lần nữa đảo ngược. Khi đến lượt Ki Ang-jin hành động, cô ấy sẽ có cơ hội đặt thêm hai màu xanh dương. Đơn giản hóa bất đẳng thức, đúng rồi, ngay cả những người giỏi tính toán nhất cũng chắc chắn thích các phương trình với ít ẩn số hơn. Nhưng họ lại đưa ra phép tính theo một hướng không ai ngờ tới. Họ đã đặt gì? Công bố kết quả cân. Tại sao họ lại làm như vậy? Đúng, Jong Ju là người đầu tiên mắc lỗi vì đã viết sai, dẫn đến toàn bộ phép tính bị sai. Khi đến lượt Jong Ju một lần nữa, cô ấy lại mắc lỗi, làm tăng độ khó cho đồng đội. Họ lại thêm một màu tím, thêm một màu tím. Tại sao? Chị ấy có vẻ như bị chúng tôi hủy hoại. Mặc dù bị áp đảo ở giai đoạn đầu, Jae-hun vẫn tìm ra mối quan hệ tương ứng từ số lượng lớn khoáng sản và kết luận rằng trọng lượng từ nhẹ đến nặng lần lượt là màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá. Còn nhớ chúng ta đã nói về mối quan hệ giữa màu đỏ và màu tím không? Vì màu tím không thể lớn hơn 10, từ đó suy ra khi màu đỏ lớn hơn 3 thì bất đẳng thức không đúng. Vì vậy, có thể tìm ra giải pháp duy nhất, màu đỏ là 2, màu tím là 7. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Junbin, Jae-hun đã xác định được sự chênh lệch giữa hai bên của cân vàng là 9. Mặc dù hiện tại có thể làm cân bằng, nhưng màu xanh lá và màu tím vẫn chưa rõ ràng. Sau đó, Jeon-woo thêm một màu 7 và màu xanh lá, không còn khoáng sản để đặt và phải rời khỏi trò chơi. Khi đến lượt Ki Ang-jin, người không ổn định nhất, cô ấy chỉ còn hai màu xanh dương. Jae-hun chỉ hy vọng họ không làm lung tung. Tuy nhiên, Ki Ang-jin không làm thất vọng mọi người, lại một lần nữa tăng độ khó cho đồng đội, phải không? Không. Kết quả là hành động không cố ý của Ki Ang-jin đã vô tình làm cân đen cân bằng. Từ đó biết được màu xanh lá bằng 2 cộng 10 cộng 7, tức là 19. Sau đó, Jae-hun sử dụng bất đẳng thức đã tìm ra trước đó, để nhanh chóng tính ra màu xanh dương là 16. Tới đây, tất cả các câu trả lời cho các con số đã được tiết lộ. Bước tiếp theo, tình huống lý tưởng nhất là giữ cho cân vàng trong phòng của họ cân bằng. Junbin đã hiểu ý, đặt hai màu xanh lá lên hai bên của cân mà không làm thay đổi phương trình.
Do chỉ còn lại một khoáng sản, Jun Bin đã rời khỏi trò chơi. Hiện tại, Jae-hun biết rằng sự chênh lệch giữa hai bên của cân là 14, nhưng Jong-ju với 12 trong tay không thể làm cân bằng. Vì vậy, Jae-hun đã phát huy tinh thần, bắt đầu suy luận về số lượng màu đỏ và màu tím còn lại trong toàn bộ trò chơi, phát hiện ra rằng có cách để cân bằng. Đầu tiên, do Min đặt 12 của mình lên, làm cho sự chênh lệch còn 2. Jong-ju tiếp tục đặt một màu đỏ, có thể làm cho cân bằng. Nhưng Jong-ju không trong trạng thái tốt, liệu cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Bạn có nghe thấy không? Bạn đã đặt khoáng sản chưa? Không, cô ấy sẽ làm cho sự chênh lệch còn 1. Tuy nhiên, Jae-hun trong tay không thể làm cân bằng. Tình hình lại một lần nữa trở nên bế tắc. Ngay sau đó, Jae-hun đã suy luận ra số còn lại trong tay Suk-jin, lại giải được bài toán khó. Anh có thể đặt 26 khoáng sản để tăng sự chênh lệch, sau đó Suk-jin phải đặt 29, và 2 giờ khoáng sản vào hai đầu cân để đạt được sự cân bằng. Đây là đòn cuối cùng của Jae-hun. Vậy Suk-jin có hiểu ý không? Đúng vậy. Nhìn thấy sự chênh lệch lớn như vậy giữa hai bên cân, Suk-jin đã đặt đúng 29 khoáng sản. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Anh ta chỉ hiểu được một nửa, bởi vì anh ta và Jun Bin cho đến nay vẫn không hiểu màu xanh dương cuối cùng là bao nhiêu. Kết quả là thách thức thất bại, tổng tiền thưởng không tăng thêm. Ngoại trừ nhóm của Jae-hun, mọi người đều tự trách mình. Trở lại khu sinh hoạt, Suk-jin nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi vì anh đã phát hiện ra các chữ cái trên hình lập phương chữ nhật trước đó. Nối chúng lại với nhau, chúng tạo thành cụm từ năm tiếp theo. Vậy số này chính là 2024. Trong hội trường, Jong-ju phát hiện ra sau một ngày bận rộn, Jae-hun thực sự không nhận được một bit nào. Điều này chủ yếu là do Jun Bin tấn công bất ngờ. Đưa tôi một đồng. Một cái gì? Tôi chỉ còn 2 đồng. Thật sao? Thật tệ. Do Jun Bin không muốn đưa, nên Jong-ju tự nguyện đưa Jae-hun một bit. Trong khi đó, ở nhà tù, Si-un tiếp tục một đêm không ngủ, bắt đầu tập trung giải quyết món đồ chơi. Nhờ có sự kiên trì, cuối cùng cô ấy cũng thành công mở khóa món đồ chơi. Một ngày nữa lại trôi qua, chỉ có Suk-jin là người giải được bí mật của đồng tiền chơi game. Nhưng làm thế nào để sử dụng nó? Trò chơi tiếp theo là gì? Trong khu vực chơi game hôm nay, điều đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là một bàn cờ lớn. Đây chẳng phải là cơ hội vàng cho Jeon-u sao? Si-un và Se-un quan được thả tự do sau khi mãn hạn tù, nhưng Si-un lập tức tuyên bố muốn vào tù lại. Hiện tại, Jun Bin đang dẫn đầu với lợi thế 4 đồng. Trò chơi hôm nay được gọi là trò chơi thảm cỏ. Nói một cách đơn giản, đây là trò chơi tạo ra lãnh thổ của riêng mình trên bản đồ, tạo thành các hình vuông. Thứ tự hành động sẽ được quyết định bằng cách rút thăm. Người chơi sẽ nhận được một mảnh đất nhỏ đại diện cho bản thân và 96 mảnh cỏ khác sẽ được lấy theo thứ tự cố định. Ngoài ra, người chơi sẽ nhận được một phiếu đổi thứ tự, sử dụng để bỏ qua thứ tự cố định và trực tiếp chọn 5 mảnh cỏ sau cùng. Các người chơi khác sẽ tiếp tục nhận mảnh cỏ theo thứ tự mới. Các mảnh cỏ bị bỏ qua, sau một vòng chọn, sẽ tiếp tục xuất hiện trong khu vực chọn lựa. Phiếu đổi thứ tự cũng có thể mua với giá 1 bit. Mảnh cỏ đầu tiên mà người chơi đặt phải ít nhất tiếp giáp một mặt với mảnh đất nhỏ của họ. Mảnh cỏ được nối tiếp sau đó sẽ trở thành lãnh thổ của họ. Tất cả các mảnh cỏ phải được đặt trong vòng 2 phút. Các mảnh cỏ tiếp theo cũng phải tiếp giáp với lãnh thổ đã có. Một khi mảnh cỏ đã được đặt xuống, thì không thể thay đổi và cũng không được tiếp giáp với lãnh thổ của người chơi khác. Ngoài ra, với một bit có thể mua thêm một mảnh cỏ, nhưng phải đợi đến khi việc chọn cỏ hoàn tất mới có thể mua. Mảnh cỏ này có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trên bản đồ. Trên bản đồ cũng có các ô thưởng đặc biệt, người chơi chỉ có thể nhận thưởng sau khi bao quanh ô thưởng đó và ô này cũng sẽ trở thành lãnh thổ của họ. Phần thưởng bao gồm một phiếu đổi thứ tự có thể chuyển nhượng, một đồng tiền chơi game nhưng chỉ có 2 ô trên bản đồ, và một viên đá. Người chơi có thể đặt một viên đá vào bất kỳ ô nào, sau đó ô đó không thể đặt cỏ và phải dùng một bit để loại bỏ. Việc chiếm lấy một mảnh cỏ của người chơi khác và đặt vào lãnh thổ của mình là một động thái mạnh mẽ. Khác với việc đặt đá và chiếm đoạt, phiếu đổi thứ tự không cần phải sử dụng ngay lập tức. Trò chơi diễn ra tổng cộng 9 vòng và khi kết thúc, người chơi sẽ được tính điểm dựa trên kích thước của hình vuông hoàn chỉnh, 5x5 không bị trừ đồng. 6x6 nhận 1 bit, 7x7 nhận 2 đồng, 8x8 nhận 3 đồng. Ngược lại, 4x4 bị trừ 1 bit, 3x3 bị trừ 2 đồng, 2x2 bị trừ 3 đồng. Ngoài ra, người chơi có lãnh thổ lớn nhất sẽ nhận được 3 đồng. Nếu có nhiều người chơi cùng có lãnh thổ lớn nhất, giải thưởng sẽ được chia đều. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu có hơn 4 người chơi cùng nhau chiến thắng thì sẽ không có giải thưởng. Hôm nay sẽ diễn ra lần phạt vào tù cuối cùng, câu này khiến Suk-jin và Si-un cảm thấy có một hương vị đặc biệt. Người chơi sẽ có 1 giờ để chuẩn bị, suy nghĩ và chiến đấu bằng trí tuệ thực sự tiêu hao sức lực và tinh thần, đúng không? Chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể chiến đấu trí tuệ và dũng cảm với người khác. Jeon-u, sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng. Cô ấy phân tích nguyên lý trò chơi và chơi cờ vây giống nhau, bắt đầu từ 4 góc để chiếm lãnh thổ là hiệu quả nhất. Vì vậy, xung quanh đều là phiếu đổi thứ tự không hấp dẫn, còn ở giữa sẽ bị tấn công từ 4 phía, vậy nên đó là nơi có những thứ tốt. Người chơi sẽ liên minh như thế nào? Jun Bin lại bắt đầu suy nghĩ về việc liên minh một cách bí mật. Thành viên có Jomin và Suk-jin. Jun Bin chịu trách nhiệm mở rộng một cách nổi bật để thu hút sự chú ý.
che chở cho Jomin hoặc giúp Jin trở thành người đầu tiên. Sau đó ba người chia sẻ phần thưởng hàng đầu. Siun dùng đạo đức để buộc Jeon U liên minh, chỉ vì cô ấy là bạn cùng phòng của mình. Đầu tiên, tôi cố gắng không để bạn vào tù, sau đó lại giúp bạn một lần. Bạn có thể giúp tôi như tôi đã giúp bạn trong môn toán không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Jaehoon và Jongju tạo thành một cặp kinh điển. Sau đó, người chơi bắt đầu rút thứ tự hành động. Siun rút được số 1, Seung Kwan rút được hành động cuối cùng. Hãy cùng xem qua vòng đầu tiên. Siun kiểm soát Jeon U, tư vấn cho cô ấy một góc tốt. Vậy tôi sẽ bắt đầu từ đây, mở rộng ra hai hướng. Tiếp theo, Ki Ang Jin ngay lập tức sử dụng phiếu đổi thứ tự để lấy một mảnh cỏ lý tưởng. Nghĩa là, người chơi muốn xây dựng lãnh thổ của mình trước là vô ích, bởi vì thứ tự cỏ sẽ liên tục bị xáo trộn. Xem Jeon U, cô ấy thực hiện lý tưởng của mình bằng cách chiếm một góc. Đến lượt Suk Jin, anh ta cũng sử dụng một phiếu đổi thứ tự ngay lập tức để lấy một mảnh cỏ lớn. Đến nay, góc đã bị 4 người chiếm đóng. Sau đó, Jongju chỉ còn cách chọn phương án thứ hai. Bầu không khí lần này rất thực tế, giống như một người chơi cờ với 8 người hướng dẫn, giống như Jongju thiếu quyết đoán. Ban đầu cô ấy muốn đổi, nhưng bị những lời bình luận xung quanh khiến cô ấy thay đổi ý định, cuối cùng lấy mảnh cỏ dọc. Tại sao? Hình một chữ không tốt sao? Đó là loại tốt nhất mà. Bạn muốn làm gì thì làm, hãy tự do chọn lựa một cách thoải mái. Mỗi người xem đều muốn đưa ra ý kiến của mình. Đây có phải là công viên không? Jaehoon có ít sự lựa chọn về lãnh thổ, vì vậy anh ta chọn cách tiếp cận giàu có và nguy hiểm, đi giữa. Jungbin và Seung Kwan chiếm lĩnh các khu vực còn lại. Bạn xem Seung Kwan chơi cờ, không thể đặt như vậy, phải đặt như thế này, nghe đến đầu muốn nổ tung. Đúng vậy, phải tiếp giáp một mặt. Seung Kwan, cách đó cũng không tệ. Có chuyện gì? Khá là tốt, di chuyển về phía sau. Dù là bên nào cũng phải tiếp giáp. Seung Kwan, di chuyển về sau. Ngay sau đó, Siun đổi lấy một mảnh cỏ thuận lợi hơn cho việc chiếm đoạt. Và cách đặt của Ki Ang Jin có vẻ đẹp như chơi Tetris và hoàn thành việc chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Có một câu ngạn ngữ Trung Quốc nói rằng, người xem cờ không nói không phải là quý nhân thực sự, ngay cả Jeon U cũng không tránh khỏi bị hướng dẫn, đúng không? Trong trò chơi này, ngay cả việc kiên định với ý tưởng của bản thân cũng là một thách thức. Vì vậy, Jeon U bị hướng dẫn thành hình hai cánh cùng bay, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng cảm thấy rất ấn tượng. Ngay sau đó, Suk Jin và Jongju cũng hoàn thành việc chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Hài hước nhất là Jongju, cô ấy được hướng dẫn tiếp tục lấy hình dài như rắn, mũi nhọn hướng về đồng tiền chơi game. Jaehoon tiếp tục lấp đầy khoảng trống ở giữa và giao lưng sau cho Jongju, tin tưởng rằng cô ấy sẽ không phản bội. Nhưng Siun không buông tha cho anh ấy. Siun tiếp tục kiểm soát Jeon U, lên kế hoạch liên minh với cô ấy và Seung Kwan, để tạo ra thế kẹp hai bên đối với Jaehoon. Đến lượt Jungbin hành động, anh chọn đổi mảnh cỏ, lấp đầy khoảng trống đã đặt và tạo ra không gian đủ cho Suk Jin phát triển. Thời gian nhanh chóng đến vòng thứ 3, lối chơi tấn công của Siun đã làm Jaehoon cảnh giác. Tiếp theo, Jeon U càng tăng cường bao vây khu vực chiếm đoạt, trông có vẻ tham vọng lớn. Và Suk Jin cũng bắt đầu bao vây khu vực chiếm đoạt. Sau hành động thông thường của Jongju, hình dài như rắn của Jongju khiến tôi rùng mình. Jaehoon vẫn không quên trêu chọc Seung Kwan và Siun. Sau một số lần thử, anh ta vẫn chọn cách chơi an toàn, nhưng cũng mở rộng lãnh thổ về phía viên đá và cảnh báo mọi người. Ai còn hành động thiếu suy nghĩ, tôi Jaehoon sẽ dùng đá phản công. Siun, người bị nhắc đến tên liên tục, gật đầu không ngừng. Jungbin và Seung Kwan tiếp tục chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Đến vòng thứ 4, Siun quyết định phản công lại Jaehoon, mạnh dạn tiến về phía viên đá xa xôi. Ki Ang Jin tiếp tục hoàn thành chiến lược của mình. Jeon U hoàn thành việc chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Suk Jin điền đầy các khoảng trống ở phía dưới, trở thành người đầu tiên hoàn thành hình vuông 4x4. Jongju thực hiện các thao tác thông thường. Jomin hoàn thành việc chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Ngay sau đó, Jaehoon cũng hoàn thành hình vuông 4x4. Trò chơi qua nửa đến vòng thứ 5, Siun cuối cùng đã thu hồi được đà tấn công, hoàn thành việc chiếm lấy phiếu đổi thứ tự. Ki Ang Jin là người thứ 3 hoàn thành hình vuông 4x4. Jeon U dùng chiêu thức mạo hiểm, sử dụng phiếu đổi thứ tự để bao vây ô chiếm đoạt và để lại một mảnh đất nhỏ ở dưới hình đại diện của mình. Chiếm đoạt phải được sử dụng ngay lập tức, vì vậy hành động này giống như đã thực hiện hai bước. Do Jaehoon thường xuyên đe dọa và kế hoạch chiến lược tổng thể của Siun, Jeon U quyết định lấy mảnh cỏ của Jaehoon. Jaehoon tỏ ra rất vui vẻ khi mặt anh ta đen lại và tuyên bố sẽ khiến Jeon U phải về nhà. Bạn sẵn sàng về nhà chưa? Muốn đi cùng không? Các thao tác thông thường khác tôi sẽ bỏ qua. Jaehoon nói là làm, không quan tâm đến việc hoàn thành hình vuông, ưu tiên bao vây viên đá. Cỏ xấu, trong trò chơi trông như thế nào? Jungbin nhận được một mảnh cỏ hình cánh cung, không thể nhận đồng tiền, xâm phạm lãnh thổ. Theo lời Jaehoon thì lại không đủ để lấp đầy bản đồ. Sau đó, Jungbin đổi lấy một dải cỏ dài, vừa đủ để hoàn thành hình vuông 4x4. Tiếp tục với Seung Kwan đã hoàn thành hình vuông 4x4, anh ấy đã sẵn sàng sử dụng thẻ chiếm đoạt. Đến vòng thứ 6, không ngạc nhiên khi Siun chiếm lấy thẻ chiếm đoạt, sau đó chiếm lấy mảnh cỏ bên cạnh viên đá của Jaehoon, kiềm chế đà tiến của anh ấy. Hôm nay cô ấy quyết định thách thức Jaehoon. Tiếp theo, Jeon U hợp tác, chiếm lấy vị trí dưới viên đá của Jaehoon.
Dong Ju, đồng đội của Jae-hun, lấy một mảnh cỏ hoàn thành 5x5 và để lại một dải dài thẳng vào lãnh thổ của Jeon-woo. Jae-hun quyết định lấy một đồng tiền trước, rất hợp lý. Tiếp theo, Jun-min nhận được một mảnh cỏ hình thập không biết đặt ở đâu. Xem xét tình hình hiện tại, chỉ có Dong Ju hoàn thành 5x5, Jae-hun và Si-won vẫn chưa hoàn thành bất kỳ hình vuông nào. Tại thời điểm này, do Min gấp rút muốn lấp đầy khoảng trống do hình dài như rắn gây ra, yêu cầu Ki-ang-jin chiếm lấy mảnh cỏ hình thập của Jun-min. Jun-min cũng hưởng lợi từ việc này. Nhưng việc này không phải là công việc của một sớm một chiều. Vì vậy, Ki-ang-jin cuối cùng đã đưa Jomin một phiếu đổi thứ tự. Sau đó, vào vòng thứ 7, Ki-ang-jin sử dụng một mảnh cỏ khác để hoàn thành hình vuông 5x5. Suk-jin lại nhận được một mảnh cỏ cực kỳ thoải mái. Dong-ju dưới sự hướng dẫn của Jae-hun, chuẩn bị bao vây ô chiếm đoạt. Đến lượt Jomin, cô sử dụng phiếu đổi thứ tự và cũng đổi được một mảnh cỏ cực kỳ thoải mái. Khoảng trống của hình dài như rắn cuối cùng đã được lấp đầy, hoàn thành hình vuông 5x5. Đến lượt Jae-hun hành động, anh ta hiện đang cần một mảnh cỏ 2x2. Chỉ cần đổi được số 16 là vừa đủ. Nhưng Jae-hun lại không sử dụng, bởi vì anh ta đã tính toán trước. Hiện tại chỉ còn Si-won, Se-ung Kwan và Jae-hun còn phiếu đổi thứ tự. Nếu vòng tiếp theo không ai sử dụng, Jae-hun sẽ dễ dàng nhận được mảnh cỏ số 28. Ngay cả khi Si-won và Se-ung Kwan sử dụng phiếu đổi thứ tự, anh ta cũng có thể nhận được mảnh cỏ số 43. Cả hai mảnh này đều có hình dạng 2x2, vì vậy Jae-hun đang chơi một cách chắc chắn. Jun-min sau khi nhận được mảnh cỏ hình thập nhỏ đã hoàn thành hình vuông 5x5. Đến nay đã có 4 người hoàn thành hình vuông 5x5. Sau đó, vào vòng thứ 8, Si-won sử dụng phiếu đổi thứ tự và cũng hoàn thành hình vuông 5x5. Điều bất ngờ là Si-won, sau khi tấn công mạnh mẽ ở giai đoạn đầu, vẫn có thể giữ vững ở giai đoạn sau. Chúng ta cũng thấy một số thao tác khác, Ki-ang-jin chiếm lấy ô thưởng, từ bỏ thẻ chiếm đoạt. Jeon-woo thực hiện động thái kiềm chế cuối cùng, bằng cách sử dụng một mảnh đất chọc thẳng vào ô chiếm đoạt. Cánh cung còn sót lại của Jun-min cuối cùng rơi vào tay Suk-jin, nhưng anh ta cũng không thể giải quyết được mảnh khó nhằn này. Điều kỳ diệu nhất là Jomin, cô ấy không biết mình đã hoàn thành hình vuông 6x6, hoàn toàn thoát khỏi khó khăn do hình dài như rắn, để lại. Jae-hun theo kế hoạch sử dụng phiếu đổi thứ tự, và cuối cùng hoàn thành hình vuông 4x4. Se-ung Kwan ngay sau đó hoàn thành hình vuông 5x5. Đến nay, mọi người đều đã hoàn thành hình vuông của mình. Có vẻ như việc hoàn thành hình vuông 7x7 là cực kỳ khó khăn. Trò chơi tiến đến vòng cuối cùng, Si-won vì không có chỗ để đặt nên mảnh cỏ bị bỏ phí. Tại thời điểm này, Jun-min phát hiện ra Suk-jin vẫn có thể chiếm lấy thẻ chiếm đoạt. Chỉ cần chiếm đoạt mảnh cỏ còn thiếu một bước nữa của Jomin, để hoàn thành hình vuông 6x6, đồng đội Jomin sẽ có cơ hội giành chiến thắng độc lập. Tuy nhiên, cần hai đồng để lấp đầy các khoảng trống xung quanh. Jun-min chủ động đề xuất mỗi người một đồng. Sau đó, Jun-min mua một phiếu đổi thứ tự và chuyển nó cho Suk-jin. Suk-jin ngay lập tức đổi lấy mảnh cỏ số 84, chỉ còn cách chiếm lấy một bước nữa. Quả nhiên, Dong-ju ngay sau đó hoàn thành hình vuông 6x6, còn Jae-hun cũng tìm thấy cơ hội trong kẽ hở để hoàn thành hình vuông 5x5. Biến số cho chiến thắng độc lập xuất hiện. Lúc này, Ki-ang-jin nhìn thấy hình vuông 6x6 của Dong-ju và hối hận. Dong-ju rõ ràng có 3 đồng, phiếu đổi thứ tự cũng có thể tự mua, không nhất thiết phải cho. Nhưng Se-ung Kwan chỉ có 1 bit, nguy hiểm hơn nhiều so với cô ấy. Se-ung Kwan thực sự được lòng mọi người, Dong-ju và Ki-ang-jin đều sẵn lòng mua phiếu đổi thứ tự cho anh ta, để anh ta hoàn thành hình vuông 6x6. Sau đó chỉ cần trả lại 1 bit. Cuối cùng với sự giúp đỡ của Dong-ju, Se-ung Kwan hoàn thành hình vuông 6x6. Nhưng số người nhận giải thưởng cao nhất cũng ngày càng tăng. Sau đó, tất cả mảnh cỏ đã được sử dụng hết, người chơi có thể mua mảnh cỏ bằng đồng tiền. Jeon-woo, sau một trận đấu tấn công, cần phải chi 1 bit để hoàn thành hình vuông 5x5. Điều này thật khó nói. Cao trào sắp đến, Suk-jin chi 1 bit để hoàn thành việc chiếm lấy ô chiếm đoạt. Vấn đề đặt ra là anh ta sẽ chọn chiếm đoạt mảnh cỏ của người chơi 6x6 nào. Hay chọn Jeon-woo, như vậy, vì Jeon-woo không đạt tiêu chuẩn, cô sẽ bị loại. Quyết định này không được mọi người đón nhận, mặt mỗi người đều đầy u ám. Bạn muốn đưa tôi đi sao? Jun-min cảm thấy mình bị phản bội một cách đáng xấu hổ và vô nghĩa. Jeon-woo khó chịu đến rơi nước mắt. Trò chơi bắt đầu tính điểm. Jomin, Dong-ju và Se-ung Kwan vì đã hoàn thành hình vuông 6x6, cùng là những người chơi có diện tích lớn nhất, ba người lần lượt nhận được 2 đồng tiền thưởng. Jeon-woo vì chỉ hoàn thành hình vuông 4x4, bị trừ 1 bit và bị loại. Mọi người có quên không, trò chơi còn một quy định nữa. Hai người chơi có số đồng ít nhất phải vào tù. Đó chính là Si-won và Suk-jin. Hai người chơi biết bí mật của đồng tiền chơi game. Đúng vậy, người ngăn cản họ cùng nhau vào tù chính là Jeon-woo với số đồng còn ít hơn. Suk-jin chỉ có thể chọn một trong hai giữa Jeon-woo và Si-won. Đây cũng là sự sáng tạo tuyệt vời của Suk-jin với thẻ chiếm đoạt. Nếu không chi một bit để chiếm đoạt, Suk-jin sẽ không rơi vào hàng ngũ những người có số đồng ít nhất. Và cũng chính vì chiếm đoạt, anh ta mới có thể quyết định sẽ cùng ai vào tù lần cuối cùng. Thực sự, Si-won chỉ phản ứng lại sau khi vào tù, mới nhận ra Suk-jin đang làm gì. Là một người chơi có kinh nghiệm, Si-won thuần thục giới thiệu đồ chơi tù cho Suk-jin và giải thích cách làm. Chỉ có ở góc độ nhất định mới có thể mở khóa đồ chơi cùng một lúc.
nhìn tốc độ giải quyết vấn đề của Súc Jin, đúng là hào quang của nhân vật chính. Anh ta còn có tư duy lãng mạn, nói sẽ tặng đồ chơi mở khóa cho cô ấy như một món quà. Chuyện tủ tạm thời kết thúc, giờ hãy xem trận đấu giải thưởng hôm nay. Quy tắc rất đơn giản, đó là tìm người xuất hiện lặp lại trong chuỗi hình ảnh liên tục thay đổi. Nhưng cơ chế trò chơi rất thú vị, tổng cộng có 5 vòng, mỗi người chơi đều có nút bấm tranh đáp. Màn hình sẽ chuyển đổi một bức ảnh nhân vật khác nhau mỗi 3 giây. Khi xuất hiện bức ảnh lặp lại, người chơi phải bấm nút tranh đáp. Nếu trả lời đúng, sẽ tiến vào vòng tiếp theo, người chơi trả lời đúng nhận 1 bit. Trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm, tích lũy trừ 10 điểm sẽ kết thúc ngay lập tức, thách thức giải thưởng thất bại. Nếu bức ảnh lặp lại bị bỏ qua, trò chơi cũng sẽ kết thúc ngay lập tức. Chỉ có việc trả lời đúng liên tiếp 5 vòng mới được coi là thách thức thành công. Giải thưởng lần này là 100 triệu won Hàn Quốc. Trò chơi tuy đơn giản nhưng muốn vượt qua không hề dễ dàng. Một là số lượng ảnh nhiều, ảnh lặp lại không ngay lập tức xuất hiện mà thường ở sau một lượng lớn ảnh khác. Hai là đặc điểm nổi bật giống nhau, mỗi vòng đều có chủ đề. Ví dụ, trong vòng đầu tiên, tất cả nhân vật trong ảnh đều đeo kính. Thứ ba là đặc điểm nhỏ không rõ ràng. Mặc dù họ có màu da khác nhau, giới tính khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng sau khi vượt qua một số lượng nhất định, mỗi bức ảnh trông đều quen thuộc. Trong vòng đầu tiên, sau khi liên tiếp bị trừ 3 điểm, các người chơi quyết định phải kêu lên mỗi khi thấy mỗi bức ảnh, chủ yếu để nhắc nhở những người khác không nên ấn một cách vô tội vạ. Vòng đầu tiên do Dong Ju trả lời đúng, tích lũy bị trừ 4 điểm. Để mọi người cảm nhận được độ khó, chúng ta xem nhanh vòng thứ 2 với tốc độ 5 lần. Vòng thứ 2 toàn là thanh thiếu niên, Dong Ju trả lời đúng và nhận được 1 đồng tiền. Dong Ju trả lời đúng, vòng thứ 3 là những phụ nữ đeo khuyên tai. Ki Ang Jin trả lời đúng. Vòng thứ 4 là những người trung và cao tuổi. Một lần nữa do Ki Ang Jin trả lời đúng, tích lũy bị trừ 7 điểm. Vòng thứ 5 có khả năng chiến thắng cao, là những người đàn ông có râu dài. Lại là Ki Ang Jin trả lời đúng, khả năng nhận biết khách mời của người dẫn chương trình truyền hình được phô diễn rực rỡ trong vòng đấu này. Tổng giải thưởng tăng lên 250 triệu won. Súc Jin chủ động đưa mình và Si Won vào tù, sử dụng gợi ý hình lập phương 2024 để mở khóa trong tù. Cuối cùng đằng sau tường tù là gì? Sau khi Súc Jin và Si Won xuống tận cùng, họ thấy một cánh cửa và gợi ý nói rằng phần thưởng ở đây rất lớn, nhưng nếu thất bại sẽ bị loại ngay lập tức. Mỗi ngày chỉ cho phép một người vào. Nhưng đây là lần cuối cùng vào tù rồi, chỉ có thể chọn một trong hai. Si Won bỗng nghĩ ra tù sẽ mở cho đến sáng mai, nghĩa là tối nay là một ngày. Sáng hôm sau lại là một ngày mới, cả hai người đều có thể thách thức. Si Won tự nhận khả năng không tốt, đề nghị đi trước để giúp Súc Jin thám hiểm. Xét đến khả năng cả hai có thể bị loại cùng lúc, họ đều để lại lời nhắn trên tường, câu trả lời là 2024. Sau đó, hai người bắt đầu hành trình, sau khi mở cửa, họ thấy một người mặc đồ đen khiến họ giật mình. Đợi đã, đây là cái gì? Rõ ràng có thể thấy ở phía xa là một bàn cờ và các quân cờ đa sắc. Khi Si Won vào, người mặc đồ đen mới nói về phần thưởng của trò chơi, có 10 đồng tiền. Nhưng thua cuộc sẽ bị loại ngay lập tức. Vi phạm quy tắc hoặc gian lận cũng sẽ bị loại ngay. Trò chơi là cờ caro mù, do bề mặt quân cờ đa sắc, người chơi phải nhớ từng nước đi của mình và đối thủ. Sự khác biệt giữa quân trắng và đen chỉ ở phía dưới của quân cờ. Si Won tự tin, ai mà không biết chơi cờ caro, nhưng khi thêm yếu tố ghi nhớ thì không chắc nữa. Đối thủ là trí tuệ nhân tạo AI, Si Won chỉ có thể tự cầu may mắn. Si Won cũng sử dụng một số mẹo nhỏ, cô ấy phân loại trước các quân cờ màu sắc trên bàn, quyết không chơi cờ nhiều màu. Si Won đi trước, theo lý thuyết, đi trước trong cờ caro gần như đã thắng, nhưng vấn đề là cô ấy có thể nhớ được lối đi của cả hai bên không? Có người có thể thắc mắc rằng đối thủ không phải là AI sao? Đúng vậy, đối thủ thực sự là người đại diện cho AI, vì vậy anh ấy cũng có phản ứng. Si Won đi quân đen, quân trắng nói lên. Khán giả cũng có thể theo dõi lối đi của Si Won, những quân cờ này dễ nhớ hơn tưởng tượng. Sau đó, Si Won cố ý đánh lừa, nhưng làm sao trốn thoát khỏi mắt của AI. Quân đen hết, Si Won tiếp tục đi quân hồng, đối thủ cũng theo sau với quân hồng. Hai màu lẫn lộn khiến Si Won suýt quên mất chuỗi ba của đối thủ. Si Won vội vàng chặn lại, nhưng từ đây, tình thế đã đảo ngược, AI chuyển sang tấn công. Chúng ta biết, quyền tấn công trong mọi trò chơi cờ đều đại diện cho lợi thế. Sau đó, trong khi phòng thủ chuỗi ba của đối thủ, Si Won bắt đầu bố trí âm thầm, nhưng cô ấy không còn theo kịp nữa, không phân biệt được thuộc về ai. Ngay sau đó, người chơi trong hội trường nhận được tin xấu. Chuyện gì đã xảy ra? Người bị loại, Si Won đúng vậy, Si Won đã thua cuộc. Quân cờ mà cô ấy không phân biệt được chính là của đối thủ. Khi nhận ra thì đã không còn cách nào để chặn đứng, và cô ấy đã thua cuộc và bị loại trực tiếp. Bị loại trong tù càng thêm tàn khốc vì cô ấy không thể trở về khu vực sống để chào tạm biệt mọi người. Hành lý của cô sẽ được nhân viên dọn dẹp. Tin tức về việc bạn tù bị loại khiến Súc Jin buồn bã. Anh ấy hối hận vì không đi trước. Trong hội trường, mọi người đoán liệu có phải Súc Jin đã loại bỏ Si Won không, hay là Si Won tự hủy. Xe ung quan biết một chút manh mối. Si Won từng nói, chỉ cần thêm một đồng nữa là biết câu trả lời. Ki Ang Jin cũng từng thấy Súc Jin lén lút làm gì đó. Sau đó, những người sau cùng mới chậm rãi ghép được đồng tiền. Trong tù, Súc Jin đau khổ suy nghĩ về nội dung trò chơi, qua các quân cờ màu sắc và bàn cờ.
anh đoán ra có lẽ là cờ caro mù. Vậy, Súc Jin lấy tiền giấy bắt đầu mô phỏng chơi cờ. Súc Jin tự nhận trình độ cờ caro không tốt, cộng thêm yếu tố trí nhớ, khiến anh rất lo lắng. Như vậy, Súc Jin cứ mãi ôm đầu tới 4 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ rưỡi sáng lại dậy, đúng vậy, Súc Jin hầu như không ngủ được, dù anh cũng không biết trò chơi cụ thể là gì, cảm thấy rất bất an. Sau khi ăn sáng đơn giản, Súc Jin thách thức phòng kín. Không cần giới thiệu luật chơi, phải không? Liệu anh ấy có thể thách thức thành công không? Hãy cùng xem. Súc Jin đi quân đỏ trước, tương tự, lần này AI cũng đi theo quân đỏ, điều này nằm ngoài dự đoán của Súc Jin. Khác với Siun, anh chọn đánh dấu quân thứ tư của mình bằng màu vàng, để dễ dàng nhận biết hướng tấn công. Chính vì đối thủ sẽ đi theo màu sắc giống nhau, mới không làm cho bàn cờ trở nên hỗn loạn. Ví dụ, khi Súc Jin lại đi quân đỏ, đối thủ cũng tiếp tục đi quân đỏ. Lúc này, Súc Jin nhường một nửa nước cho phép AI hoàn thành, nhưng ngay sau đó Súc Jin lại tấn công với chuỗi 4 quân. Kết quả là AI cũng tấn công với chuỗi 4 quân, tôi thậm chí không dám tin. Súc Jin đã xác nhận dự đoán của mình, AI này chỉ có thể hiểu được các động tác đơn giản liên kết trực tiếp. Nếu anh ta chơi một động tác chuẩn bị trước, AI có thể sẽ không nhận ra, thực tế cũng chính xác như vậy. Bạn đã chiến thắng. Không ai nói ai có sức mạnh như thế nào cả. Súc Jin sẽ nhận được 10 đồng và trở lại hội trường. Súc Jin vui đến mức khóc ra. Không ngờ AI lại yếu đến thế, bạn thật sự không biết chơi cờ caro. Tiếp theo là trọng điểm hôm nay, đánh bài. Đầu tiên, Súc Jin mang theo 10 đồng trở về như một vị vua. Anh ấy tiết lộ sự thật về nhà tù, rằng Siun đã thất bại trong thử thách đầu tiên. Ban tổ chức thông báo hiện tại còn 7 người chơi sống sót. Hãy xem số đồng của người chơi. Súc Jin 13 đồng. Vui lòng hiển thị dẫn đầu áp đảo trên màn hình công cộng. Quá mạnh. Anh ấy đã giành được 11 bit. Giới thiệu luật chơi hôm nay, trò chơi có tổng cộng 11 lá bài từ 0 đến 10, cùng với 5 ký hiệu phép toán là cộng, trừ, nhân, chia và căn bậc 2. Mục tiêu của người chơi chỉ có 2, sắp xếp để đạt được số 1 hoặc 20, sau đó đặt cược theo kết quả của mình. Hiện nay, 1 bit có thể đổi lấy 5 chip, và phải đổi hết. Trước khi bắt đầu, người chơi sẽ nhận được 3 phép toán cộng, trừ, và chia. Có 4 loại bài là vàng, bạc, đồng, và sắt đen, mỗi loại có 11 lá, tổng cộng 44 lá. Trong đó, vàng, bạc, đồng, sắt đen. Ngoài ra, 4 lá căn bậc 2 và nhân sẽ được trộn lẫn vào bộ bài để sáo. Khi trò chơi bắt đầu, mỗi người chơi phải đặt ít nhất một cược cơ bản. Sau khi đặt cược, nhà cái sẽ chia cho người chơi một lá bài dưới. Nếu lá bài dưới là căn bậc 2 hoặc phép nhân, nó phải được trả lại ngay lập tức cho đến khi nhận được một con số. Điều này đảm bảo rằng lá bài dưới của người chơi là một con số. Sau đó, nhà cái sẽ chia thêm 2 lá bài lật mặt cho người chơi. Nếu người chơi nhận được căn bậc 2, họ sẽ được bổ sung thêm một lá số. Nếu người chơi nhận được phép nhân, họ phải từ bỏ một trong các lá bài cộng, trừ, hoặc nhân, sau đó sẽ được bổ sung một lá số. Lưu ý rằng không thể từ bỏ phép chia. Nếu lá bài bổ sung lại là căn bậc 2 hoặc phép nhân, nó sẽ được loại bỏ ngay lập tức cho đến khi nhận được một con số. Khi tất cả người chơi nhận được lá bài thứ 3, sẽ tiến hành vòng cược đầu tiên. Lúc này, người chơi có 3 lựa chọn, theo cược, tức là đặt cùng số tiền như người chơi trước. Tăng cược, tức là đặt nhiều hơn số tiền của người chơi trước. Sau khi tăng cược, các người chơi khác phải đặt cùng số tiền hoặc nhiều hơn. Bỏ bài, tức là người chơi sẽ rút lui khỏi vòng chơi hiện tại. Người chơi bắt đầu có thể chọn bỏ qua, người chơi tiếp theo cũng có thể tiếp tục bỏ qua. Nhưng một khi có người đặt cược, những người chơi tiếp theo không thể bỏ qua. Lưu ý về giới hạn của số chip đặt cược, không được cao hơn số chip thấp nhất của người chơi trong trò chơi, tức là không thể dùng số chip áp đảo. Nếu không, Súc Jin đã thắng rồi. Sau một vòng cược, người chơi sẽ tiếp tục nhận được một lá bài mới. Sau đó, người chơi sẽ sử dụng các lá bài trên tay để tạo thành một phép tính gần với 1 hoặc 20 nhất có thể. Lưu ý rằng căn bậc 2 chỉ có thể được sử dụng trên các số. Sau khi hoàn thành phép tính, bắt đầu từ người chơi khởi đầu sẽ tiến hành vòng cược cuối cùng. Tại thời điểm này, người chơi vẫn có thể chọn theo cược, tăng cược hoặc bỏ bài. Sau khi hoàn thành việc đặt cược, người chơi phải quyết định số của họ gần với 20 hay với 1, sau đó cùng với bài trên tay công bố. Sau khi tất cả người chơi hoàn tất lựa chọn và mở bài, người chơi ở các nhóm cược khác nhau sẽ so sánh lớn nhỏ. Hai người chơi chiến thắng có thể chia đều chip trên bàn. Nếu số chip còn lại là 1 thì chip đó sẽ bị loại bỏ. Nếu hai người chơi trong cùng một nhóm có số điểm giống nhau, người có số trên bài lớn nhất sẽ thắng. Tương tự, trong số những người chơi đặt cược vào 1, người có số nhỏ nhất trong tay sẽ thắng. Nhưng nếu hai người chơi có số lớn nhất hoặc nhỏ nhất giống nhau thì sao? Sẽ so sánh dựa vào thứ bậc, tức là vàng, bạc, đồng, sắt đen được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Người chơi đặt cược cả lớn lẫn nhỏ sẽ so sánh với người chơi ở cả hai nhóm. Nếu không thắng được trong bất kỳ nhóm nào, sẽ được coi là thua cuộc. Cuối cùng, trò chơi chỉ còn lại 3 người chiến thắng. Khi một người chơi tiêu hết chip, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Sau khi trò chơi kết thúc, chip trong tay sẽ được đổi lại thành đồng tiền chơi game, với tỷ lệ 5 chip đổi 1 bit. Phần không thể chia hết sẽ bị loại bỏ, nhưng số chip dưới 5 sẽ được coi là 1 bit. Không cần xem trận đấu tập sự, chúng ta sẽ trực tiếp làm quen với luật chơi qua trận đấu thực tế.
Tuy nhiên, Jun Bin rút ra kinh nghiệm từ trận đấu tập sự rằng, vì chỉ có một lá bài cộng và bài nhân phải được chia ra mới có, nên người chơi trên sân chắc chắn sẽ chủ yếu đặt cược vào số nhỏ. Ngược lại, người chơi đặt cược vào số lớn ít hơn sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Trò chơi sắp sửa bắt đầu. Số chip của người chơi trên sân như đã nêu. Được rồi, ván đầu tiên bắt đầu. Jehun có lá bài dưới là 6, cùng với 7 và 0 để tạo thành phép tính. Vì không chia cho bất kỳ số nào cũng bằng 0, không quan trọng lá bài tiếp theo là gì, anh ấy đều có thể tạo thành 1, có thể nói là chắc chắn sẽ thắng. Jun Bin đặt cược 2 chip, mọi người khác đều theo cược. Ki Ang Jin, Suk Jin, Se Ung Quan bạn đã đặt cược 2 chip. Tất cả người chơi đều đã đặt cược số chip giống nhau. Sau khi phát xong lá bài cuối cùng, chỉ có Jehun là thoải mái. Lúc này trong đầu anh ấy chỉ nghĩ về một việc, làm thế nào để thắng được chip của Suk Jin. Đến vòng cuối cùng, Jun Bin đặt cược 3 chip, Jong Ju tăng cược lên 10 chip. Tổng cộng 13 chip, tốt. Do Min chọn bỏ bài, Jehun tự tin chọn theo cược. Khi có lá bài lớn, tốt nhất là có người theo. Lúc này, Ki Ang Jin nghĩ ra một kế hoạch. Cô ấy thấy hai người này hầu hết là đặt cược vào số nhỏ, trong khi cô ấy có 10 và 2 lá 5, hoàn toàn có thể thay đổi hướng đặt cược. Suk Jin không biết đã bị cái gì ám ảnh cũng chọn theo cược. Không ngờ trận đầu tiên đã là một cuộc đặt cược lớn. Se Ung Quan chọn rút lui một cách dũng cảm, bỏ bài. Jun Bin nhìn thấy vòng này nguy hiểm như vậy cũng chọn bỏ bài. Vậy kết quả cuối cùng như thế nào? Đây có phải là sự kích thích của cờ bạc không? Mở bài. Suk Jin đặt cược lớn. Ki Ang Jin cũng đặt cược lớn. Cuối cùng, ai gần 20 hơn? Số của Ki Ang Jin cuối cùng là 23.889, chênh lệch 3.889. Jehun không ngoài dự đoán đặt cược nhỏ với số là 1. Vậy người dám đặt cược lớn, Jong Ju, cuối cùng là đặt cược nhỏ. Lúc này Jehun mới nhớ ra một khả năng. Đúng, Jong Ju cũng là 1. Nhưng số nhỏ nhất của cô ấy là đồng không. Số nhỏ nhất của Jehun là bạc không. Đồng nhỏ hơn nên Jong Ju thắng. Xem xét đường đua đặt cược lớn, Suk Jin thực sự rất giàu có. Dù anh ấy chỉ có 16 nhưng vẫn dám theo cược. Thậm chí số của anh còn gần với 20 hơn, chỉ chênh lệch 3.7, chiến thắng. Vậy thì, tổng số chip trên bàn cờ là 64 chip, chia đều cho Suk Jin và Jong Ju. Ngược lại, Jehun và Ki Ang Jin gặp tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 7 chip. Sau đó, vòng thứ 2 bắt đầu. Từ vòng trước, có thể thấy rằng người chơi có số 0 sẽ dễ dàng tạo ra số 1 hơn. Bây giờ, các lá bài công khai được phát cho mọi người. Người chơi có số 0 thực sự đáng sợ, còn người chơi có số 10 sẽ dễ dàng chiến thắng hơn khi đặt cược vào số lớn. Vòng này bắt đầu từ Do Min, cô ấy mở đầu bằng 2 chip, áp đảo những người chơi có ít chip, trực tiếp khiến Ki Ang Jin, Jehun và Se Ung Quan phải rút lui. Các người chơi khác theo cược. Sau khi phát bài, tình hình của mỗi người dường như không mấy lý tưởng. Quan trọng là lá bài dưới như thế nào. Vòng cuối cùng, Do Min tiếp tục đặt 2 chip, không đau không ngứa, vì vậy Ki Ang Jin chọn tăng cược lên 10 chip. Suk Jin chọn bỏ bài. Cậu không phải rất ngạo mạn sao? Jun Bin cũng chọn bỏ bài. Chỉ còn lại 2 người chơi, Jong Ju nhận ra điều gì đó. Có lẽ có một chiến lược chắc thắng khác, chọn theo cược. Đúng vậy, giờ đây hai người chỉ cần đặt cược một lớn một nhỏ là chắc chắn thắng. Số của Ki Ang Jin rõ ràng lớn, vậy Jong Ju có đoán đúng hướng không? Cô ấy chọn đặt cược vào số nhỏ. Do Min đặt cược vào số lớn, cả hai đều vui vẻ. Kết quả không còn quan trọng nữa, nhưng Do Min thực sự rất lớn, chỉ chênh lệch 0.8. Jong Ju cũng thực sự rất nhỏ, số là 0. Cả hai chia sẻ 17 chip, cung cấp một lối suy nghĩ mạo hiểm khác. Sau 2 vòng, Ki Ang Jin và Jehun đã rơi vào tình thế chỉ còn 5 chip, mức chém giết. Ki Ang Jin thử với 1 chip, Jehun đối mặt với tình thế chỉ có 5 chip rơi vào trạng thái suy tư. Sau nhiều lần do dự, anh chọn bỏ bài. Đúng, một khi bị đẩy vào tình thế như vậy, nếu không có bài tốt thật sự thì không dám đặt cược. Nhưng Ki Ang Jin có một cách suy nghĩ khác, cô muốn biến bất lợi về số chip ít thành lợi thế. Chỉ cần cô tiếp tục tham gia, dù người khác có bài tốt đến mấy cũng không thể thắng nhiều chip từ cô, từ đó giảm bớt mong muốn của đối thủ trong việc đặt cược. Nhưng chiến thuật này không hiệu quả với Suk Jin, bởi vì anh thực sự có nhiều chip. Se Ung Quan tiếp tục ổn định, chọn rút lui. Jun Bin, Do Min tham gia với 1 chip. Sau vòng phát bài cuối cùng, Ki Ang Jin đối mặt với một tình huống khó khăn về mặt đạo đức. Nếu cô đặt cược tối đa, Ki Ang Jin có thể bị loại ngay lập tức. Cuối cùng, Ki Ang Jin vẫn chọn đặt cược tối đa. Suk Jin cũng chọn theo cược và tuyên bố rằng anh đã tạo ra số 20. Ngay cả như vậy, Jun Bin vẫn chọn theo cược. Jong Ju nhận ra ý định đặt cược vào số nhỏ của Jun Bin, và cô cũng chọn theo cược vào số nhỏ. Kết quả của cô là âm 0.833, là một số âm. Tuy nhiên, Jun Bin là số hoàn hảo 1. Suk Jin quả thực đặt cược vào số 20, nhưng anh chỉ có 18.9, người khác vẫn còn cơ hội. Ki Ang Jin đặt cược vào số lớn với kết quả là 22, đã thua cuộc. Điều quan trọng là Ki Ang Jin chọn đặt cược vào số nhỏ, nhưng kết quả là 7.6, quá lớn. Có vẻ như Ki Ang Jin đã từ bỏ sau khi nhìn thấy kết quả của Jun Bin. Kết quả là Suk Jin thắng cuộc trong việc đặt cược lớn, và Jun Bin thắng trong việc đặt cược nhỏ. Ki Ang Jin bị loại.
quả thực, chỉ khi có đủ chip mới có đủ tự tin. Hiện tại Jehun chỉ còn 4 chip, không dám mạo hiểm và một lần nữa chọn bỏ bài. Sukjin dẫn đầu với 2 chip, Junbin và Jomin bỏ bài. Chỉ còn lại Sukjin, Seung Kwan, Jongju trên sân. Trong vòng cuối cùng chỉ còn Sukjin và Jongju, hai người thông minh mỗi người đặt cược một nhỏ một lớn, dễ dàng thu được tiền cược cơ bản. Chiến thắng của vốn liếng. Jehun càng ngày càng rơi vào tình thế nguy hiểm, Jongju đã cảm nhận được sự ra đi của anh. Đúng vậy, sau khi đặt cược đáy ở vòng này, Jehun chỉ còn lại 3 chip. Seung Kwan có bài tay tốt, nhận được số 0. Anh ta đặt cược 1 chip, mọi người khác theo cược. Đến lượt Jomin, cô ấy muốn kết thúc nhanh chóng và chọn đặt cược tối đa. Jehun thực sự không còn đủ tự tin để theo cược và chọn rút lui, mọi người khác theo cược và bắt đầu vòng cuối cùng. Jomin một lần nữa áp đảo mạnh mẽ, chọn đặt cược tối đa. Seung Kwan chọn đối đầu trực tiếp, all in. Nhưng không ai khác rút lui, tất cả mọi người đều có bài tốt. Vòng này sẽ quyết định việc Seung Kwan có tiếp tục ở lại hay không. Mở bài. Jongju đặt cược nhỏ, nhưng số không hề nhỏ, đều là 1.5. Junbin đặt cược lớn, số cũng rất lớn, 22. Seung Kwan có cơ hội. Kết quả là Seung Kwan đặt cược nhỏ, nhưng trong giây phút sinh tử, anh không dám tin mình chỉ có thể tạo ra 0.42, đã thua cuộc. Sukjin tạo ra 18.2, thắng Junbin. Hóa ra Jomin chỉ là hù dọa, chỉ có thể tạo ra 1.85. Sukjin tiếc nuối, vì Seung Kwan chỉ cần cẩn thận một chút, có thể tạo ra 0.857 và trở thành người chiến thắng trong việc đặt cược nhỏ. Vậy là Seung Kwan chắc chắn bị loại. Anh ấy là idol tôi ấn tượng nhất trong trò chơi trí tuệ này. Hiện tại chỉ còn lại 5 người chơi, và cần phải loại thêm 2 người. Junbin chọn bỏ qua để không ép Jehun vào đường cùng. Jongju chỉ đặt 1 chip, Jomin chọn rút lui. Lần này Jehun không lùi bước, chọn theo cược. Liệu tính cách thận trọng của anh có dẫn đến việc ra bài lớn không? Mọi người tiếp tục theo cược. Vòng cuối cùng, mọi người đều bỏ qua và trực tiếp mở bài. Sukjin đặt cược nhỏ, số là 1.125. Jehun cũng đặt cược nhỏ, số là 0.5, không thể thắng Sukjin. Jongju đặt cược nhỏ với số là -1.857, cũng không thể thắng Sukjin. Chỉ có Junbin đặt cược lớn, anh ta có cái nhìn độc đáo, chỉ với 10 điểm đã chiến thắng và chia sẻ chip trên bàn với Sukjin. Sukjin kiểm tra số của Jongju và phát hiện ra cô ấy thực sự có thể tạo ra số 1. Sau trận chiến này, Jehun chỉ còn lại 1 bit. Đặt cược đấy là đợt cuối cùng của anh ấy. Do không còn chip để đặt cược ở vòng này, ban tổ chức trực tiếp phát lá bài cuối cùng rồi mở bài ngay. Thời gian suy nghĩ rất ngắn, Junbin đặt cược lớn, số là 17. Sukjin không nghĩ nhiều, chỉ có thể tạo ra -2.5. Điều quan trọng là số của Jehun, anh ấy đặt cược lớn, số là 17.7, thắng Junbin. Jomin đặt cược nhỏ, số là 6.125. Jongju cũng không tính ra số lớn, cuối cùng, Jehun và Sukjin chiến thắng sát nút. Jehun thắng được 2 chip, anh ấy còn có thể tồn tại được nữa không? Vòng tiếp theo, Jehun đặt cược lớn và giành chiến thắng một mình. Vòng sau nữa, Jehun lại chọn all-in. Có vẻ như bài tay không tồi. Ngoại trừ Junbin, những người khác đều tham gia, dường như là một ván bài kịch tính. Đầu tiên, Jomin đặt cược nhỏ, số là 0, không có lợi thế lớn. Tôi cũng không ngờ Jongju không theo kịp, đặt cược nhỏ với số -1.8. Sau đó là Sukjin đặt cược lớn, số là 18.3, khó nói có thể kết thúc trò chơi. Điểm then chốt là Jehun toàn bộ vào cược nhỏ, số là 1. Anh ấy thực sự may mắn khi chọn đặt cược lớn, vì vậy, trò chơi tiếp tục vào vòng cuối của Jomin. Sau đó, lần đầu tiên xuất hiện tình huống đặt cược cả lớn lẫn nhỏ. Nếu thắng, Junbin sẽ thu về toàn bộ chip trên bàn. Nếu thua cũng không lỗ nhiều, vậy Junbin có thể giả vờ không? Đầu tiên, số đặt cược nhỏ là 1.1, số lớn là 18.875. Sukjin đặt cược nhỏ với số 1.5. Jehun đặt cược nhỏ với số 0.3. Người cuối cùng, Jomin, đặt cược vào số nhỏ với số là 0. Nỗ lực mạo hiểm của Junbin đã thành công nhưng chỉ thắng được 5 chip. Anh thừa nhận nếu có thêm một chút chip nữa thì không dám đặt cược như vậy. Đồng thời, Jomin vì đã mất hết chip nên bị loại. Thật sự rất cảm ơn em, hẹn gặp lại vào ngày mai. Hiện tại, số người chơi còn lại trên sân là 4 người. Một trong số họ sẽ trở thành người chơi cuối cùng bị loại. Jehun, người có số chip ít nhất chỉ với 8 chip, có thể sẽ là người bị loại. Có một lợi ích khi chỉ còn 4 người chơi. Chẳng hạn, trong vòng này, Jehun và Sukjin chọn bỏ bài, để lại Jongju và Junbin gần như tự động chiến thắng. Nhưng cũng không thể thắng được nhiều. Vòng tiếp theo, Jongju và Jehun đầu tiên nhận được số 0, sau đó là số 10 và 9, cảm thấy có cơ hội. Cuối cùng, mọi người đặt cược 3 chip và mở bài. Sukjin lại chọn đặt cược nhỏ. Số cuối cùng là 0.4, không có lợi thế rõ ràng. Đối đầu giữa hai kẻ thù, Jehun cũng đặt cược nhỏ nhưng số là 0.9, thắng Sukjin. Jongju vẫn đặt cược nhỏ với số là 0, chỉ đơn giản là tham gia. Tuy nhiên, Junbin cũng đặt cược nhỏ với số 1.22, không thắng được Jehun. Jehun đã có một cuộc lật ngược tình thế quan trọng, mở rộng số chip lên 17. Hiện tại, người có số chip ít nhất đã trở thành Junbin.
cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp tục. Jae-hun liên tục có lợi nhuận nhưng chí lực của Jun-bin đã gần như không theo kịp. Sau vài vòng, Jun-bin chỉ còn lại 11 chip. Lần này, Jae-hun nhận được số 3, không vào căn bậc 2, mời Suk-jin tham gia. Anh tự đặt cược 5 chip. Suk-jin theo cược, Jun-bin và Jong-ju rút lui. Hai người bắt đầu cuộc đối đầu đỉnh cao. Jae-hun tiếp tục nhận được số 9, Suk-jin là số 5. Điểm then chốt của lần này nằm ở hướng đặt cược của hai người và kích thước của bài dưới. Sau khi tính toán, Jae-hun chọn đặt cược nặng 12 chip. Suk-jin không chịu thua kém, theo cược 12 chip rồi thêm 2 chip. Tổng cược là 20 chip, sẵn sàng ép Jae-hun vào đường cùng. Jae-hun cũng đồng ý cược tất. Suk-jin tự nhiên cũng đi hết mình. Jae-hun lại bắt đầu tỏ ra yếu đuối, ám chỉ bài của mình rất tốt. Khi mở bài, Suk-jin đặt cược nhỏ. Số của anh ấy có chạm tới giới hạn không? Hoàn toàn là giới hạn. Số đạt được là 1, với số không nhỏ nhất là màu bạc. Jae-hun cũng đặt cược nhỏ. Số của anh ấy cũng là giới hạn, đạt 1. Trong đó, số không màu là màu đen, là màu nhỏ nhất. Giới hạn của giới hạn. Anh nói dối đấy. Lần này Jae-hun thắng. Jae-hun thực sự đã thực hiện thành công một đòn tấn công bất ngờ. Số chip của anh ấy tăng lên 45. Vòng tiếp theo, Suk-jin có vẻ đã bị cuốn theo, đặt cược 5 chip. Jun-bin và Jong-ju lập tức rút lui. Jae-hun cũng sẵn lòng tham gia, công khai mục tiêu tấn công của mình là Suk-jin. Trong vòng này, Jae-hun nhận được số 1, 4 và 6. Suk-jin nhận được số 4, 8 và 8. Suk-jin đoán Jae-hun sẽ đặt cược nhỏ và tiếp tục tăng cược thêm 5 chip. Jae-hun theo cược. Vậy hai người này có cùng hướng đặt cược không? Jae-hun chọn đặt cược nhỏ và đúng như dự đoán, tất cả cược của Jae-hun đều là giới hạn, số đạt được là 1, trong đó số 1 màu vàng là nhỏ nhất, nhưng Suk-jin lại bất ngờ. Anh ấy chọn cược cả lớn lẫn nhỏ. Dù Jae-hun chọn đặt cược lớn để tránh, hoặc thực sự đặt cược nhỏ đều không thể thoát khỏi. Đầu tiên, Suk-jin đặt cược lớn với số 22, mặc dù không phải là giới hạn nhưng chắc chắn thắng. Sau đó là số nhỏ cũng là 1, tiếc là số nhỏ nhất chỉ là 3. Trận chiến đã kéo dài 7 tiếng, thách thức cả thể chất lẫn tinh thần của người chơi. Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi nào? Người chơi cảm thấy càng ít người tham gia, càng khó khăn. Đầu tiên, họ không theo kịp việc sắp xếp các phép tính. Sau đó, họ càng ngần ngại hơn khi đặt cược. Lần này, chỉ có Jong-ju đặt cược, những người khác đều chọn bỏ bài. Họ thậm chí không dám đối đầu trên các đường đua khác nhau. Đúng vậy, trong nửa sau của trò chơi, chỉ cần nhìn vào số, người chơi có thể đoán được phần nào. Jun-bin là người đầu tiên cảm thấy kiệt sức, nhưng số chip không đủ để tiếp tục. Vì vậy, lần này anh ấy chọn cược tất. Jun-bin có bài mở là 6, 9, 10 và các phép tính bình thường. Jong-ju, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tham gia đến cùng. Jae-hun và Suk-jin đều chọn bỏ bài. Vậy thì, cuộc đối đầu này là về cược nhỏ. Jong-ju đạt được số 1.25, Jun-bin đạt được số âm 0.1, sự chênh lệch quá lớn. Anh ấy đã không thể tính toán chính xác, trở thành người chơi cuối cùng bị loại khỏi trò chơi. Xin vui lòng quay trở lại phòng sinh hoạt để thu dọn hành lý của mình. Rời khỏi đây, sau vòng chơi này, số lượng tiền của người chơi đã có sự thay đổi lớn. Jong-ju đổi được 11 bit, Jae-hun cũng đổi được 11 bit, Suk-jin đổi được 16 bit, vẫn dẫn đầu. Sau khi nghỉ ngơi ngắn tại khu vực sinh hoạt, người chơi lại tiếp tục hối hả đến với cuộc thi tiền thưởng. Cuộc thi tiền thưởng lần này cũng rất thú vị. Cuộc thi này sẽ quyết định hai người chơi vào chung kết, người chơi có số tiền ít nhất sẽ rời cuộc chơi. Tên trò chơi là cờ Caro 4 người. Mục tiêu của trò chơi là sắp xếp được 3 quân cờ theo bất kỳ hướng nào. Ngoài những người chơi hiện diện còn có một khách mời bí ẩn, tổng cộng 4 người sẽ cùng tham gia. Người chơi sẽ ở trong các phòng khác nhau để chơi trò chơi từ xa. Bàn cờ có kích thước 4x4, mỗi người chơi sẽ có một màu sắc riêng và 5 quân cờ. Khi trò chơi bắt đầu, 4 người chơi sẽ lần lượt đặt cờ. Người chơi có thể chọn đặt quân cờ mới hoặc di chuyển quân cờ, mỗi lượt chỉ được thực hiện một trong hai hành động đó. Lưu ý, khi đặt quân cờ mới, mỗi ô cờ chỉ có thể chồng lên tối đa 3 quân cờ. Nghĩa là, quân cờ mới chỉ có thể được đặt ở những nơi có ít hơn 3 quân cờ. Việc di chuyển quân cờ là, việc di chuyển quân cờ ở trên cùng của một ô sang một ô khác xung quanh, mỗi lần chỉ di chuyển một quân. Nếu người chơi không thể đặt quân mới hoặc di chuyển quân cờ, lượt của người đó sẽ bị bỏ qua. Cuối cùng, chỉ tính màu sắc của quân cờ ở trên cùng từ góc nhìn từ trên xuống. Người chơi tạo thành hàng 3 sẽ thắng và nhận được 3 tiền thưởng. Trò chơi diễn ra trong 4 vòng. Nếu khách mời đặc biệt thắng một vòng, cuộc thi tiền thưởng sẽ bị coi là thất bại. Chỉ khi người chơi hiện diện thắng ở mỗi vòng mới được coi là hoàn thành thử thách. Tổng tiền thưởng sẽ tăng thêm 100 triệu won Hàn Quốc. Nếu sau 4 vòng có người chơi có số tiền bằng nhau, sẽ tiếp tục vào vòng đấu kéo dài để quyết định người chiến thắng cuối cùng. Hóa ra trò chơi cờ Caro 4 người trên bàn ở khu vực sinh hoạt là trò chơi cho vòng bán kết. May mắn là Jong-ju đã chơi thử nó hôm qua. Suk-jin dù đã chơi qua nhưng không nắm bắt được tinh túy của trò chơi. Jae-hun chỉ lo lắng việc hợp tác từ xa sẽ thất bại, bởi anh đã có bóng ma tâm lý từ trước. Sau đó, ba người thông minh này đã đề ra chiến lược nhận biết đồng đội. Khi mỗi người nhận được màu ngẫu nhiên, nước đi đầu tiên phải đặt ở vị trí cố định.
Như vậy, chỉ cần nhận được quân cờ màu tương ứng nhưng không đặt ở vị trí chỉ định, người đó chắc chắn là khách mời đặc biệt. Nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm, nếu khách mời đặc biệt tình cờ đặt ở vị trí đã chỉ định thì sao? Vì vậy, họ đã cải tiến chiến lược, vì khách mời chắc chắn cũng biết rằng, đặt quân ở vị trí trung tâm sẽ chiếm lợi thế, nên họ có thể làm ngược lại, đầu tiên đặt quân ở bốn góc của bàn cờ. Jae-hun đã làm rõ chiến lược này đến từng nước đi của mỗi vòng, sau đó là màu đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng. Điều này cần được ghi nhớ. Ba người tiếp tục thảo luận, thông thường nước đầu tiên phải đặt chồng lên ba quân cờ, nếu không sẽ bị đối thủ lập tức phủ định. Để làm quen với trò chơi và chiến lược, ba người đã tiến hành một trận đấu mô phỏng. Xem xét điều kiện để ba người tiến vào vòng tiếp theo, Suk Jin chỉ cần thắng một vòng để tiến vào chung kết. Chỉ có Jong Ju và Jae-hun, mỗi người thắng hai trận mới có thể loại bỏ Suk Jin. Ba người phân tích, sử dụng ba quân cờ chống lại một quân của khách mời, cơ hội thắng rất lớn. Trò chơi bắt đầu. Nước đầu tiên, hai quân đỏ đặt ở trung tâm bàn cờ. Nhớ lời tôi đã nói trước đó, ba người trong ván đầu tiên phải đặt quân ở bốn góc của bàn cờ. Vì vậy, khi thấy vị trí lạ này, ba người biết ngay quân đỏ là khách mời. Jae-hun không né tránh nữa, trực tiếp phủ định bằng quân vàng. Suk Jin tiếp tục chiếm góc với màu xanh lục. Jong Ju cầm màu xanh lam, áp sát phòng thủ. Khách mời bị chặn. Tiếp theo, khách mời chọn đặt quân ở góc không rõ ý nghĩa. Có thể nói ba người đã thắng. Jae-hun tiếp tục tấn công bằng quân vàng. Chỉ cần đồng đội phòng thủ phối hợp, chiến thắng là trong tầm tay. Nhưng Suk Jin đột nhiên thực hiện một động thái khiến mọi người bất ngờ, sử dụng hai quân để chặn Jae-hun. Đúng vậy, anh ấy đang phòng thủ. Đây mới là tinh túy của trò chơi. Khi các người chơi đã nắm chắc phần thắng, họ vẫn phải đấu trí đấu dũng với đồng đội. Khi đó, cần phải xem xét đối tượng phòng thủ, không chỉ là khách mời mà thôi. Jong Ju không dám tiếp cận với màu xanh lục có ý đồ tấn công mạnh mẽ, đồng thời để nuôi dưỡng kẻ thù, cô đã để màu đỏ một nước đi. Sau đó, màu đỏ chỉ có thể di chuyển lên hoặc xuống, chắc chắn không sẽ gây trở ngại cho bản thân. Đồng đội cũng phải vội vàng đi phòng thủ, nếu may mắn thì sao? Đúng vậy, khách mời đã chọn hướng dưới, chỉ cần đồng đội không gây trở ngại, Jong Ju sẽ thắng. Nhưng làm sao có thể? Jae-hun trong tay còn 3 quân, anh đã dùng 2 quân để phủ lên màu xanh lam của Jong Ju. Vì Suk Jin cách khu vực trung tâm quá xa, lại không còn quân nào trong tay, anh chỉ có thể. Thật là thú vị. Anh cũng đang nuôi dưỡng kẻ thù, không hề phòng thủ màu đỏ sắp kết thành 3 quân, thay vào đó giao nhiệm vụ phòng thủ cho Jong Ju. Không còn cách nào, Jong Ju bị đồng đội bắt bí, chỉ có thể di chuyển màu xanh lam để phòng thủ. Sau đó, màu đỏ tự nhiên không còn chỗ để đặt, chỉ có thể đi một nước không có ý nghĩa. Không ai có thể ngăn cản Jae-hun kết thành 3 quân. Jae-hun giành chiến thắng đầu tiên. Qua một vòng đấu, có thể thấy khách mời mới là quân cờ nên được sử dụng. Trò chơi dù đơn giản nhưng thực sự rất thú vị. Vòng thứ 2 bắt đầu, Suk Jin lần này cầm màu đỏ, đặt 3 quân vào vị trí chỉ định. Jong Ju cầm màu vàng, cũng theo kế hoạch đặt vào vị trí chỉ định. Quân xanh lục không theo kịch bản, lập tức bị nhận diện. Vì vậy, Jae-hun không cần phải giấu giếm, đặt ngay vào góc. Suk Jin sau khi bị thiệt thòi ở ván trước, lựa chọn chỉ đặt một màu đỏ, giữ lực lượng chiến đấu. Jong Ju hiểu, làm sao tôi có thể để anh ta kết thành 3 quân. Nhưng nhiệm vụ phòng thủ này vẫn để cho người khác làm. Cô chỉ để lại một quân bên cạnh mình. Nhưng cô đã nghĩ quá đơn giản, màu xanh lục cũng có thể đi nhờ xe cô. Tôi đã đặt nhầm. Qua tính toán, Jae-hun biết rằng, chỉ để mình giành chiến thắng mà cản trở màu đỏ sau đó, không đủ để ngăn chặn khách mời. Vì vậy, anh chỉ có thể sớm lập rào cản với 2 quân. Suk Jin dù không hiểu nhưng cũng rất sốc. Với sự hỗ trợ của Jong Ju, anh đã giành chiến thắng đầu tiên và chắc chắn được thăng hạng. Vòng thứ 3 bắt đầu, Jong Ju trong lượt này cầm màu đỏ, tiếp tục đánh theo kế hoạch. Khách mời cầm màu vàng cũng lập tức được nhận diện. Nhưng Jong Ju, người đang ở bên bờ vực bị loại, đã bắt đầu hoảng loạn. Lần này, Jae-hun sử dụng chiến thuật bất ngờ, chỉ đặt một quân xanh lục để phòng thủ, hoặc có thể anh đang tạo đường cho khách mời. Suk Jin không thảnh thơi, nhanh chóng bổ sung 2 quân xanh lam để phòng thủ. Jong Ju tiếp tục đặt một quân không rõ ý đồ, động thái này vừa không phòng thủ vừa không tấn công. Quân vàng của khách mời không chùn bước, ngay lập tức chiếm lĩnh vùng đất này. Trong mắt Suk Jin và Jong Ju, quân xanh lục đã chắc chắn phải được phòng thủ. Đúng như dự đoán, Jae-hun cũng làm như vậy. Vì thế, Suk Jin vội vã đặt 3 quân để lập đường, xác định chiến thắng. Vòng thứ 3 do người chơi màu xanh lam chiến thắng. Tiếp theo, vòng cuối cùng bắt đầu. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Jong Ju. Chỉ khi giành được một điểm, cô mới có thể tiến vào vòng đấu kéo dài với Jae-hun. Điều thú vị là, đạo diễn đã ẩn đi quân cờ của các người chơi khác, chúng ta có thể đoán mò xem. Quân đỏ và vàng đều theo kế hoạch, là đồng minh. Jong Ju cầm màu xanh lục cũng theo kế hoạch. Có vẻ như quân xanh lam là khách mời. Cô ta chặn giữa màu đỏ và vàng. Màu đỏ đưa ra một quân tấn công, màu vàng phủ 2 quân để phòng thủ. Có thể nói, không ai có vị thế tốt hơn Jong Ju. Cô ấy xa trận chiến, đặt một quân xanh lục để tấn công. Nhưng khách mời màu xanh lam sẽ không để cô ấy thành công, ngay lập tức phủ 2 quân lên và để lại vị trí tấn công ở giữa. Jong Ju đoán, động thái này không thể không phòng thủ.
nhưng màu đỏ, vàng, xanh lục chỉ còn một quân, và mỗi lượt chỉ có thể di chuyển một quân. Vì vậy bước tiếp theo chắc chắn là ba quân chồng lên nhau. Nhưng quân đỏ lại di chuyển đến góc và không can thiệp. Dòng Du tự nhận mình đã đoán được phong cách của mỗi người, nhưng động thái này thực sự khiến cô bối rối. Sau đó, họ không thể ngăn chặn quân xanh lam của khách mời giành chiến thắng. Cuối cùng, khách mời giành chiến thắng, trò chơi kết thúc. Vậy quân cờ này do ai đặt? Ngay khi ra khỏi phòng, Jae-hun đã nhận lỗi rằng mình đã đặt nhầm quân. Từ góc độ của đạo diễn, chúng ta có thể thấy Jae-hun thực sự đã nhầm lẫn thứ tự hành động. Là lượt của quân xanh lam ư? Tôi nhìn nhầm thứ tự rồi. Tôi đặt nhầm rồi. Nhưng phần lớn khán giả đều cho rằng anh ấy đang diễn. Bỏ qua những điều này, hãy xem xét từ góc độ của Jae-hun. Anh chỉ giành chiến thắng trong trận đầu tiên, sau đó là hai đồng đội lạ mặt giành chiến thắng. Dù sao đây cũng là một trò chơi sinh tồn. Phân tích chỉ dừng lại ở đây. Dù thế nào đi nữa, bỏ qua sự chênh lệch về trình độ giữa các người chơi, thiết kế cơ chế của tập này chắc chắn là điểm cao nhất của kế hoạch quỷ dữ. Đầu tiên, ban tổ chức một cách ấm áp đã mời tất cả các người chơi bị loại trở lại để xem trận đấu. Mọi người tình thương mến thương chào hỏi nhau như chưa từng có cuộc chia ly hiện tại, tổng giải thưởng đã lên tới 250 triệu. Trận chung kết được tiến hành theo thể thức 3 ván 2 thắng, nhưng mỗi ván đều có trò chơi khác nhau. Ván đầu tiên là trò chơi cờ chính tướng. Ván thứ hai là lục giác, chủ yếu kiểm tra khả năng nhớ và tính toán của người chơi. Ván thứ ba là xúc sắc, một trò chơi tập trung vào chiến thuật tâm lý. Hiện tại, Jae-hun sở hữu 14 đồng tiền chơi game, Suk-jin có 22 đồng. Do Suk-jin dẫn đầu về số đồng tiền, anh ấy sẽ có lợi thế nhỏ trong trò chơi tiếp theo. Giải thích luật chơi cờ chính tướng, mục tiêu tấn công là 3 quân cờ, của một bên được xếp thành một hàng sẽ có thể loại bỏ một quân cờ của đối phương. Mỗi người chơi có tổng cộng 9 quân cờ màu đen và trắng. Sau khi bắt đầu, người chơi phải đặt quân cờ trong vòng 90 giây ở bất kỳ ô nào trên bàn cờ. Người chơi sẽ thay phiên nhau tấn công cho đến khi 9 quân cờ được đặt xuống, không được phép di chuyển quân cờ. Dù người chơi tạo thành một hàng 3 quân cờ, họ có thể loại bỏ một quân cờ của đối phương, nhưng không thể loại bỏ quân cờ đã tạo thành hàng. Khi tất cả quân cờ được đặt xuống, trò chơi sẽ chuyển sang giai đoạn 2, người chơi có thể di chuyển quân cờ của mình đến ô trống liền kề. Quân cờ tạo thành hàng vẫn có thể loại bỏ quân cờ đối phương. Trò chơi có tổng cộng 3 ván, cũng theo thể thức 3 ván 2 thắng. Luật chơi đã được giới thiệu xong. Điều đáng sợ là hai người này đã chơi với nhau vào tối hôm qua. Thực sự, tôi cũng rất tò mò xem ai sẽ thắng. Sau một loạt lời khen ngợi lẫn nhau, ván đầu tiên bắt đầu. Suk-jin đi quân đen trước, Jae-hun phòng thủ với quân trắng. Đầu tiên, Suk-jin liền tạo thành hai quân, một nước đi buộc phải chặn. Nếu không, Jae-hun sẽ mất quân ngay từ đầu. Tiếp theo, Suk-jin tiếp tục chiếm lĩnh các góc trong, Jae-hun chặn giữa hai quân. Suk-jin lại đặt quân cuối cùng vào góc trong, nhưng không tấn công, một nước đi chít người, trao quyền chủ động cho Jae-hun. Suk-jin chỉ còn cách phòng thủ. Sau đó, Jae-hun tiếp tục chiếm lĩnh vùng ngoại ô, tạo thành ba quân liền kề, một nước đi chắc thắng khi từ hai hướng có thể tạo thành ba quân. Nghĩa là, Suk-jin không thể phòng thủ mà không mất một quân. Vì thế, Jae-hun chọn loại bỏ quân cờ ở lề đường của Suk-jin. Nhưng Suk-jin cũng ngay lập tức phản công bằng một đòn ba quân liền kề. Jae-hun phòng thủ rất thông minh, đồng thời đã chuẩn bị mầm mống tấn công ở vòng ngoài. Tuy nhiên, Suk-jin cũng không phải dạng vừa, anh ta ngay sau đó đã loại bỏ mối nguy hiểm đó. Nhưng Jae-hun kiên trì chiếm lĩnh vị trí đó, Suk-jin chỉ còn cách chặn đứng. Sau đó, Jae-hun đặt quân cuối cùng vào vòng giữa. Tới đây, cả hai người đã đặt hết quân cờ, bắt đầu chuyển sang giai đoạn di chuyển quân. Suk-jin sử dụng chiến thuật nhảy ô liên tục, tạo thành một hàng, loại bỏ một quân cờ trung tâm của Jae-hun. Chiến thuật nhảy ô mạnh mẽ ở chỗ nếu đối thủ không thể ngăn chặn, sẽ liên tục mất quân. Nhưng điều này là không thể trong cờ chính tướng. Chính vì loại bỏ được quân trắng này, Jae-hun mới có thể hình thành chiến thuật tiếp theo. Suk-jin muốn tiếp tục nhảy ô, nhưng Jae-hun đã sẵn sàng tấn công, loại bỏ quân đen quan trọng. Suk-jin mới tỉnh ngộ, sử dụng quân đen để chống đỡ. Hiện tại, cả hai không có hướng tấn công rõ ràng. Sau đó, Suk-jin trong hai bước tiếp theo, ẩn mình một đường kết nối trong đám quân đen. Jae-hun dù có suy nghĩ cũng không thể ngăn chặn. Suk-jin thoải mái loại bỏ một quân trắng ngoại vi. Điều này cũng giải phóng sức chiến đấu của Jae-hun. Jae-hun vừa hoàn thành phòng thủ vừa chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Suk-jin lại khiến đối thủ phải thể hiện. Có thể nói đây là lỗi thứ hai của Suk-jin trong trận này. Sau đó, Jae-hun lại hoàn thành một hàng, loại bỏ quân đen chắn giữa hai hàng ba. Bây giờ, Jae-hun có hai hàng để chọn. Có thể nói Suk-jin đã tự tay trao chiến thắng cho Jae-hun. Đúng vậy, vì hoàn thành hàng cần hai bước, Jae-hun dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, lượt tiếp theo sẽ đến lượt Suk-jin tấn công. Jae-hun di chuyển quân cờ ít ảnh hưởng nhất đến tình hình. Khi đã tạo thành hàng ba, quân cờ của Suk-jin không thể bị loại bỏ. Suk-jin tiếp theo cũng chỉ có thể loại bỏ nó. Khi đến lượt Jae-hun tấn công, Suk-jin thực sự không thể ngăn chặn, chỉ có thể đổi một hình thế tốt để đổi lấy cơ hội sống sót sau khi bị loại bỏ. Nhưng Jae-hun hoàn toàn không quan tâm, mở ra một cuộc tấn công mới. Cả hai người đều quá chú trọng đến việc đặt trước. Sau đó, Jae-hun lại dễ dàng loại bỏ một quân. Tuy nhiên, hình thế của Suk-jin cũng không phải là vô ích,
anh ta ngay lập tức giải quyết được cuộc khủng hoảng tiếp theo. Sau đó, Jehun cũng loại bỏ một quân đen. Khi Sukjin chỉ còn 3 quân, quân cờ có thể di chuyển đến bất kỳ ô nào, anh ta lập tức bay đến giữa một quân trắng ngoại vi, và tạo ra một cuộc tấn công tiếp theo. Jehun không di chuyển quân đã tạo thành hàng. Lúc này, Sukjin đã nhận ra mình đang rơi vào tình thế không lường trước được. Tiếp theo, cả hai bên không còn đường tấn công, chỉ là sự giằng co không ngừng. Nhưng tại sao Sukjin không khởi xướng được tấn công cuối cùng? Bởi vì một khi Sukjin loại bỏ quân cờ trắng cuối cùng, Jehun sẽ tạo thành một cú ba quân liền kề, và Sukjin chỉ còn đối mặt với số phận liên tục mất quân. Nhận ra mình đã không thể xoay chuyển tình thế, Sukjin cuối cùng cũng thực hiện bước đi đó, gián tiếp đầu hàng. Sau khi Jehun giành chiến thắng trong ván đầu tiên, dù là phòng thủ nhưng lại thắng trước, ván này đã chứng minh sức mạnh của Jehun, anh ấy hoàn thành mà không mắc một sai lầm nào. Vào hiệp 2, Jehun tiến công với quân đen, lần này anh ta trước tiên chiếm giữ các điểm chiến lược của vòng trung tâm. Sukjin cầm quân trắng từ vòng trong đến vòng trung tâm, liên tục phòng thủ. Cuối cùng, Jehun lần đầu tiên kết nối hai quân, mở màn cho cuộc tấn công. Sukjin chặn đứng không cho cơ hội. Sau đó, Jehun chuyển sang tấn công ở cạnh khác, Sukjin tiếp tục sát cánh. Nhưng sự sắp xếp từ trước của Jehun chính là đợi đến giây phút này, anh ta tiếp tục tạo thành ba quân liền kề ở vòng trong. Sukjin không thể ngăn chặn, chọn cách phòng thủ ở vòng trong. Jehun dễ dàng loại bỏ một quân ngoại vi. Điều khó hiểu là Sukjin bỏ qua việc kết nối vòng trong, tiếp tục bổ sung vào vòng ngoại. Jehun ngay lập tức chặn đường kết nối vòng trong của quân trắng. Như vậy, tình thế tấn công và phòng thủ đã đổi chỗ. Sukjin tiếp tục điền quân trắng kết nối ở vòng trung tâm, Jehun buộc phải phòng thủ ở vòng ngoại. Sau khi Sukjin đặt quân cuối cùng ở vòng ngoại, cả hai hoàn tất việc đặt quân và bắt đầu giai đoạn di chuyển. Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Khán giả ở ngoài mới nhận ra điểm mấu chốt, quân đen vì quá tập trung vào vòng trong và trung tâm, hiện tại đại bộ phận quân đen lại bị quân trắng chặn đứng không thể di chuyển. Jehun khó khăn trong việc mở ra cuộc tấn công hiệu quả. Nhận ra mình đã bị bẫy, tôi có vẻ đã sai lầm. Trái lại, Sukjin dễ dàng tạo ra hàng nối ở vòng ngoại. Sau khi loại bỏ quân đen, Sukjin đã mở khóa các quân trắng ở vòng trong. Đúng vậy, từ ván trước chúng ta thấy điều khó khăn nhất là khởi xướng một chuỗi tấn công liên tiếp. Sukjin với sự sắp xếp trước đó, thực sự có thể thực hiện được hai đợt tấn công liên tiếp. Không còn cách nào khác, khi thấy Jehun sắp tạo thành một hàng nối, Sukjin không vội vàng tấn công, mà trước tiên chặn đường di chuyển của quân đen ra khỏi vòng, tiếp tục vây hãm lớp quân đen. Sau khi quân đen di chuyển không có ý nghĩa, Sukjin tiếp tục kéo dây cung từ bên ngoài, đẩy các quân đen vào trong hai vòng. Jehun cảm thấy áp lực nặng nề, sau khi nhường quân đen, Sukjin cuối cùng khởi xướng tấn công, loại bỏ quân đen ở vòng trung tâm. Jehun cố gắng tạo thành hàng nối ở bên ngoài, khi anh ta sắp hoàn thành, Sukjin kịp thời chém lại một lần nữa, dễ dàng hóa giải tấn công. Lúc này, vòng ngoại của Jehun đã không còn cơ hội, Sukjin chỉ cần tiếp tục kéo dây cung ở vòng trung tâm, loại bỏ quân ngoại vi cuối cùng của Jehun. Jehun chỉ còn lại các quân bị vây hãm ở vòng trong, không thể di chuyển, thua cuộc. Sukjin giành được một chiến thắng đẹp, anh ấy đã cho chúng ta thấy một khả năng, hóa ra cờ tướng cũng có thể chơi như cờ vây. Jehun thua cuộc mà vẫn phục sát đất, trận trước bảo anh ta tập trung vào hiện tại, nhưng trận này lại cần phải nhìn xa trông rộng. Junbin từ bên ngoài ngạc nhiên, tại sao người đi trước lại thua? Tiếp theo, chúng ta hãy xem hiệp 3. Sukjin cầm quân đen tiên công, Jehun phòng thủ với quân trắng. Lần này khởi đầu, hai người chiếm giữ hai vị trí ở vòng trung tâm. Nhưng tiếp theo nên di chuyển như thế nào? Điều này khiến Jehun phải suy nghĩ sâu sắc. Cuối cùng, anh ta chọn chiếm giữ vòng ngoài. Sukjin buộc phải chặn đường ở vòng trong. Jehun tiếp tục sắp xếp ở vòng trung tâm. Sukjin tiếp tục chặn và tạo thành tấn công. Sau đó lại đến lượt Jehun chặn và tạo thành tấn công. Sukjin chặn. Sau một loạt hành động, quân cờ của cả hai bên rất rải rác, khó nói ai chiếm ưu thế. Tiếp theo, Jehun tiến vào vòng trong. Sukjin chọn vòng ngoài, Jehun tiếp tục chặn ở vòng trong. Sau đó, Sukjin chọn bố trí ở vòng ngoài, Jehun tiến vào vòng trong tấn công. Sukjin tiếp tục chặn đường, Jehun đặt quân trắng cuối cùng vào góc vòng ngoài. Cả hai hoàn thành việc đặt quân và bắt đầu vào giai đoạn di chuyển. Sukjin học được bài học từ hiệp 2, tiếp tục đẩy quân trắng về một phía, khiến Jehun không thể tổ chức được bất kỳ cuộc tấn công nào. Tiếp theo, Sukjin tiếp tục hoạt động trong vòng tròn. Jehun nhận ra mình dường như đã không còn đường lui. CPU suy nghĩ đến mức nổ tung, đếm ngược từ 5 giây, cho đến giây cuối cùng, anh ta mới di chuyển quân trắng ở vòng ngoài. Sau khi xác nhận an toàn, Sukjin di chuyển ra vòng ngoài, nhưng Jehun hoàn toàn không thể ngăn chặn, chỉ có thể nhìn quân trắng ngoại vi bị ăn. Cảm giác này rất quen thuộc. Tiếp theo, Sukjin tiếp tục kéo dây cung ở vòng ngoài, loại bỏ quân đối thủ. Lúc này, Jehun đã hiểu rằng trận này đã không còn cách nào quay đầu. Đúng vậy, sau đó trò chơi đã bước vào thời gian rác. Hóa ra, ăn quân chỉ là bề ngoài của trò chơi, còn cờ vây mới là bản chất của trò chơi. Hiểu được trò chơi đang chơi cái gì, không nghĩ quá phức tạp, lại càng có thể nắm bắt được mạch lạc của trò chơi. Nhưng Jehun lại suy nghĩ quá nhiều về chiến lược, Sukjin sau đó giành chiến thắng trong hiệp 3 cờ tướng, trở thành người chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.
Hiệp 2 là trò chơi lục giác, cơ bản là trò chơi yêu cầu người chơi nhớ 19 số trên bảng số, và tổng của mỗi 3 số, sau đó trả lời chính xác. Trò chơi bắt đầu, mỗi bảng số sẽ hiển thị trong 30 giây, sau đó tất cả các số sẽ chuyển thành chữ cái. Ban tổ chức sẽ công bố một số, người chơi phải sử dụng các chữ cái trên bảng để trả lời 3 chữ cái nào có thể tạo thành số đó. Nếu Xúc Jin giành chiến thắng trong trận này, anh ta sẽ trở thành nhà vô địch của kế hoạch của quỷ. Ngoài ra, vì Xúc Jin có số tiền xu nhiều nhất, anh ấy được thưởng một điểm ngay từ đầu trận. Đừng coi thường một điểm này, đó không phải là một lợi thế nhỏ. Vậy thì, bắt đầu hiệp đầu tiên của trò chơi. Khán giả quan tâm có thể ghi nhớ cùng lúc, chụp màn hình được coi là gian lận đấy. Nhìn vào bảng số, mọi người đoán số của vòng này có thể là từ 9 đến 11, nhưng không ai ngờ tới, nhóm cần trả lời lại là 5. Góc độ cực kỳ khó nhằn. Vì ở vị trí trung tâm của bảng số có khá nhiều số 5, nếu chỉ chú trọng ghi nhớ các số lớn, rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Xúc Jin nhanh chóng trả lời. ADH đúng rồi, anh ta dẫn đầu. Jae-hoon suy nghĩ một lúc sau đó trả lời. OZS đúng rồi, tôi điên rồi. Cuộc đua không căng thẳng như mọi người tưởng. Cả hai đều sợ trả lời sai, chỉ dám tranh đáp sau khi hoàn toàn chắc chắn. Kết quả là Jae-hoon và Xúc Jin qua lại nhau như chơi, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. 90 giây tiếp theo không ai dám lên tiếng, trò chơi sẽ sớm bước vào hiệp tiếp theo. Hiện tại Xúc Jin vẫn dẫn đầu với một điểm. Đây chính là lý do tôi nói trước, lợi thế của một điểm lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Được rồi, hãy cùng xem hiệp 2. Jae-hoon áp dụng phương pháp ghi nhớ từng hàng, còn Xúc Jin áp dụng phương pháp ghi nhớ từng cột. Bạn nghĩ vòng này sẽ đoán số nào? Tôi nghĩ sẽ là số 7. Đúng vậy, là số 7. Lần này, giống như mọi người đã đoán, đó là loại có nhiều câu trả lời đúng. Jae-hoon là người đầu tiên nhanh chóng trả lời. Đúng rồi. Xúc Jin ngay sau đó. Xúc Jin, giờ OK đúng không? Các người chơi ngoài sân nhận ra cả hai người đều bắt đầu ghi nhớ từ dưới lên. Nếu không, họ sẽ sớm nhận ra rằng hàng đầu tiên đã có câu trả lời đúng. Dong Ju thừa nhận họ nhìn thấu như vậy vì họ ở ngoài sân, nơi không liên quan đến thắng thua. Nếu tham gia, chưa chắc đã nói được như vậy. Bước vào vòng tiếp theo. Hiện tại Xúc Jin được 2 điểm, Jae-hoon được 1 điểm, khoảng cách không lớn không nhỏ. Ưu thế 1 điểm khiến Jae-hoon không thể ngẩng đầu. Xem bảng số vòng 3, Jae-hoon vẫn tiếp tục phương pháp ghi nhớ từng hàng, Xúc Jin vẫn là từng cột. Lần này sẽ đoán số nào? Đáp án là 6. Bạn đoán được không? Lần này là loại có ít câu trả lời đúng. Xúc Jin lúc này bị nhầm lẫn, đầu óc anh ta toàn là số của vòng trước. Jae-hoon tranh đáp, Jae-hoon, FGL sai rồi. Nhưng loại câu trả lời không theo hàng không thể đúng. Jae-hoon mất một điểm giúp cả hai hiểu rõ luật chơi. Sau đó Jae-hoon lại trả lời, CGL sai rồi. Như vậy, Jae-hoon tự mình mở rộng khoảng cách lên 3 điểm. Xúc Jin ngồi yên hưởng lợi. Đây là áp lực từ sự chênh lệch điểm. 90 giây tiếp theo không ai dám tranh đáp, vòng 3 kết thúc. Xem bảng số vòng 4, lần này số nói chung lớn hơn. Bạn nghĩ sẽ là số nào? Jae-hoon, dù đang bị tụt lại phía sau, vẫn kiên trì ghi nhớ từng hàng. Lần này Xúc Jin còn lạ lẫm hơn, anh ta thậm chí ghi nhớ cả các cột chéo. Có lẽ đây là sự thoải mái của người dẫn đầu. Vậy, số vòng này là 9, hóa ra Xúc Jin chỉ nhớ 3 cột đó. Việc ghi nhớ những số này anh ta vẫn có thể chịu đựng được, đồng thời cũng nâng cao độ chính xác. Ngược lại, Jae-hoon, dưới áp lực lớn, vẫn cố gắng ghi nhớ toàn bộ. Jae-hoon, JKL đúng rồi, giờ OK sai rồi. Sau 2 lần trả lời sai, Jae-hoon lại trở về điểm xuất phát. Mọi người cũng đừng quên yếu tố tâm lý của người chơi. Cảm giác thất bại khi bị đánh bại trở về vạch xuất phát, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến tình trạng của người chơi, khiến họ trở nên thiếu tự tin. Điều này trong trò chơi ghi nhớ là cực kỳ chít người. Vòng 4 cũng kết thúc mà không ai dám tranh đáp. Khoảng cách đã được mở rộng ra 4 điểm. Có thể nói, Xúc Jin đã có thể nằm vùng chiến thắng. Chúng ta tiếp tục xem vòng 5. Số lớn nhất của vòng này là 7, số nhỏ nhất là 1. Vậy ban tổ chức sẽ yêu cầu số nào? Tiếp theo, số của vòng 5 là 8. Xúc Jin, Airi đúng rồi. Jae-hoon, Hu đúng rồi. Họ trả lời nhanh như vậy. Thật giỏi. Jae-hoon, LPS đúng rồi. Tốt lắm, tiến lên. Làm sao họ trả lời được như vậy? Jae-hoon, EEM sai rồi. Gì cơ? Mỗi lần Jae-hoon có vẻ như sắp bứt phá, anh ấy lại bị gián đoạn bởi những câu trả lời sai. Anh ấy còn có thể kiên định được không? Thậm chí cả khán giả bên ngoài cũng đang cổ vũ và động viên anh ấy. Vòng thứ 5 vẫn kết thúc mà không có ai nhấn chuông trả lời. Hiện tại, khoảng cách giữa hai người đã được mở rộng ra 5 điểm. Tiếp theo là vòng thứ 6, lần này trên đĩa số thậm chí xuất hiện số 8. Số của vòng này là 12, Jae-hoon là người đầu tiên nhấn chuông trả lời. JKL, trả lời đúng. Đối với Xúc Jin, nếu anh ấy không chắc chắn đến 10 phần thì có thể không trả lời. Sau đó, vòng này cũng kết thúc mà không có ai nhấn chuông trả lời. Hiện tại, khoảng cách giữa hai người vẫn là 4 điểm. Nếu Jae-hoon phản công, cũng không phải không có cơ hội. Tiếp tục xem vòng thứ 7, vòng này có các số lớn như 5, 6, 7. Số của vòng này là 10. Jae-hoon, NOP, trả lời đúng. HNQ, trả lời đúng. Sau khi cảm thấy chán nản, Jae-hoon đã tìm lại được phong độ và thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.
Đừng quên, bây giờ mới chỉ là vòng thứ 8. Vòng này trên đĩa số có 4 con 10, mục tiêu là 18. Jehun, HMQ, trả lời đúng. Sukjin, Uka, trả lời đúng. Sau một vòng, khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ là 2 điểm. Vậy thì vòng thứ 9 cực kỳ quan trọng. Hãy nhìn vào đĩa số, mục tiêu là 11. Cả hai cùng nhấn chuông trả lời. Jehun, ESG, trả lời đúng. Sukjin, Ku, trả lời đúng. Jehun, GKO, trả lời đúng. Thật là căng thẳng, khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Sukjin phải trả lời đúng trước Jehun để giữ lợi thế. Sau khi liên tiếp trả lời đúng một số câu hỏi, phong độ của Jehun đã rõ ràng được cải thiện. Liệu Jehun có thể thành công với lần nhấn chuông trả lời này không? Jehun, NGS, trả lời đúng. Thật tuyệt vời. Anh ta thực sự đã tìm lại phong độ từ vực thẳm. Đừng quên rằng trước đó, khoảng cách giữa hai người có thể lên tới 5 điểm đấy. Sukjin bỗng nhận ra mình không thể nằm im được nữa. Cuối cùng, hai người vẫn không tìm ra được câu trả lời đầy đủ. Vòng thứ 9 kết thúc với hai người ngang điểm. Lần trả lời tiếp theo của mỗi người đều rất quan trọng. Hãy xem đĩa số của vòng cuối cùng. Jehun vẫn nhớ toàn bộ bức tranh. Sukjin vẫn là kỹ thuật nhớ chéo. Số của vòng cuối cùng là 15. Sukjin, Aeri, trả lời đúng. Sukjin chính thức dẫn đầu. Jehun lại một lần nữa đối mặt với áp lực một điểm. Jehun vội vàng. Anh ta vừa nói ra câu trả lời đã biết mình đã sai. Có nghĩa là kết quả cuối cùng gần như đã được định đoạt. Do không ai nhấn chuông trả lời trong vòng 90 giây, vòng này kết thúc. Kết thúc nhanh như vậy sao? Cuộc đối đầu giữa các cao thủ, khoảng cách chỉ là một ly. Sukjin giành chiến thắng cuối cùng. Chúng ta hãy chúc mừng Sukjin trở thành nhà vô địch của kế hoạch của quỷ. Trên hành trình đến đây, có thể nói Jehun và Sukjin đều là những người mạnh nhất. Dù là trong việc ghi nhớ hay chiến thuật, có thể một số người chơi sẽ tỏa sáng trong một trận đấu, nhưng nhà vô địch cần sự ổn định, toàn diện, chất lượng tổng hợp mạnh nhất. Có thể nói, Sukjin đăng quang là xứng đáng. Không biết mọi người nghĩ sao về điều này? Mời để lại bình luận dưới phần bình luận. Video này đến đây là kết thúc. Cuối cùng, hy vọng khán giả thích video này.